chương 480, vãi đậu thành binh, mua xuống giải binh càn khôn đại về sau, quân thường thiếu lấy ra. Cái đồ chơi này liền cùng tê tê cái túi không sai biệt lắm, nhưng bên trong bên trong có càn khôn, cùng loại không gian đồ vật, cùng tồn tại thả rất nhiều to bằng móng tay linh đậu. Có thể ăn, xuất ra một viên, nắm ở trong tay, cảm thụ tràn ngập mà đến nhàn nhạt linh lực, quân thường thiếu ánh mắt nổi lên kinh ngạc. Linh đậu chỉ có 10 vạn khỏa, nếu có thương vong, chính là dùng một viên thiếu một khỏa, quân trưởng môn khẳng định nhịn ăn đi. Hệ thống nói, có lẽ có kỳ hiệu đâu. Quân Thường Tiếu trợn trắng mắt, nói phải dùng cũng phải dùng tại trên lưỡi đao, lấy ra ăn chính là lãng phí. Làm sao mới tính dùng tại trên lưỡi đao? Hắn thấy, nếu như chân dương quận dẫn đại quân áp cảnh, mình trực tiếp vãi đậu thành binh, cùng bọn hắn cứng rắn đến cùng. Nhưng là, dùng hạt đậu biến thành binh, uy lực lại như thế nào? Quân Thường Tiếu đi vào lang kỵ đường ngày thường thao luyện huấn luyện thành, sau đó đứng tại trên ngọn núi, đem giải binh càn khôn đại lấy ra. Trưởng môn đang làm gì? lần lượt xuất hiện tại sân huấn luyện lang kỵ đường thành viên, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt hiển hiện không hiểu. Là đến khảo sát chúng ta huấn luyện tình huống sao? Tất cả mọi người nhất định phải biểu hiện tốt điểm, không thể để cho trưởng môn thất vọng. Tốt, đám người cùng kêu lên quát, ánh mắt lấp lóe hưng phấn quang trạch. Miễn chiến bài có hiệu lực trong khoảng thời gian này, bọn hắn từ đầu đến cuối kiên trì tu luyện, huấn luyện, cảnh giới không chỉ có lấy nhảy vọt tăng lên, phối hợp thêm cũng là càng thêm lô hỏa thuần thanh. Hiện tại ngàn tên lang kỵ binh, bình quân tu vi đã đạt tới thất phẩm võ sư. Khoảng cách miễn chiến mất đi hiệu lực, còn một tháng nữa, dựa theo loại tốc độ này, hoàn toàn có thể đạt tới cửu phẩm võ sư cấp độ. Có thể nhanh như vậy đột phá, cũng là quân thường thiếu cho không ít thụ khí đan cùng thiên nhiên linh thạch. Nói tóm lại, vì có thể đối mặt sắp đến bão tố, nhất định phải dùng tài nguyên hung ác nện, cuồng nện, ném ra nhất cái sức chiến đấu tối cường lang kỵ đường. Vãi đậu thành binh, đứng ở trên ngọn núi quân thường thiếu, tự kỳ hô một tiếng, sau đó ý niệm thao túng giải binh càn khôn đại, vung tay lên, liền thấy từng khỏa linh đậu lấp lóe quang mang bay ra ngoài. Kia là cái gì? Lang kỵ đường thành viên nhao nhao trợn tròn mắt, bành, 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 linh đậu cùng mặt đất tiếp xúc, sinh ra nhẹ vang lên, dâng lên nồng đậm khó trắng, đem phiến khu vực này bao phủ. Hô, gió mát phất phơ thổi, sương mù tiêu tán, lang kỵ đường thành viên đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì, kia phiến trên đất trống, trống rỗng xuất hiện mấy vạn danh người mặc trắng sáng sắc chiến giáp, cầm trong tay binh khí giải binh sĩ. Bọn hắn thân hình thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo, cho người ta cảm giác tựa như. Thần binh thiên tướng, quân thường tiếu ngạc nhiên không thôi, dùng linh đậu huyễn hóa mà thành binh sĩ, thấu phát võ đạo khí tức, vậy mà tất cả đều là võ sư cấp độ. Nhất tao chính là, quân trưởng môn có thể cảm giác được, mình có thể tùy tâm sở dụng khống chế. Chuyển, trong lòng mặc niệm, đứng ở phía dưới vạn tên lính cùng nhau quay người, mặt hướng hắn vị trí sơn phong, động tác nhất trí trình độ, liền tựa như nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện đội nghi trưởng. Tiết nhân quý đi tới, kinh ngạc nói, trưởng môn, những binh lính này từ đâu tới? Quân thường tiếu không có giải thích, mà là cười nói tạm được. Rất mạnh, tiết nhân quý chân thành nói, cái này rất mạnh, không phải chỉ binh sĩ tu vi, mà là từ bọn hắn thế đứng cùng động tác đến xem, rõ ràng là nhận qua phi thường chuyên nghiệp hóa huấn luyện đội ngũ A. Tới, quân thường tiếu hào khí nhìn vạn đạo, người chỉ huy lang kỵ đường, bản tọa chỉ huy những binh lính này, đến một tràng quân sự diễn tập. Ừm, Tiết Nhân Quý gật đầu nói. Trong sân huấn luyện, ngàn tên lang kỵ binh dựng ở phương Tây, vạn danh linh đậu binh sĩ dựng ở phương Đông, song phương hiển đối nghịch hình dạng. Xoát, Tiết Nhân Quý chiến kỳ vung lên, trung nghĩa hét lớn một tiếng, dẫn thành viên cưới cụ phong lang giết đi qua. Hai tháng này huấn luyện, quả nhiên rõ rệt, lang kỵ binh thực lực tuyệt đối so lúc trước mạnh rất nhiều. Nếu như lại cùng đào nguyên thống lĩnh hổ uy quân giao chiến, đừng nói ba vạn, dù là năm vạn, cũng có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép xuất kích, quân thường thiếu tâm niệm vừa động, ban bố chỉ lệnh. Đạp, 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 vạn danh linh đậu binh sĩ đang thao túng dưới, nhào nhào nắm lấy trường mâu, nhanh chân mà đi, quá trình bên trong liên tiếp biến hóa, cuối cùng hình thành nhất cái hình cung phương trận. Cái này, tiết nhân quý trợn tròn mắt, nhất cái vạn người quy mô đội ngũ, có thể tấp nập biến hóa, cuối cùng sắp xếp ra thích hợp đối kháng kỵ binh trận hình, cái này thật bất khả tư nghị. Đổi lại mình, tuyệt đối làm không được, hoàn mỹ đến đâu phối hợp, đều cần thời gian để hoàn thành, tiến lên bên trong liên tiếp biến hóa, rất dễ dàng để xuất hiện sai lầm, từ đó để trận hình trở nên lộn xộn. Ngô Tinh thượng tướng làm không được sự tình, quân thường thiếu làm đến. Bởi vì, vạn danh linh đậu binh sĩ nhìn như là người, kỳ thật đơn giản là đề tuyến con rối, chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền sẽ nghiêm ngặt chấp hành động tác kế tiếp. Đứng ở trên ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống, không chỉ có thể hoàn mỹ điều khiển vạn tên lính, còn có thể căn cứ địch quân tình huống làm ra nhất kịp thời bố cục. Tiết Nhân Quý nhất định phải lấy chiến kỳ đến chủ tính trung toàn cục. Mà quân thường tiếu liền tựa như đang chơi sách lược đối chiến trò chơi, con chuột kéo một phát, liền có thể thao túng binh sĩ, căn bản không so được. Xoát, xoát, Trung Nghĩa dẫn thành viên lao đến, bọn hắn hữu dụng vũ khí, mà là thi triển ra ngã chảm, hình thành lít nha lít nhít nguyệt nha hình lưu quang. Bởi vì là quân sự diễn tập, không cần động thật sự, trên lực lượng cũng nhận được áp chế. Nhưng mà, đương mấy ngàn đạo lưu quang đánh vào tiến lên linh đậu binh sĩ trên thân, chỉ là truyền đến, phanh phanh, loạn hưởng, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn tiến lên. Cảm giác kia tựa như tường đồng vách sắt, quân thường thiếu kinh ngạc nói, phòng ngự cao như vậy sao? Những binh lính này có thể căn cứ từ mình ý niệm đồng bộ hành động, có thể hay không thi triển võ kỹ? Nghĩ đến tận đây, trong thức hải của hắn cấp tốc diễn hóa xuất, ngã chạm động tác tới. Soát, soát, vạn tên lính thu hồi vũ khí, tại chủ nhân chi lệnh dưới, nhào nhào giơ tay trái lên chém ra từng đạo ngã chạm đến không được, trung nghĩa quát, đỡ thuấn, xoát, xoát, lang kỵ binh nhào nhào đem kiên thiết thuẫn dơ lên, trong nháy mắt tiếp nhận mấy vạn đạo ngã chảm oanh kích. Trong lúc nhất thời, sân huấn luyện linh năng chi lực bốn phía, bụi đất tung bay. Linh đậu binh sĩ cảnh giới chỉ có võ sư, thi triển ngã chảm uy lực cũng không phải quá mạnh, cũng không có dung chuyển lang kỵ đường thành viên. Nhưng là, cái này lại làm cho quân thường tiếu đại hỷ không thôi. Mình điều khiển dưới, bọn hắn có thể thi triển võ kỹ, có thể thi triển võ kỹ. Cái này không phải linh đậu binh sĩ, đây quả thực tựa như phân thân của mình. Hệ thống nói, túc chủ có thể tùy tâm sử dụng khống chế linh đậu, nói là phân thân cũng không đủ. Ha ha ha, quân thường tiếu ngửa đầu cười ha ha, có thể tùy ý điều khiển, lại có thể thi triển các loại võ kỹ, cái này muốn lên chiến trường, sao lại e ngại chân dương quật. Huống chi, giải binh càn khôn đại bên trong còn có 9 vạn khỏa linh đậu. Cái này muốn vãi đậu thành binh, tại thanh dương thành bên ngoài sắp xếp ra, dù là đối mặt địch quân mấy chục vạn đại quân, cũng tuyệt đối không sợ. Đè ép phấn khởi tâm tình, quân trưởng môn tiếp tục thao túng linh đậu binh sĩ, cùng ngàn tên lang kỵ binh chiến, bởi vì phòng ngự mạnh, lại có thể thi triển võ kỹ, ở chính diện giao phong trên lấy được áp chế. Một trận chiến này, đánh nửa canh giờ, đánh trung nghĩa cùng lang kỵ đường thành viên phiền muộn vô cùng. Mình biết phó kỹ, những binh lính này cũng đã biết, mà lại nhân số còn nhiều, căn bản không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Chấn động nhất, không ai qua được nơi xa quan chiến đảo nguyên. Lang kỵ đường cường hãn, hắn kiến thức qua, vạn vạn không nghĩ tới, trong môn phái còn có như thế nhất cái vạn người quy mô tinh nhuệ chi sư. Nếu như quận trưởng có tiến công thanh dương quận dự định, nếu như thiết cốt tham chiến, rất khó có thắng được hy vọng. Đào nguyên thầm nghĩ, giờ khắc này, hắn ở trong lòng cầu nguyện, chân dương quận không có nuốt không có thanh dương quận dự định, nếu không mình thân là môn phái đệ tử, lại là quận bên trong tướng quân, sẽ tình thế khó xử. Đáng tiếc, mất đi ký ức Đào Nguyên cũng không biết, chân dương quận đã có nuốt hết thanh dương quận dự định, mà lại mình trả từng phái quân đến đấu qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 481, Đại Chiến buông xuống. Trưởng môn, tiết nhân quý sợ hãi than nói, những binh lính này giống như thần binh thiên tướng A. Quân thường tiếu nói, nếu như lại có càng nhiều binh sĩ, cùng chân dương quận một trận chiến, có mấy thành phần thắng. Nếu như vậy binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, có chừng 10 vạn, không nói có thể cùng chân dương quận chính diện giao chiến, thủ hạ thanh dương thành tuyệt đối vạn vô nhất thất. Tiết nhân quý chân thành nói, thật sao, quân thường tiếu nở nụ cười, linh đậu huyến hóa binh sĩ, có thể bị tùy ý điều khiển, còn có thể thi triển võ kỹ, tuyệt đối phi thường biêu hán, cũng cho hắn càng lớn lực lượng, đi cùng chân dương quận cứng rắn. Tiếp tục thao luyện lang kỵ đường, đừng có bất luận cái gì thư giãn. Quân thường tiếu phân phó nói, vâng, Tiết nhân quý trong lòng phi thường không hiểu, đào nguyên bị bắt, lại gia nhập thiết cốt phái, Trần dương quận phương diện làm sao từ đầu đến cuối không có động tính. Hắn cũng không biết, đây là miễn chiến bài duyên cớ. Trở lại môn phái về sau, quân trưởng môn bắt đầu tiếp tục tu luyện, phải tất yếu trong vòng một tháng đột phá đến nhị phẩm kiếm võ song vương. Hắn giờ phút này một chút cũng không yêu sầu, một chút cũng không xoắn suýt. Thậm chí chờ mong, Trần dương quận dẫn đại quân đánh tới, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tinh nhuệ chi sư một tháng sau, miễn chiến bài mất đi hiệu lực, trần dương quận phương diện lần lượt khôi phục thật giống như bị tạm dừng ký ức kỳ quái linh nguyên tông trong mật thất tên kia trở về võ hoàng đầy dẫy khó hiểu nói ta làm sao lại tại trong tông môn đâu đương hỗn loạn ký ức dần dần điều chỉnh xong hắn bỗng nhiên nhớ tới mình phụng tông chủ chi mệnh tiến về thanh dương quận cũng tìm được tên kia giết trang dũng hung thủ nhưng là mình vận dụng thiên địa chi uy ngưng tụ đại thủ liền muốn đem hắn đánh giết thời khắc thương không có một đạo lưu quang đánh xuống đến sau đó tên này võ hoàng càng nghĩ càng rõ ràng càng nghĩ càng lông tơ dựng đứng đương thời kia rơi xuống lực lượng phi thường khủng bố kinh khủng đến mình tựa như một con nhỏ yếu con kiến hà vô địch từ hư không xuất hiện lúc tự thân tu vi vẫn còn điên cuồng thoái hóa chung tự nhiên như thế cũng không phải tinh vẫn đại lục võ vương có thể đi chống lại tên này linh nguyên tông cường giả hẳn là may mắn may mắn đối phương rơi xuống lúc tu vi lại có trên phạm vi lớn thoái hóa nếu bị hung hăng nện một chút tuyệt đối tại chỗ vẫn lạc kia tựa như là một người hẳn là là tên kia mời tới cứu binh lại hoặc là chân dương quận bên trong còn có mạnh hơn tồn tại võ hoàng mặt lộ vẻ kiêng kỵ thái trưởng lão nhưng vào lúc này linh nguyên tông tông chủ truyền âm nói mời nhanh chóng đến đại điện nguyên lai tên này võ hoàng cường giả là linh nguyên tông thái trưởng lão khó trách tu vi sẽ như thế cường hán đại điện bên trong tuổi trừng thất tuần linh nguyên tông tông chủ ngồi ở vị trí đầu vị trên mặt mũi giả nua có tức giận dưới tay vị cũng ngồi rất nhiều trưởng lão bất quá thực lực cùng rượu hoa cung cao tầng so ra vẫn là có một chút tranh lệch tông chủ một tên trưởng lão mặt lạnh lấy nói thủy trưởng lão cùng trang trưởng lão tử tại thanh dương quận nhất định phải nghiêm trị một tên trưởng lão khác âm thanh lạnh lùng nói mặc dù không biết là ai gây nên nhưng đã tử tại thanh dương quận liền để toàn bộ quận là chết đi trưởng lão chôn cùng đi hai tên võ vương vẫn lạc để linh nguyên tông cao tầng phi thường phẫn nộ liền tại bọn hắn lòng đầy cam phẫn thời điểm thái trưởng lão đi đến đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ Tông chủ, thái trưởng lão ngồi xuống, ngưng trọng nói, thanh dương quận chỉ sợ có thực lực thâm bất khả chắc cao thủ tồn tại. Đám người kinh ngạc, linh nguyên tông tông chủ nói, làm sao mà biết? Thái trưởng lão vội vàng đem mình tại giã ngoại lọt vào công kích sự tình báo cho tông chủ cùng các trưởng lão nhau nhau trầm mặc, vội vàng không kịp chuẩn bị công tới, ngay cả võ hoàng đều trốn không thoát, phần này thực lực khẳng định kinh khủng. Chẳng lẽ là võ thánh? Linh nguyên tông tông chủ cao mày nói, thái trưởng lão lắc đầu nói, khó mà nói. Linh Nguyên Tông Tông Chủ vừa muốn nói chuyện, một tên đệ tử đi tới, nói Tông Chủ, quận trưởng gửi thư. Ồ, hắn vội vàng nhận lấy, mở ra xem về sau, trầm giọng nói, quận trưởng muốn tiến công Thanh Dương quận, để cho ta Linh Nguyên Tông phái người đồng hành. Không có nghe Thái trưởng lão lời nói, đám người khẳng định hội nhau nhau hưởng ứng. Bây giờ, Thanh Dương quận hư hư thực thực có võ thánh cấp độ cường giả, tất cả mọi người liền chân chờ. Ai, Linh Nguyên Tông Tông Chủ thở dài một hơi. Nói ta Linh Nguyên Tông đã đem bảo áp trên người chân Dương Quận, tự nhiên muốn hết sức phối hợp. Hắn nói: "Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, các người mang mấy trăm tên đệ tử đi thôi." Rõ, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão lĩnh mệnh, cũng dẫn đệ tử hạ sơn." Về phần Thái trưởng lão, bởi vì kiêng kỵ tại tên kia đánh lén mình cường giả, cho nên lựa chọn tiếp tục bế quan. Như thế xem ra, Hà Vô Địch hoành độ hư không mà đến, không chỉ có giải cứu quân trưởng môn, còn thành công hạn chế một tên võ hoàng cấp độ cường giả đâu. Miễn chiến bài mất đi hiệu lực về sau, Trần Dương quận phương diện tự nhiên nhớ lại đào nguyên chiến bại, bị bắt sự tình. Hoa Dương quận cùng Hà Dương quận bị cầm xuống, Thanh Dương quận vậy mà hao tổn tuổi trẻ tướng tài, cùng nhất cái tinh nhuệ chi sư, khẳng định khó mà tiếp nhận. Quận trưởng lúc này hạ lệnh, triệu tập 30 vạn đại quân tiến công Thanh Dương quận. Hắn không chỉ có thông chi Linh Nguyên Tông, trả thông chi đoạn thủy các, đối phương đồng dạng phái hai tên võ vương trưởng lão cùng mấy trăm tên đệ tử. Hai ngày sau, mọi người tại Hà Dương quận thành nào đó tụ hợp, 30 vạn đại quân cùng rất nhiều cao thủ trùng trùng điệp điệp giết tới. Trưởng môn, thiết cốt phái, nhận được tin tức Lê Lạc Thu, cao mày nói, chân dương quận đại quân 3 ngày sau liền sẽ binh lâm thanh dương thành. Suốt cuộc đã đến, quân thường thiếu vội vàng điều động lang kỵ đường cùng đệ tử, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ tiến về thiết cốt thành. Về phần khôi phục ký ức đào nguyên, đem mình nhốt tại trong xương phòng, ánh mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc. Ta bị bắt làm tù binh, ta trở thành thiết cốt phái đệ tử. Ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quân thường tiêu biết, hắn cần thời gian đi tiếp thu hiện thực, cho nên không có đi quấy giày, đem môn phái sự tình giao cho Lê Lạc Thu, liền đi đến Thanh Dương Thành. Quân trưởng môn, trên cổng thành, hề tịnh tuyền kinh ngạc nói, khí thức của người giống như so lúc trước mạnh hơn. Một tháng qua, quân thường tiếu từ đầu đến cuối đóng cửa tu luyện, dựa vào đủ nhiều thiên nhiên linh thạch cùng tụ khí đan, cuối cùng từ nhất phẩm bước vào nhị phẩm. Đến Thanh Dương Thành trước chả cố ý đi huấn luyện phòng khảo thí lực lượng, một quyền đánh ra trị số là 400 vạn cân. Siêu hạng cấp độ võ vương mỗi đột phá nhất phẩm, lực lượng tăng phúc là 50 vạn, gia hỏa này trực tiếp đạt tới 100 vạn, có thể nói tương đương biêu hãn. Hệ thống từng nói, túc chủ đủ để cùng đỉnh phong cao đẳng võ vương đánh một trận. Cấp thấp cấp độ vượt cấp giao thủ, còn có thể lý giải. Võ vương cấp độ, trực tiếp càng nhiều như vậy phẩm, cùng đỉnh phong võ vương chống lại, tuyệt đối kinh khủng trí cực. Đây chính là kiếm võ song vương, đây chính là song linh hạch tu luyện so bình thường võ tu chậm rất nhiều, nhưng chỉ cần tăng lên, dù là vẻn vẹn tăng một phẩm, cũng sẽ có càng bạo tạc thực lực. Ê, quân thường tiếu gãi gãi đầu, nói, gần nhất đối võ đạo có hoàn toàn mới lý giải, thực lực tăng lên một chút xíu. Chỉ là một chút xíu sao? Hề tịnh tuyền hồ nghi nói, không cách nào dùng con mắt nhìn thấy quang minh nàng, trên tâm linh cảm chi phi thường nhạy cảm. Hề cung chủ, quân thường tiếu nói, bản tỏa đã nhận được tin tức, chân dương quận phương diện điều động 30 vạn đại quân, tùy hành còn có hai tông cao thủ, hắn sẽ không đem mình đột phá sự tình nói ra dù sao trở thành song vương không có mấy tháng lại tăng một phẩm khẳng định sẽ khiến không cần thiết nghi kỵ trận thế lớn như vậy hề tịnh tuyền trầm ngâm sơ qua nói quân trưởng môn hai tông người ta diệu hoa cung có thể giúp quý phái chia sẻ về phần 30 vạn đại quân liền không thể ra sức quân thường tiếu nói hề cung chủ chỉ cần kiềm chế lại hai tông cao thủ còn lại giao cho ta thiết cốt phái là đủ trân dương quận là nhất cái dũng mãnh thiện chiến quận lớn quân trưởng môn có nắm chắc cùng bọn hắn chống lại a hề tịnh Tuyền hiếu kỳ đường quân thường tiếu chắp tay sau lưng nhìn ra phía ngoài chiến trường mục quang lãnh lệ nói bản tọa không chỉ có nắm chắc sẽ còn để xâm phạm ta thanh dương thành giả nỗ lực thê thảm nhất đại giới thanh âm lạnh lùng tràn ngập sát cơ có thể thấy được không lâu sau đó sẽ có một chàng trên đời khiếp sợ giết chóc chi chiến bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 482, võ vương miểu sát vài ngày sau Tây Nam Dương Châu danh tướng Bạch Thụy Hổ, xuất lĩnh Bạch Hổ quân đoàn, trùng trùng điệp điệp đi vào Thanh Dương Thành. 30 vạn đại quân áp cảnh, khái niệm gì? Từ Thanh Dương Thành thành lâu phóng nhãn nhìn lại, nơi xa một mảnh đen kịt, tựa như khó mà thối lui thủy triều. Những binh lính này lại tu luyện võ đạo, cùng nhau phóng thích tu vi, hình thành uy thế, phảng phất có thể rung động gần phân nửa thương khung. Thành nội bách tính mặc dù không có mắt thấy đại quân áp cảnh hình tượng, nhưng ở cảm nhận được nơi xa đè xuống lạnh lùng khí thế về sau, đều dọa đến run lẩy bẩy. Tại loại này thân kinh bách chiến quân đội trước mặt, người bình thường thật như cỏ dại đồng dạng. Dù là đứng tại trên cổng thành tạ Quảng Côn, nhìn về phía trước đen nghịt binh sĩ, cũng là khó mà áp chế nuốt một miếng nước bọt. Nếu như không phải có quân trưởng môn phụ trách thủ hộ thành trì, hắn thực sự không có dũng khí, đi đối mặt khổng lồ như vậy quân đoàn. Tiết nhân quý một mặt lạnh nhạt, làm ngũ tinh thượng tướng, đừng nói 30 vạn, dù là trăm vạn đại quân cũng đã gặp. Chật chật, tô tiểu mạt ngồi tại trên tường thành, nhếch miệng cười nói, nhìn qua rất đáng sợ nhiều binh lính như thế đi vào tùy tiện đá một cước nhất định có thể đá chết không ít lý phi ánh mắt lấp lóe chiến ý hận không thể hiện tại liền xông vào đám địch thì triển mình hoàng kim chân phải đến giết thống khoái giang giác điên thất nắm chặt lại nắm đấm nói ta đều có chút không thể chờ đợi ba tháng qua bọn hắn nhất trực dựa vào linh thạch cùng tụ khí đan tu luyện cảnh giới có nhảy vào tăng lên rất muốn cầm chân dương quận binh sĩ đi thử một chút tay tiết nhân quý không e ngại là gặp qua sự kiện lớn Tô Tiểu Mạt cùng Lý Phi mấy người cũng không e ngại, là bởi vì đảm lượng sớm đã bị rèn luyện ra, dù là thân hãm tuyệt cảnh cũng sẽ mặt không đổi sắc. Đây chính là thiết cốt tranh tranh phái đệ tử, đây chính là thiết cốt tranh tranh. Đứng tại trên cổng thành, không chỉ nội môn đệ tử, còn có ngoại môn đệ tử, tỷ như Tống Huyền Chu, Lâm Giang Hàng, Lý Thượng Thiên, Thôi Bất Kiện, Ti Mã Trọng Đạt bọn người. Ngoại trừ một phần nhỏ đệ tử tại môn phái phụ trách quản lý sự vụ ngày thường, có thể tới đều đã tới, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Hà Vô Địch cũng tới hắn giờ phút này đã bước vào lục phẩm võ sư, mất trí nhớ ba lần, còn không công lãng phí ba lần tu luyện, ngắn ngủi hơn một tháng trả đạt tới loại tầng thứ này, không hổ là thiết cốt tranh tranh phái quan môn đệ tử. Về phần chúng ta quân trưởng môn, vẫn như cố tào khí trùng thiên nằm ở trên thành lầu, khóe môi nhếch lên mê người mỉm cười. Không nghĩ tới chân dương quận lại phái nhiều người như vậy tới. Nhìn xem bên ngoài đại quân áp cảnh, trường tôn phương hoa trao mày. Dưới cái nhìn của nàng, chân dương quận lần này phái đại quân mà đến, nhất định phải muốn bắt lại thanh dương quận đến càng thêm mở rộng địa bàn của mình lãnh tinh nguyệt thản nhiên nói chúng ta tự nhiên ngăn chặn lưỡng cái tứ đảng tông môn thiết cốt phái cũng tuyệt khó giữ vững thanh dương thành hề tịnh tuyền cười nói lãnh trưởng lão cũng không nên vọng kết luận đâu mặc dù tại cục diện nhìn lại thiết cốt phái cùng chân dương quận không có khả năng so sánh nhưng nàng vẫn tương đối tin tưởng quân trưởng môn ngoài thành người mặc chiến giáp bạch thủy Hổ cưỡi ngựa cao to dựng ở trong đại quân ánh mắt thấu phát sắc bén Bạch Hổ quân đoàn thống soái tối cao, lại là Tây Nam Dương Châu thập đại danh tướng một trong, khẳng định có trải qua chiến trường cường đại khí chàng. Một tên cùng Đào Nguyên ngang nhau quân hàm tướng quân, nhìn qua trên cổng thành xếp thành một hàng thiết cốt phái đệ tử, cười lạnh nói, như thế chọn người thủ thành, là không có đem chúng ta Bạch Hổ quân đoàn để vào mắt. Đào tướng quân cũng vậy, bên cạnh tuổi trẻ tướng quân thản nhiên nói, lại sẽ bại bởi loại này cấp thấp thành trì, còn trở thành tù binh. Theo ta thấy, có người nói, Đào tướng quân sợ là đã đầu hàng. Đào Nguyên tại Bạch Hổ quân đoàn là trẻ tuổi nhất tướng quân, tài năng quân sự mạnh phi thường, rất nhiều người tự nhiên nhìn khó chịu. Bây giờ hắn bị bắt làm tù binh, lại tin tức hoàn toàn không có, khẳng định phải hảo hảo bỏ đá xuống giếng một phen. Liền ngay cả Bạch Thủy Hổ, khi biết Đào Nguyên bại trận bị bắt, mặt ngoài phẫn nộ, kỳ thật trong đáy lòng thở dài một hơi. Gần nhất, quận trưởng rất thưởng thức người này, để hắn phi thường lo lắng, về sau có thể hay không thay thế vị trí của mình. Hiện tại tốt, bại trận, lại biến thành tù binh, đó chính là cả một đời chỗ bẩn, quận trưởng nghĩ trọng dụng cũng khó khăn. Quả nhiên, như Tiết Nhân Quý lời nói, Bạch Thụy Hổ người này lòng dạ hẹp hòi. Đào Nguyên loại này quân giới tân tinh, tại hắn dưới trướng, coi như không thua với quân thường tiếu, tương lai khẳng định cũng sẽ bị Bạch Thụy Hổ chơi ngáng chân. Bạch tướng quân, Linh Nguyên Tông tam trưởng lão đi tới, ánh mắt ngưng trọng nói, đứng tại thành lâu trước chính là Diệu Hoa cung Cung chủ. Bạch Thụy Hổ kinh ngạc nói, Thiên doanh quận tứ Lưu Tông môn, làm sao lại tại Thanh Dương thành? Tam trưởng lão nói, có thể là Thanh Dương quận mời tới giúp đỡ đi. Hừ, Bạch Thụy Hổ cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ, Diệu Hoa Cung muốn liên quan đủ thế tục chiến tranh sao? Lời nói này, giống như Linh Nguyên Tông cùng đoạn Thủy Các không phải liên quan đủ thế tục chiến tranh dường như. Tam trưởng lão ngưng trọng nói, Diệu Hoa cung thực lực không thể coi thường, nhất là kiên niên kỳ nhẹ nhàng tân nhiệm cung chủ, càng bị xưng là kỳ nữ. Linh Nguyên Tông mặc dù cùng Diệu Hoa cung đẳng cấp, nhưng ở trên trình thể thực lực, lại kém một mảng lớn. Huống chi, đứng tại hề tỉnh tuyền bên cạnh, vẫn là hai tên đỉnh phong võ vương. Linh Nguyên Tông cùng đoạn thủy các phái tới võ vương, nếu như dám đến trước thành kêu gào, vài phút liền có thể dạy bọn họ như thế nào làm người. Lần này chân dương quận phái hai tông cao thủ hộ tống mà đến, là muốn dựa vào thực lực cường đại đến Trấn nhiếp, kết quả đối phương có càng mạnh tồn tại tỏa chấn, chẳng khác nào đã mất đi ý nghĩa. Bạch Thụy Hổ ngược lại không để ý, những này võ vương, bất quá là dệt hoa trên gấm, chân chính cầm xuống thanh dương thành thậm chí toàn bộ thanh dương quận, còn phải dựa vào chính mình quân đội. Tả thành chủ, hắn khí vận đan điền, quát vì thành nội bách tính nghĩ, vẫn là từ bỏ chống lại đi. Hưu, vừa dứt lời, lưu quang nổ bắn ra mà tới. Linh Nguyên Tông Tứ trưởng lão bay lượn mà lên, trước người hình thành phòng ngự khí tường, đem đạn cản lại. Đây là cái gì ám khí? Tứ trưởng lão rơi xuống cũng ổn định thân thể, ánh mắt nổi lên kinh ngạc. Nếu như không phải linh nghiệm toàn bộ triển khai, hắn căn bản là không có cách dùng mắt thường chuẩn cắt bắt được nổ bắn ra mà đến lưu quang chớ nói chi là phóng thích khí tường đến chống cự xuống tới. Chạm canh gác trên đài tiêu tội kỳ buông xuống om súng bắn tỉa, bất đắc dĩ lắc đầu. Có võ vương tại, mình rất khó đả thương địch thủ nha. Quân thường tiếu từ nóc phòng đứng dậy, cười nói, đối diện nghe cho kỹ, thanh dương thành hiện tại từ ta thiết cốt phái trấn thủ. Thiết cốt phái, bạch Thụy hổ cùng rất nhiều tướng quân lập tức cười lạnh không thôi. Quy nguyên tông tứ trưởng lão trầm giọng nói, nho nhỏ thiết cốt phái, cũng dám liên quan đủ thế tục chiến tranh, thực sự thật là tức cười quân thường thiếu dẫm lên tung vân bộ bay ra ngoài, rơi vào 30 vạn đại quân đối diện, chỉ vào tên kia võ vương, nói, lão gia hỏa, người thật giống như xem thường ta thiết cốt phái, đến, cùng bản tọa chiến một chàng. Một người, ngay trước mặt của nhiều người như vậy tuyên chiến, đây là cỡ nào tao khí. Quy nguyên tông tứ trưởng lão thì khinh thường nói, bản tọa, hẳn là người chính là thiết cốt phái trưởng môn quân thường thiếu Vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Bởi vì người tuổi trẻ kia quanh thân tràn ngập ra nhất cốt cốt đặc thù khí tức, cũng hóa thành uy áp mạnh mẽ, hướng phía mình đè ép tới. Tứ trưởng lão muốn tách rời khỏi, nhưng ở lăng kiếm thần quyết kiếm thế giới, thân thể không chỉ có hành động chậm chạp, chả dần dần bị dừng lại, cuối cùng khó mà động đậy mảy may. Lão ra hỏa, quân thường thiếu giơ tay lên, hào quang màu đỏ thắm trên đầu ngón tay hội tụ, lạnh lẽo âm u nói, đây cũng là xem thường ta thiết cốt phái hạ tràng. Hiu, thất huyền hà quang phá thi triển đi ra, hóa thành một vệt sáng bắn tới. Không, linh nguyên tông tứ trưởng lão hãi nhiên thất sắc phốc nhưng vừa mới hô lên một chữ ngược liền bị xích hồng trùm sáng vô tình xuyên thủng tư duy lập tức cùng thức hải bên trong đoạn mắt đồng trở nên ảm đạm trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt ánh mắt nổi lên khó có thể tin bạch thụy hổ cùng hai tông cường giả cũng mở to hai mắt nhìn nhị phẩm võ vương cứ như vậy bị hắn cấp Nhiều sát bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 483, lấy một địch ba ồn ào linh nguyên tông tứ trưởng lão bị quân thường tiếu lấy thất huyền hà quang phá trực tiếp miểu sát. Bạch Thụy Hổ đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đứng ở trên cổng thành trường Tôn Phương Hoa cùng lãnh tinh nguyệt thì là một mặt ngốc trệ. Tên kia giết nhị phẩm võ vương, cũng quá dễ dàng đi. Không có cách nào, kiếm thế áp chế xuống, linh nguyên tông tứ trưởng lão căn bản trốn không thoát, lại không cách nào đi phản kháng, chỉ có thể đứng tại chỗ nhận lấy cái chết. Tại thương sơn phái, quân thường tiếu lần đầu sử dụng kiếm thế, chỉ có thể miễn cưỡng trói buộc võ vương. Bây giờ tu luyện tăng lên, đối kiếm đạo lý giải càng sâu, đối mặt cấp thấp cấp độ võ vương, lần nữa bạo phát đi ra, tuyệt đối có thể so với võ hoàng khí vực. Phù phù, Linh Nguyên Tông tứ trưởng lão ngã trên mặt đất, Vương trưởng lão, Linh Nguyên Tông tam trưởng lão muốn rách cả mí mắt nhìn về phía Quân Thường Tiếu, trong mắt nổi lên mãnh liệt sát ý. Có ý kiến, Quân Thường Tiếu nói, đến, chúng ta chiến một tràng. Rất ngông cuồng, rất phách lối, Linh Nguyên Tông tam trưởng lão trầm giọng nói, tiểu tử, người giết ta Linh Nguyên Tông người, đó chính là không chết không thôi hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng tương đối lý trí, có thể miểu sát tứ trưởng lão, kẻ này thực lực mạnh phi thường. Mình mù quáng đi ứng chiến, khẳng định có nguy hiểm, cho nên chỉ có thể nói dọa. Quân thường tiếu nhún nhún vai, một mặt không có vấn đề nói, cũng không phải chưa từng giết, người cho rằng bản tỏa sẽ sợ. Cũng không phải chưa từng giết, quy nguyên tông tam trưởng lão thần sắc khẽ giật mình, chợt nhớ tới cái gì, cả kinh nói, thủy trưởng lão cùng trang trưởng lão là bị ngươi giết. Quân thường tiếu thật bất ngờ nói, ngươi không biết, hắn thấy, mình bị linh nguyên tông võ hoàng cường giả truy sát qua thân phận cũng đã bại lộ chính là duyên cớ này mới có thể bay thẳng ra miểu điệu tứ trưởng lão dù sao có cửu oán dù sao đã giết lưỡng cái giết nhiều nhất cái cũng không quan trọng kỳ thật linh nguyên tông tạm thời không biết hung thủ là ai thái trưởng lão mặc dù đã gặp hắn nhưng cũng không biết thân phận thật sự đoạn thủy các hai tên võ vương ánh mắt cũng nổi lên tức giận cùng sát ý nhà mình một tên trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử theo linh nguyên tông người cùng đi thương sơn phái kết quả lại không có trở về, khẳng định cũng là bị hắn giết rơi mất. Ba tên võ vương giận mà nhìn, quân thường tiếu nói, hỏa khí thật lớn nha, như vậy đi, hắn dừng một chút, nói cũng đừng nói bản tỏa khi dễ người, ba người các người cùng lên đi. Một người khiêu chiến ba tên võ vương, cái này thật rất phách lối, cuồng vọng, hai tông trưởng lão ánh mắt lửa giận càng hơn, bị một tên tiểu bối như thế xem thường, làm võ đạo chi vương, khẳng định khó mà tiếp nhận. Trương trưởng lão, triệu trưởng lão, Linh Nguyên Tông Tam trưởng lão trầm giọng nói, quân trưởng môn đã nói như vậy, nếu như không phụng bồi, vậy liền thất lễ. Không sai, đoạn thủy các trương trưởng lão nói, quân trưởng môn nhất định phải lấy một địch ba, nhất định phải phụng bồi tới cùng. Quân thường cứu miểu sát nhị phẩm võ vương, bọn hắn ai cũng không có tự tin dám đi đơn đả độc đấu, nếu như cùng tiến lên, vẫn còn là có rất lớn nắm chắc. Xoát, 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 ba người bay lượn mà ra, rơi vào trước trận, đem võ vương tu vi cùng nhau bạo phát đi ra. Hô hô, nhất cốt cốt nặng nề khí thế, trong nháy mắt trên chiến trường tràn ngập, để thân ở trên cổng thành tả quảng côn run lên trong lòng. Trường tôn phương hoa âm thanh lạnh lùng nói, một người chiến ba tên võ vương, tiểu tử kia thật đúng là cuồng vọng tự đại. Lãnh tinh nguyệt nói, thực lực mặc dù không tệ, nhưng chính là tuổi còn rất trẻ khí thịnh. Hề tịnh tuyền thì cười nói, bản cung ngược lại cảm thấy, quân trưởng môn dám lấy nhất địch ba, là nhất cái thiết cốt tranh tranh đại trượng phu. Trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt trầm mặc xem ra công chủ là thật say mê tên kia vô luận làm cái gì đều cho rằng là đúng đối mặt ba tên bộc phát tu vi võ vương quân thường tiếu một mặt phong khinh vân đạm ở trong lòng hỏi ba người này thực lực gì hệ thống nói nhất cái ngũ phẩm võ vương lưỡng cái tam phẩm võ vương như thế tính ra chẳng khác gì là thập nhất phẩm võ vương quân thường tiếu thầm nghĩ hệ thống để người ta cảnh giới cộng lại tính đây cũng quá kỳ hoa đi quân trưởng môn linh nguyên tông tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói có thể bắt đầu đi nhiều người nhìn như vậy lại là ba cái đánh nhất cái khẳng định phải chú ý phong độ miễn cho có người ở sau lưng nói này nói kia bắt đầu đi quân thường tiếu gác tay nói bản tỏa để các ngươi xuất chiêu trước đây là thật cuồng vọng vốn là khó chịu hắn trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt lập tức lật lên bạch nhãn cũng âm thầm nghĩ lớn lối như thế hậu sinh sớm muộn hội thất bại không cần sớm muộn liền hiện tại ba tên võ vương liên thủ nhất định có thể đem hắn ngược thương tích đầy mình linh nguyên tông trưởng lão ánh mắt lấp lóe tức giận cùng đoạn thủy các hai tên trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền riêng phần mình thi triển ra võ kỹ, lập tức hội tụ ra ngũ thải ban lan linh năng. Hô hô, linh năng tăng vọt, cuồng phong gào thét, ba tên võ vương cùng một chỗ động thủ, thanh thế có thể nói là to lớn. Đứng tại tuyến đầu bạch hổ quân đoàn binh sĩ, ánh mắt nổi lên sợ hãi, sau đó không tự giác lui về phía sau hơn 10 bộ. Bọn hắn lo lắng sẽ bị dư uy tác động đến, từ đó chết oan chết uổng. Từ xưa đến nay, bởi vì thần tiên đánh nhau mà gặp nạn tiểu quỷ có không ít đâu. Lên, Linh Nguyên Tông tam trưởng lão quát, cùng lúc đó, đầu tiên dẫm lên thân pháp vào tới, Xong quyền tại linh năng quán chú, trong nháy mắt trong hư không oanh ra mấy chục quyền. Bá ẩn quyền, cực phẩm sơ giai quyền pháp, hô hô, lít nha lít nhít quyền ảnh, hình thành bài sơn đảo hải chi thế đè tới. Linh Nguyên Tông trưởng lão bên này vừa động thủ, đoạn thủy các hai tên trưởng lão cũng là bước nhanh mà lên, sau đó tại hai vị trí hội tụ linh năng đập tới. Hưu, hưu, hai cỗ hùng hậu năng lượng hóa thành giống như đao khí lưu quang. Đây là đoạn thủy các độc môn võ kỹ, rút đao đoạn thủy, cấp độ trên mặc dù so ra kém bá ẩn quyền, nhưng cũng là có chút hiếm thấy linh lực hình võ kỹ. Oanh, 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 bành, bành, lít nha lít nhít quyền ấn đầu tiên đánh phía quân thường tiếu, năng lượng bạo tạc phía dưới, lập tức hù dọa một trận khí vụ, theo sát phía sau hai cái rút đao đoạn thủy, càng là cuốn lên che khuất bầu trời bụi đất đến. T, rất nhiều binh sĩ hít một hơi lãnh khí, loại lực lượng này, nếu như đổi lại mình đi ngạnh kháng, vậy tuyệt đối có thể bị oanh ra thịt muối. Trường Tôn Phương Hoa cùng lãnh tinh nguyệt cùng nhau lắc đầu. Ba loại võ kỹ từ ba cái không cùng vị trí giết tới, tên kia vậy mà đứng tại chỗ bất động. Hắn là cho là, có thể dùng linh năng khí tường tới cứng kháng. Nhất cái ngũ phẩm võ vương, lưỡng cái tam phẩm võ vương, bộc phát lực lượng cộng lại ít nhất phải có 6-700 vạn cân, dù là đỉnh phong võ vương đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Thời gian dần qua, bụi đất tràn ngập tiêu tán, quân thường tiếu thân ảnh dần dần hiện ra còn đứng ở nguyên địa trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt hai mặt nhìn nhau ánh mắt nổi lên kinh ngạc coi như linh năng khí tường có thể chống được ba tên võ vương oanh kích làm sao cũng phải lui mấy bước a à. đứng ở nguyên địa là vài cái ý tứ hô một trận gió đem mờ nhạt khí vụ thổi tan liền thấy rõ ràng quân thường tiếu không chỉ có đứng ở nguyên địa quanh thân chả hất lên xích hồng sắc áo giáp quả nhiên là khí vũ hiên ngang uy vũ bất phàm cái này trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt ngạc nhiên các nàng xem lấy quân thường tiếu khoác trên người áo giáp, trong lúc nhất thời khó mà xác định, đây rốt cuộc là trang bị, vẫn là trí bảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 484, Thiết Cốt Phái Tại, Thanh Dương Thành Tại. Ba tên võ vương liên thủ công kích, lực lượng là rất mạnh. Nhưng quân thường tiếu lấy linh khải ngưng tụ áo giáp, phòng ngự hình cực cao, thỏa thỏa toàn bộ tiếp nhận xuống tới bởi vì tâm tình duyên cớ, con hàng này hoàn phi thường tao bao huyễn hóa thành xích hồng sắc, nhìn qua đơn giản không nên quá tiên diễm. Hai tông ba tên võ vương nhíu mày, bọn hắn biết kẻ này thực lực mạnh, vừa ra tay chính là sở trường át chủ bài, kết quả không những không có thương tới, ngay cả người đều không có đánh lui, này phi thường tổn thương tự tôn. Xoát, quân thường tiếu nâng tay lên, cười nói, đến phiên bản tọa ra chiêu. Hô hô, tồn tại giữa thiên địa đặc thù năng lượng bị rút lấy mà đến, tịnh tại trong bàn tay hắn hội tụ ra xích hồng sắc quang đoàn, Áo giáp là xích hồng, thuộc tính cũng là xích hồng Một khắc này, quân trưởng môn so không chung mặt trời hoàn loá mắt Ba tên võ vương sắc mặt đột nhiên đại biến Vừa rồi vương trưởng lão, chính là bị loại này năng lượng trực tiếp xuyên thấu ngực Lại thi triển thất huyền hà quang phá Trên tường thành hà vô địch, nói thầm chiêu này cực kỳ hao phí linh năng Hắn không sợ chơi đến tinh bị lực tấn Không sợ, song hạch khu động, năng lượng sung túc Quân thường tiếu bàn tay đối mục tiêu là đoạn thủy các tôn trưởng lão đối phương giờ phút này cái chán đã suốt mồ hôi hột tới. Nhị phẩm võ vương bị một chiêu này miểu sát, mình tuy là tam phẩm võ vương, khẳng định cũng gánh không được. Ba, trương trưởng lão nhanh chân mà đến, hai tay tựa ở hắn trên lưng, quát hai người chúng ta cùng một chỗ kết trận. Tốt, tôn trưởng lão cấp tốc đánh ra kết ấn. Hô hô, hiện ra linh năng cùng trương trưởng lão linh năng hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt trước người hình thành thực chất hóa phòng ngự kết giới tới. Song trọng kết ấn trận, trường tôn phương hoa nói. Lãnh tinh nguyệt nói, này tựa như là một loại đạt tới cực phẩm trung giai phòng ngự hình võ kỹ đi. Ừm, trường tôn phương hoa nói, tên kia chưa hẳn có thể dung chuyển. Phá, nhưng vào lúc này, quân thường tiếu khinh thường nói. Hiu, xích hồng trùm sáng lập tức từ trong bàn tay nổ bắn ra mà ra, tịnh lấy cực nhanh tốc độ đánh vào phòng ngự kết giới lên. Bành, trong khoảnh khắc, từ hai tên tam phẩm võ vương ra chỉ phòng ngự kết giới, như là giấy, trong nháy mắt bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Phốc, phốc, xích hồng trùm sáng dư uy không giảm, trực tiếp từ tôn trưởng lão vai trái xuyên qua, phía sau trương trưởng lão cũng không thể phòng ngừa, đồng dạng bị xuyên thấu vai trái. Phá mất kết giới, lại một hòn đá ném hai chim. Này thất huyền hà quang phá uy lực, thật là kinh người. Trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt thấy thế, lần nữa mở to hai mắt nhìn. Hai người là tới hiệp trợ thiết cốt phái thủ hạ thanh dương thành, kết quả không chỉ có trở thành chấn kinh người xem, hoàn lần lượt bị đánh mặt, quả thực có chút đáng thương. Hô hô, nhưng vào lúc này, trên không đột nhiên hiện ra nặng nề uy thế quân thường thiếu ngẩng đầu nhìn lại, từng đoàn từng đoàn linh năng hội tụ, tựa như mây đen tiếp cận. Đứng ở đằng xa linh nguyên tông tam trưởng lão, hai tay hiện lên nâng bầu trời hình, thể nội hiện lên linh năng không ngừng tràn vào trên không, trải qua ngắn ngủi xúc thế về sau, nhất thành phẫn nổ quát đại thừa diệt thiên trưởng. Hô hô, hội tụ linh năng bên trong lập tức hiện lên một cái đại thủ, mang theo cuồn cuộn khí lãng, từ trên cao đi xuống áp xuống tới. Khí thế kia, làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Không chút nào khoa trương nói, đương trưởng ấn áp xuống tới, thanh dương thành thương khung đều trở nên ảm đạm phai mờ. Quân thường tiếu thản nhiên nói, ánh sáng đom đóm, đạp, một bước phóng ra, song quyền nắm chặt, tại trưởng ấn sắp áp xuống tới thời khắc, đột nhiên hướng lên trên không đập tới. Bành, 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 một trận cuồng oanh loạn tạc về sau, áp xuống tới trưởng ấn trực tiếp bị bá đạo lực lượng cưỡng ép phá mất. Phốc, Linh Nguyên Tông Tam trưởng lão phun ra một ngụm máu, ánh mắt nổi lên hãi nhiên. Đại thừa diệt tiên trưởng là hắn nắm giữ mạnh nhất át chủ bài, vẫn là thừa dịp đối phương công kích đoạn thủy các võ vương lúc liền bắt đầu tụ lực kết quả là như thế bị phá hết xoát quân thường thiếu dẫm lên tung vân bộ xuất hiện ở trước mặt hắn lãnh đạm nói đừng vùng vẫy hô hô sơn băng địa liệt quyền lần nữa thi triển đi ra cường thế quyền ấn lan tràn ra lập tức triển khai mưa to gió lớn oanh tạc toàn bộ quá trình điện quang hỏa thạch ở đây chỉ có trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt có thể cùng thượng quân thường thiếu hành động theo kịp quyền của hắn nhanh bang 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 đăng 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 đối mặt cuồng bạo oanh kích linh nguyên tông tam trưởng lão bị đánh liên tiếp rút lui biểu hiện trên mặt cũng đang không ngừng biến hóa cuối cùng dừng lại tại vạn phần thống khổ lên cho đến quân trưởng môn thu hồi nắm đấm, người đã lui mấy chục bước đợi ổn định thân thể tiên huyết cuồng phún mới ngã xuống đất trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt khóe miệng hơi rút ba tên võ vương lưỡng cá bị tổn thương nhất cái bị cuồng loạn ra hỏa này thực lực cũng quá mạnh đi hai người nếu như biết quân trưởng môn từ đầu đến cuối không dùng toàn lực khẳng định hội càng khiếp sợ. Có thể nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói ngũ phẩm võ vương, dù là thất bát phẩm võ vương, cũng là chiếu ngược không sai. Ông trời ơi, tạ thành chủ trong lòng cả kinh nói, quân trưởng môn, đơn giản quá kinh khủng. Thiết cốt phái đệ tử từng cái ngửa đầu ưỡn ngực, hiển nhiên, trưởng môn biểu hiện ra cường thế, để bọn hắn lấy làm tự hào. Không có ý nghĩa, quân thường tiếu nhìn về phía nơi xa trợn mắt hốc mồm bạch thủy hổ, nói, vẫn là nhanh hạ lệnh công thành đi tay áo dài vung lên, bay lượn thành lâu, Linh Nguyên Tông cùng đoạn thủy các ba tên võ vương, chịu đựng thương thế chật vật lui về. Quân thường tiếu không có muốn mạng bọn họ dự định, nếu không, giờ phút này đã trở thành dư ôn vẫn còn tồn tại thi thể. Quân trưởng môn, Bạch Thụy Hổ trầm giọng nói, người thiết cốt phái thật muốn tham dự chiến tranh, tử thủ thanh dương thành. Hắn mặc dù chấn kinh tại quân thường tiếu cường hãn thực lực, nhưng căn cứ quy định, võ vương không được tham dự thế tục chiến tranh. Vì cái gì? Bởi vì võ vương cấp độ này, thực lực quá mức kinh khủng, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể diệt đến hàng vạn mà tính binh sĩ. Vừa dứt tại thành lâu tiền quân thường thiếu, nói thiết cốt phái tại, thanh dương thành tại. Thanh âm giữa không trung quanh quẩn trốn ở thành nội mấy trăm vạn bách tính, nghe được hắn này thoại, run lẩy bảy tâm cảnh lập tức đạt được trần an. Quân trưởng môn, đứng ở bên cạnh tạ Quảng Côn, đều nhanh cảm động khóc, hắn chắp tay nói, phần ân tình này, ta thanh dương thành khắc trong tâm khảm. Hừ, Bạch Thụy Hổ cười lạnh nói, chỉ là một môn phái thế lực, lại há có thể cùng ta chân dương quận uy vũ chi sư chống lại. Xoát, chiến kỳ huy động, mấy ngàn tên lính đẩy hạng nặng công thành xe đi ra. Hiển nhiên, đây là muốn bắt đầu công thành, tiết đường chủ, quân thường tiếu nói, một trận chiến này giao cho ngươi. Vâng, tiết nhân quý cất bước tiến lên, trong tay chiến kỳ huy động, cửa thành lập tức mở ra, lang kỵ đường thành viên cưới cụ phong lang từng bước một đi tới. Lang kỵ, bạch thụy hổ ánh mắt nổi lên kinh ngạc, chỉ có ngần ấy nhân, một tên tướng quân khinh thường nở nụ cười. Trần Dương quận phương diện 30 vạn đại quân, thiết cốt phái lại phái ra ngàn tên lang kỵ binh ra khỏi thành ninh chiến, tranh lệch thực sự có chút đại. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh, trung nghĩa đem bá vương thương tế ra, hú giải nói, sát. Giết, giết, cụ phong lang cóng lang kỵ đường thành viên, sắp xếp ra xếp thành một hàng dài xông tới giết. Từ trên không nhìn xuống, Trần Dương quận đại quân tựa như vô tận biển cả, giết đi qua lang kỵ binh tựa như nhất huyền lá lênh đênh. Nhưng mà, cho dù nhân số cực ít nhưng lang kỵ đường thành viên lại từng cái ánh mắt lạnh lẽo quanh thân thấu phát một cỗ thiết cốt tranh tranh chi thế châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình bạch thụy hổ hư lạnh nhất thanh trong tay chiến kỳ huy động đạp 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 năm vạn danh thiết kỵ binh đứng ở tiền tuyến dần dần sắp xếp mở lấy số lượng này đi đối kháng ngàn tên lang kỵ binh bạch tướng quân cũng là phi thường cẩn thận giết kỵ binh tướng lĩnh quát to đạp 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 năm vạn thiết kỵ binh lập tức hành động chiến mã phi nước đại đại địa run rẩy kịch liệt tịnh cuốn lên cuồn cuộn bụi đất, che khuất bầu trời. Soát, đứng ở tháp canh thượng tiêu tội kỷ, giơ lên 88 thức súng ngắm, một con mắt dán tại gấp 8 lần kính thượng, quả quyết bóp cò. Bành, 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 20 phát đạn đều bị đả quang, kéo lấy lưu quang, từ lang kỵ đường thành viên bên người bay lượn mà qua, tinh chuẩn vô cùng đánh vào từng người từng người kỵ binh bên trên. Giết, cùng lúc đó, trung nghĩa xuất thành viên vọt vào, một chàng lấy ít đánh nhiều kỵ binh giao chiến, chính thức mở màn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 485, Nã Pháo Ba tháng qua, lang kỵ đường thành viên mặc dù vẫn là ngàn người, không được đến mở rộng, nhưng thực lực nhưng lại có nhảy vào tăng lên, tu vi thuần một sắc đỉnh phong võ sư. Quân trưởng môn cũng là dốc hết vốn liếng, từ khoáng mạch đào ra thiên nhiên linh thạch, lấy ra hết để bọn hắn tăng cao tu vi. Mình lấy linh thạch tu luyện, mấy ngày liền có thể tại võ tông cấp độ thăng lưỡng phẩm. Lang kỵ đường thành viên bất quá võ sư cấp độ, lại có các loại tài nguyên vô não tiếp tế, đột phá đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Đào Nguyên tỉ mỉ chế tạo kỵ binh, lúc trước bị ngược không hề có lực hoàn thủ, bây giờ lăng kỵ đường thực lực chỉnh thể đề cao nhất đại tầng, đi chiến bạch hổ quân đoàn 5 vạn thiết kỵ binh, tự nhiên càng thêm thành thạo điêu luyện. Này không, Trung Nghĩa đem người sát đi vào, tựa như mọi việc đều thuận lợi lợi kiếm, vào tới nơi đó, giết tới nơi đó, không cho đối thủ bất luận cái gì có thể sống tiếp cơ hội. Một hiệp xuống tới, vốn định đem Lang kỵ binh vây quanh thiết kỵ binh, tổn thương ba, 4 ngàn người. Trong lúc đó, bọn hắn cũng phản kích qua, nhưng lang kỵ đường thành viên toàn thân huyễn hóa lấy áo giáp, trang bị đến tận răng, hoàn toàn chính là di động tường đồng vách sắt. Giết, Trung Nghĩa lần nữa quá to, ngao ô, ngao ô, cụ phong lang đem tốc độ triệt để bày ra. Tại Thanh Dương Thành trên chiến trường, bọn chúng một hồi xếp thành cá nhân chữ, một hồi xếp thành cái nhất tự, 10 phần đắc chí Phốc, một tên thiết kỵ binh bị bá vương thương xuyên thấu ngực, sau đó từ trên chiến mã bị đánh bay ra ngoài, vừa rước trên mặt đất, đến tiếp sau cụ phong lang chính là điên cuồng dẫm đạp mà đi. Giết, giết, lang kỵ đường thành viên phẫn nộ hét lớn, trong tay bá vương thương điên cuồng vung vẩy, từng người từng người binh sĩ bị đâm giết xuống ngựa. Giờ khắc này, sinh mệnh trên chiến trường, hoàn toàn không đáng tiền, lại là mấy hiệp về sau, mấy vạn danh thiết kỵ binh triệt để bị lang kỵ binh đảo loạn trận hình, mỗi người ánh mắt đều nổi lên sợ hãi. Những này cuối cụ phong lang mặc áo giáp thiết cốt phái đệ tử, đơn giản chính là từ trong địa ngục đi ra ác ma. Lại thêm khổ cực chính là, không chỉ có muốn đi đối mặt lang kỵ đường, còn muốn đối mặt đứng ở trạm canh gác đài tiêu tội kỳ, bởi vì ra hỏa này mỗi nã một phát súng, tất mang đi một đầu sinh mệnh, có thể nói không phát nào trượt. Đương nhiên, đứng ở một cái khác tháp canh lý thượng tiên cũng tại tấp nập xả kích, kỹ thuật mặc dù vẫn là cực kỳ cải bắp, nhưng ít ra sẽ không đả thương đến người mình. Bạch Thụy Hổ sắc mặt dị thường khó coi, lang kỵ binh thực lực quá mạnh, phe mình thiết kỵ binh bị ngược không hề có lực hoàn thủ. Soát, chiến kỳ huy động, đến tiếp sau năm vạn bộ binh xông lên, đối mặt loại này lang kỵ binh, phương pháp tốt nhất chính là dựa vào nhiều người tới áp chế, sau đó đem bọn hắn hao tổn tình trạng kiệt sức. Chúng đệ tử nghe lệnh, đứng ở trên cổng thành quân thường tiếu, cất cao giọng nói, ra khỏi thành ninh địch. Vâng, tô tiểu mặt cùng Lý Phi dẫm lên tung vân bộ nhảy xuống thành lâu, gấp không thể chờ phóng tới khu giao chiến vực. Hai người đã sớm muốn động thủ, làm sao, trưởng môn từ đầu đến cuối không hạ lệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trung Nghĩa mang thành viên ở phía dưới đại sát đặc sát. Bây giờ cho phép động thủ, lập tức tựa như thoát dây thừng. Chó giải, xoát, xoát, long tử dương, dương ngọc hoa, ti mã trọng đạt cùng thôi bất kiện mấy người cũng nhao nhao vọt vào. Trong lúc nhất thời, thiết cốt phái gần 2.000 tên đệ tử toàn bộ giết vào chiến trường. Khi bọn hắn đem tu vi toàn bộ bạo phát đi ra, để trường tôn phương hoa khó có thể tin cả kinh nói tất cả đều là đỉnh phong võ sư. Lãnh tinh Nguyệt Trừng trong mắt nói, đây là thất lưu môn phái sao? Thật có lỗi! đứng ở bên cạnh quân thường tiếu chân thành nói, ta thiết cốt phái hiện tại là lục lưu, không phải thất lưu. Lãnh tinh nguyệt khóe miệng giật một cái, coi như lục lưu môn phái, cũng không có khả năng có hơn 2.000 danh đỉnh phong võ sư A. Mà lại những cái kia xông vào đám địch, điên cuồng giết chóc mấy tên đệ tử, thực lực vậy mà tất cả đều là lục thất phẩm võ tông. Nếu như nàng biết, này 90 ngày đến, thiết cốt phái trên dưới nhiếp thủ bao nhiêu ngày nhưng linh thạch, khẳng định hội lý giải, vì là gì có mạnh mẽ như vậy cảnh giới phốc phốc tô tiểu mạt cùng lý phi dựa vào tốc độ đầu tiên xông vào trong quân địch trong tay hàn phong kiếm lấp lóe quang mang từng người từng người binh sĩ mới ngã xuống đất đây thật là chó dại gặp ai cắn ai không lưu tình chút nào số hai khiên thịt đảm đương dương ngọc hoa mang lấy kiên thiết thuẫn xông đi vào tựa như một cỗ máy ủi đất trực tiếp kéo lấy mười mấy tên binh sĩ phi nước đại long tử dương cầm trong tay bá vương thương xông tới một điểm hàn mang tới trước sau đó thương suốt như long vô tình thu hoạch chung quanh binh sĩ dù là tại thiết cốt phái nhìn như đánh xì dầu đệ tử, tỷ như ti mã trọng đạt, tỷ như thôi bất kiện bọn người, giết vào trong bầy địch cũng cho thấy kinh khủng lực sát thương. Vốn định vây quét lang kỵ binh năm vạn bộ binh, lập tức bị vò tới hơn 2000 danh thiết cốt phái đệ tử kéo lại. Bành, bành, ngã chảm quang mang đang lóe lên, sân băng điện liệt quyền tại gào thét. Các loại hoa mỹ năng lượng cùng nhau bộc phát, hình tượng có thể xưng hùng vĩ. Bạch hổ quân đoàn binh sĩ tại hung hãn thiết cốt phái đệ tử trước mặt, tựa như cỏ dại bị từng dãy thu hoạch. Bạch Thụy Hổ biến sắc tái biến, trở nên càng ngày càng khó coi, cuối cùng lần nữa chiến kỳ huy động, lại có 5 vạn bộ binh chém giết tới. Thực lực ngươi mạnh, bản tướng quân liền dựa vào chiến thuật biển người, tới làm đến triệt để nghiền ép. Trưởng môn, tiết nhân quý cao mày nói, có chút không ổn, thiết cốt phái trung quy thế đơn lực bạc, rất khó cùng mấy chục vạn đại quân chống lại. Quân thường tiếu nói, để bọn hắn đều rút về tới đi. Xoát, chiến kỳ huy động, trung nghĩa tiếp vào chỉ thị, lúc này quát rút lui soát soát lang kỵ đường thành viên không có chút nào ham chiến, lái cụ phong lang hướng thành nội trở về. Tô Tiểu Mạt cùng Lý Phi mấy người cũng tại giết không ít binh sĩ về sau, vẫn chưa thỏa mãn trở về Thanh Dương Thành. Rất nhanh, trên chiến trường chỉ còn lại bạch hổ quân đoàn binh sĩ. Từ dưới đất bày ra thi thể đến xem, trong khoảng thời gian ngắn chỉ ít chết trận hơn hai vạn danh. Thiết cốt phái phương diện, bởi vì thực lực cường hãn, lại có tinh lương trang bị hộ thể, đệ tử không một trận vong. Đương nhiên, có nhân thụ thương dù sao xông vào đám người về sau, hơi bất lưu thần, liền biết lọt vào hơn 10 người oanh kích, thời gian dài khẳng định gánh không được. Mẹ nó, trở lại trong thành dương ngọc hoa, nghe răng tuyết miệng nói, oanh thật đau a. À. Hắn phía sau lưng quần áo toàn tan vỡ, hiển lộ ra nhuyễn ti giáp thượng, có các loại binh khí, võ khí công kích dấu vết lưu lại. Hô, ti mã trọng đạt miệng lớn thở dốc, nói cũng ngay trưởng môn để chúng ta kịp thời rút lui, không phải, thật bị đoàn đoàn bao vây, coi như không bị oanh sát, cũng có thể bị mệt chết. Trường Tôn Phương Hoa thản nhiên nói, quân trưởng môn, người đệ tử thực lực mặc dù không tệ, nhưng nghĩ thủ hạ Thanh Dương Thành khẳng định không có hy vọng. Đây cũng không phải là tại xem thường thiết cốt phái, mà là thực sự cầu thị. Mấy ngàn tên đệ tử, dù là đều có đỉnh phong võ sư tu vi, cũng có cực hạn, như thế nào đi chống lại 30 vạn đại quân. Tả Quảng Côn cũng có chút lo lắng, thiết cốt phái đệ tử trùng sát một hiệp, liền đã rất dã rời, quân trưởng môn nếu như không có chuẩn bị ở sau, tiếp xuống lại làm như thế nào cùng quân địch giao thủ đừng nóng vội, đừng nóng vội, quân thường tiếu lòng có lòng tin nói, cho hay vừa mới bắt đầu. Tiêu tội kỳ từ tháp canh nhảy ra ngoài, sau đó dẫm lên tung vân bộ hướng phía sau bước đi, tỉnh tại mấy cái lên xuống ở giữa, dừng ở ngoài thành một ngọn núi sườn núi thượng, kéo cỏ dại, hiển lộ ra đã sớm chuẩn bị xong dã chiến pháo. Tạch tạch tạch, hắn điều khiển tay lái, họng pháo chuyển động, cuối cùng hướng cửa thành đông phương vị, truyền âm nói, trưởng môn, đã hiệu đính hoàn tất. Quân thường thiếu không nói, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt ngoài thành. Đạp đạp đạp, bạch hổ quân 10 vạn đại quân dậm chân mà đi, phía trước công thành lái xe đường. Đối mặt loại này trận thế, cũng không đủ binh lực, thật rất khó tới chính diện giao phong. Xoát, một tên tướng quân dơ lên chiến kỳ, quát công thành. Nã pháo, nhưng vào lúc này, quân thường thiếu truyền âm nói. Đứng tại giã chiến pháo tiền tiêu tội kỳ trực tiếp điểm tại cái nút thượng, chỉ nhìn hỏng pháo lập tức phun ra ánh lửa, tịnh dâng lên cuồn cuộn khói đặc. Oanh, nổ vang âm thanh truyền lại mà tới thanh dương thành tường thành lập tức bị chấn động đến run rẩy thành nội kiến trúc tức thì bị chấn động đến chi chi rung động trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt biến sắc cùng lúc đó một đạo lôi kéo lưu quang chi vật xuất hiện tại trong tầm mắt sau đó vạch ra yêu mỹ đường vòng cung rơi vào đang chuẩn bị công thành chân dương quận trong đại quân ầm ầm trên chiến trường truyền đến nổ vang âm thanh trong nháy mắt sinh ra bạo tạc tịnh hình thành cực mạnh sóng xung kích hô hô cùm phong đột khởi nồng vụ hiện ra diệu hoa cung trưởng lão cùng các đệ tử đều trợn tròn con mắt có nhân lỗ tai tức thì bị trần ong ong loạn hưởng. Bạch Thụy Hổ lại thêm khổ cực, bởi vì khoảng cách bạo tạc điểm rất gần, trực tiếp bị khí lãng từ trên chiến mã bay ra, sau đó chật vật rơi xuống trên mặt đất. Hắn đầy giấy hoảng sợ nói cái này, đây là cái gì, đây là pháo, bao pháo, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 486, Tinh Nhuệ Chi Sư, Uy Vũ Chi Sư. Tiếng pháo vang lên về sau, kiến trúc cùng đại địa run rẩy kịch liệt, cảm giác kia tựa như phát sinh động đất. Thành nội bách tính đầy giấy đều là hoảng sợ, thể nội huyết dịch sôi trào, lỗ tai tức thì bị tiếng pháo chân ông ông tác hưởng. Quân thường tiếu đã rất chiếu cố bọn hắn, đem giá chiến pháo bắc ở ngoài thành trên núi, nếu không, này muốn trong thành nã pháo, nhiều ít nhân có thể bị trực tiếp chấn thổ huyết, đánh ngất mê đi qua. Bách tính thực lực rất thấp, chịu không được tiếng pháo rất bình thường. Nhưng thân ở trên tường thành diệu hoa cung đệ tử, từng cái đều có không tệ tu vi, kết quả tại tiếng pháo phía dưới, vẫn bị chấn hoa dung thất sắc. Trường tôn phương hoa chờ trưởng lão thì há hốc miệng ra. Các nàng tu vi cao thâm, có thể chống cự thanh âm mang tới lực trùng kích, lại bị ngoài thành cảnh tượng sợ ngây người. Nơi đó, nguyên bản có 10 vạn chân dương quận binh sĩ chuẩn bị công thành. Theo một đạo lưu quang lôi kéo đường vòng cung rơi xuống, không chỉ có sinh ra to lớn bạo tạc, hoàn dâng lên cùng loại cây nấm hình dạng vân vụ. Cái này, là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, vừa rồi có cường giả thi triển cấp độ cực cao võ kỹ? Hô hô, khu vực nổ, cuồng phong gào thét, nhất cốt cốt táo bạo năng lượng lấy gợn sóng trạng hướng bốn phương tám hướng cọ rửa. Italy pháo uy lực là thật là cường hãn, nhưng cũng khổ tiêu tội kỷ, dù là sớm dùng đồ vật tắc lại lỗ tai, vẫn bị chấn động đến nguyên địa đảo quanh, phía sau nhất choáng hoa mắt đặt mông ngồi dưới đất. Đây là tố chất thân thể quá cứng, đổi lại tô tiểu mạt, khẳng định lại ngã xuống đất co quắp. Bạo tạc sư uy dần dần tiêu tán, thanh dương thành ngoại bỗng nhiên bày biện ra một cái vài trăm trường hố sâu. T, tạ quảng côn hít một hơi lãnh khí, ánh mắt nổi lên hoảng sợ. Để hắn chấn kinh cùng sợ hãi không chỉ hố sâu, còn có đổ vào hố sâu ngoại, kiếm máu thịt be bét mấy vạn tên lính. Lại thêm bên ngoài còn có không ít, có bị dư uy tác động đến mà chết, có may mắn sống sót, nhưng cũng không khỏi thân chịu trọng thương, nằm trên mặt đất thống khổ thân, ngâm. Kinh khủng nhất vẫn là trong hố sâu, nơi đó có vỡ vụn không chịu nổi áo giáp mảnh vỡ, còn có giải rác thịt nát. Gần vạn tên lính, thân ở trung tâm vụ nổ khu vực, trực tiếp bị tạc hài cốt không còn. Phù phù, vừa mới cố gắng đứng lên bạch thủy hổ, cả kinh lần nữa ngồi dưới đất, ánh mắt nổi lên ngập trời hãi nhiên. Mười vạn binh sĩ, tại nổ lớn phía dưới kém chút bị toàn diệt, này mang tới có tính chấn động cùng lực trùng kích thực sự quá khổng lồ. Không có xuất chiến bạch hổ quân đoàn binh sĩ, dọa đến ra đầu nổ tung. Vừa rồi bay tới lưu quang, rốt cuộc là thứ gì, có thể sinh ra khủng bố như thế lực phá hoại. Một khắc này, bạch hổ quân đoàn trên dưới, không khỏi hoảng sợ vạn phần. Lang kỵ binh cùng thiết cốt phái đệ tử, cũng cho bọn hắn mang đến không nhỏ rung động, nhưng lại xa xa so ra kém nhất pháo, dù sao lực sát thương quá lớn. Bạch tướng quân, trên cổng thành quân thường tiếu nói, hoàn hài lòng không. Nhất pháo đem 10 vạn đại quân oanh đánh mất sức chiến đấu, Bạch Thụy Hổ không chỉ có phi thường hài lòng, hoàn hài lòng đến cùng ra tóc mà. Hắn đẻ ép hoảng sợ, âm thanh run rẩy nói là Có phải hay không có võ vương trở lên cấp độ cường giả xuất thủ? Trường Tôn Phương Hoa cùng lãnh tinh nguyệt cũng đang tự hỏi vấn đề này, nhưng cuối cùng lại bác bỏ bởi vì từ lưu quang bay tới thời điểm các nàng tịnh không có dò xét đến linh năng ba động cái này đại biểu phụ cận không có cường giả xuất thủ lại từ vừa rồi lưu quang để phán đoán kia giống như càng giống một loại ám khí quân thường tiếu nhún nhún vai nói người chân dương quận có linh hạch khu động ném mạnh cơ lại có ma bạo nỗ cùng công thành xa ta thiết cốt phái tự nhiên cũng có xảo đoạt thiên công chiến trường lợi khí nghe được câu này trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt liền có thể khẳng định vừa rồi lưu quang khẳng định là ám khí có thể bộc phát mãnh liệt như vậy lực lượng, chẳng lẽ lại là lấy đẳng cấp cao tinh hạch chế tạo mà thành. Hai người đoán không sai, đạn pháo đích thật là từ tinh hạch ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá, đơn thuần tinh hạch năng lượng, vô pháp hình thành mạnh như vậy lực phá hoại, hết thảy vẫn là nguyên tại giã chiến pháo. Loại này trải qua ma đổi Italy pháo, có thể đem năng lượng tiến hành chuyển hóa, sinh ra cao hơn tổn thương. Bạch thủy Hổ sắc mặt dị thường khó coi, nguyên lai, thiết cốt phái có mạnh như vậy át chủ bài, khó trách tại mình 30 vạn đại quân trước mặt, còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Bạch Thụy Hổ bị nhất pháo anh, trực tiếp đánh mất ý chí chiến đấu. Xác thực nói, chính là thành sợ bức, 10 vạn đại quân trong khoảnh khắc, bị tạp tử thương vô số, coi như đổi lại tiết nhân quý dạng này ngũ tinh thượng tướng cũng phải sợ a. À. Đương nhiên, quân thường tiếu nói, vừa rồi bất quá là lễ gặp mặt, chân chính chiến đấu vừa mới bắt đầu. Xoát, nhảy đến thành lâu nóc phòng, hai tay triển khai, ông, ông, thanh dương thành ngoại hai bên trái phải, đột nhiên hiện ra lưu quang kết giới tới. Trận pháp, trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, các nàng nhớ tới hôm qua, ra hỏa này một người gác tay ở ngoài thành vị ý tản bộ, ngẫu nhiên cầm nhánh cây trên mặt đất lung tung khoa tay. Đương thời hai người còn muốn, kẻ này có phải hay không rảnh rỗi đến bị khùng. Bây giờ xem ra, hắn giống như không phải tại làm chuyện nhàm chán, mà là tại. Bày trận, làm sao có thể, trường tôn phương hoa khó có thể tin nói. Trận pháp sư bày trận, đều nghiêm túc, Cẩn thận từng ly từng tí, tên kia tùy ý vẽ linh tinh, liền có thể hình thành trận pháp. Có thể, phi thường nhẹ nhóm, bởi vì, đây là kỳ môn tam thập nhị trận, Bạch tướng quân, quân thường thiếu rơi lên thủ, khóe miệng xóa ra mỉm cười đến, nói, bản tòa hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tinh nhuệ chi sư, cái gì gọi là uy vũ chi sư. Ba, song trường nắm thật chặt cùng một chỗ, hưu, hưu, đứng ở thành trì ngoài hai bên cách tuyệt trận pháp lập tức tiêu thất hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong chính là từng người từng người người mặc chiến giáp khí thế uy vũ ánh mắt lạnh lẽo binh sĩ số lượng tổng cộng 10 vạn quân trưởng môn sợ trực tiếp phái đậu thành binh sẽ khiến to lớn chấn kinh mang đến cho mình phiền toái không cần thiết nguyên cớ sớm đem linh đậu an trí tại cách tuyệt trận pháp bên trong như vậy trải qua không ai sẽ nghĩ tới binh sĩ là dùng hạt đậu huyễn hóa mà thành chỉ cho rằng mình sớm ở ngoài thành xếp đặt nằm tạ quảng côn trợn tròn mắt tiếp theo ánh mắt nổi lên phấn khởi nguyên lai like quân trưởng môn không chỉ một chuẩn bị ở sau. Trường Tôn Phương Hoa cùng lãnh tinh nguyệt thì nhíu mày, thầm nghĩ, những binh lính này mặc dù không có võ đạo khí thức, nhưng thực lực khẳng định từng cái bất phàm. Vì sao như thế cho rằng, bởi vì từ khí thế cùng ánh mắt bên trong nhìn ra được. Thân kinh bách chiến bạch thủy hổ, tự nhiên cũng ý thức được. Đối phương có lực sát thương cực lớn chiến tranh lợi khí, còn có nhiều như vậy tinh nhuệ binh sĩ, này mười phần khó giải quyết. Rút quân, suy nghĩ vừa dâng lên, đứng ở trên cổng thành quân thường tiếu liền thao túng 10 vạn linh đậu binh sĩ, nện bước chỉnh đề đã bước chân đi tới. Hai bên đều có 5 vạn binh lực, đem Bạch thủy Hổ không đủ 20 vạn binh sĩ dần dần vây quanh. Quân trưởng môn văn thành võ đức, trạch bị thương sinh, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Linh đậu binh sĩ tề thanh hét to, thanh âm tại thương khung ở giữa dập dần, kéo dài không cần. Hệ thống, binh sĩ hội hô lên loại này khẩu hiệu, khẳng định là quân thường thiếu ý niệm truyền đạt. Hắn còn muốn điểm bích liên sao? Người biết cái gì, quân thường tiếu nói, đây là khí thế. Hệ thống nói, khẩu hiệu này là đông phương bất bại, túc chủ trước tiên đem phía dưới dư thừa đồ vật cắt mất, liền phù hợp thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ tiêu chuẩn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 487, Đại hoạch toàn thắng. Hai bên trái phải tổng cộng 10 vạn linh đậu binh sĩ hô hào khẩu hiệu nhanh chân mà đến, kiên nặng nề thanh âm giữa không trung vang vọng, vẫn rất có khí thế. Chỉ bất quá, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, có chút quá phách lối. Trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt cùng nhau mắt trợn trắng. Nhất cái lục lưu môn phái chi chủ, còn muốn nhất thống giang hồ, đầu óc khẳng định bị lừa đá. Từ đầu đến cuối không lên tiếng hề tịnh tuyền, thì cười nói ra quân trưởng môn muốn nhất thống giang hồ, mục tiêu thật lớn. Bởi vì mắt có tật duyên cớ, nàng tồn tại cảm không phải quá cao. Bất quá, hề tịnh tuyền chỉ từ thanh âm cũng có thể nghe ra, chân dương quận đại quân khẳng định gặp khó. Nhân nha, đứng ở trên cổng thành quân thường tiếu, ngẩng đầu 45 độ, ngạo nghễ nói, liền muốn định vị đại mục tiêu, dạng này mới có càng nhiều động lực đi cố gắng. Cho nên nói, con hàng này điểm kỹ năng toàn điểm đang trang bước lên. Nếu như có thể sử dụng đang biện hộ cho thoại thược, lại có thể nào đến nay độc thân đây? Cát, trường tôn phương hoa cùng lãnh tinh nguyệt khinh thường tại cố. Nhân là phải có mục tiêu, nhưng lại thêm hẳn là nhận rõ bản thân, mà không phải cả ngày làm nằm mơ ban ngày. Lại nói trên chiến trường, Mười vạn linh đậu binh sĩ đã nhích lại gần, bọn hắn khí thế như hồng, lại hô hào chấn động thiên địa khẩu hiệu, lập tức cả kinh bạch hổ quân đoàn binh sĩ tâm thần run rẩy. Giảng thật, vừa rồi nhất pháo oanh tới, đem bọn hắn oanh ra bóng ma tâm lý tới. Bạch Thụy Hổ cũng biết giờ phút này sĩ khí xa sút nếu như ngạnh chiến, khẳng định hội tổn thất nặng nề. Xoát, hắn gian nan cưới lên chiến mã, quá to, rút quân. Thật sợ, đạp, 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 Bạch Hổ quân đoàn binh sĩ vốn là vô tâm giao chiến, nghe được mệnh lệnh về sau, vội vội vàng vàng quay người hướng về sau rút lui. Bọn hắn rút lui, bọn hắn rút lui, tả quảng côn kích động quát lên, 30 vạn đại quân đột kích, để hắn làm xong thành tại nhân tại, thành vong nhân vong chuẩn bị, bây giờ đối phương rút quân, tuyệt đối là hài lòng nhất kết quả. Nói đến là đến, nói đi là đi, đem ta thanh dương thành đương chợ bán thức ăn rồi. Quân thường tiếu lạnh giọng cười một tiếng, chợt thao túng linh đậu binh sĩ thi triển ra tung vân bộ, tốc độ toàn bộ triển khai đem đường lui phong kín. Từ trên không nhìn xuống, có thể nhìn thấy 10 vạn đại quân tựa như triển khai lưới lớn, đem bạch hổ quân đoàn vây quanh, nghĩ lui chỉ có giết ra một con đường. Tiết đường chủ, quân thường tiếu nói, để lang kỵ đường hiệp phòng. Vâng, xoát, tiết nhân quý chiến kỳ huy động, trung nghĩa lần nữa mang theo ngàn tên lang kỵ binh bằng nhanh nhất tốc độ liền sông ra ngoài. Quân thường tiếu nói, các ngươi cũng đừng thất thần. Vâng, tô tiểu mặt cùng Lý Phi các đệ tử nhao nhau từ tường thành bay lượn xuống dưới. Trong lúc nhất thời, ở ngoài thành trên chiến trường, Mười vạn linh đậu binh sĩ bao vây bạch hổ quân đoàn, ngàn tên lang kỵ binh cùng thiết cốt phái đệ tử đứng bên ngoài vòng. Quân thường thiếu ý tứ rất đơn giản, các ngươi là khách nhân, đã ngàn dặm xa xôi đi vào thanh dương thành, là chủ gia, khẳng định phải hảo hảo chiêu đãi, nhất định phải chiêu đãi thư thư phục phục mới được. Đại soái, chúng ta bị bao vây, trong quân địch, một tên tướng quân sắc mặt khó coi nói. Bạch thủy Hổ trầm giọng nói, phá vây, vâng, mấy tên tướng quân lúc này điều động binh lực, tịnh khóa chặt nhất cái có thể rút quân vị trí, sau đó phát động thế công. Binh sĩ một khi phân tán ra, lực lượng khẳng định có hạn. Nhưng bạch hổ quân đoàn tuyệt vọng là, phụ trách phá vòng vây vạn tên lính cùng phá vây điểm ngàn tên linh đậu binh sĩ giao thủ với nhau, lập tức bị giết vô cùng thê thảm. Oanh, oanh, ngã chảm năng lượng điên cuồng bộc phát, chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ. Một hiệp xuống tới, phá vòng vây vạn danh phóng thích, lập tức bị giết chết năm ba nhân. Cùng lúc đó, vây quanh ở phụ cận linh đậu binh sĩ, cũng bắt đầu đại quy mô thi triển ngã chảm Nhiều người như vậy, ngừng tụ ra nhiều như vậy Nguyệt nha hình lưu quang, hình tượng coi là thật rung động nhân tâm Ngỏa tàu, đứng ở bên ngoài tô tiểu mạt, cả kinh hé miệng Nguyên lai, like, nhiều người như vậy thi triển ngã chạm Sẽ hình thành như thế ầm ầm sóng dậy một màn A Lý Phi Hoàng sợ nói Xoát, xoát, oanh, oanh, oanh Quân thường thiếu thao túng linh đậu binh sĩ Không ngừng thi triển ngã chạm Đây tuyệt đối là vô lại A Vô lại lại thế nào? Trên chiến trường chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, không ai hội quang minh lỗi lạc chiến đấu. Phù phù, phù phù, bị vây nhốt trong đó bạch hổ quân đoàn binh sĩ, hoàn toàn chính là đừng động bị đánh đáng thương biêng ngắm. Bạch thụy hổ bị mấy tên tướng quân che chở, mắt thấy người một nhà từng cái ngã xuống, ánh mắt nổi lên lửa giận, nhưng cũng bất lực. Giờ phút này, hắn chỉ muốn mau rời khỏi, mau chóng trở về chân dương quận. Hiu, lưu quang bay tới, trực tiếp xuyên thủng che ở trước người tướng quân thượng, tiên huyết tung tóe tại bạch thụy hổ trên mũ giáp hưu, 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 lại là liên tiếp bay tới mấy đạo lưu quang, bảo hộ ở trước người hắn tướng quân, toàn bộ chúng đạn bỏ mình. a à, bạch thủy hổ bi phẫn giận dữ, xoát, nhưng vào lúc này, một bóng người từ tầng tầng binh sĩ vào tới, sau đó dừng ở trước mặt hắn, nhếch miệng cười nói, bắt giặc trước bắt vua. Hô, tô tiểu mà thân thể một sai, vây quanh đằng sau, lên cước đá vào trên mông. Bạch thủy hổ thực lực cũng không tệ, đã đạt tới lục phẩm võ tông cấp độ, nhưng vẫn gánh không được một cước này chi lực, trực tiếp bị đá thượng thiên. Đại soái bọn binh lính cùng nhau kinh hô, xem ta, Lý Phi mũi chân nhất đi, tung vân bộ thi triển, vọt lên hơn 20 trượng, sau đó cùng hạ xuống bạch thủy hổ ngang hàng, tới nhất cái đảo quải kim câu, trực tiếp đem đối phương như cầu một dạng đá ra đi. Dương sư đệ, tiếp được, được rồi, đạp đạp đạp, đứng bên ngoài Dương Ngọc Hoa đem kiên thiết thuẫn thu hồi, hướng bạch thủy hổ bay tới phương vị chạy như điên, cuối cùng tại hắn sắp lúc rơi xuống đất, tinh chuẩn vô cùng đem nó tiếp được chủ tướng bị bắt, tả quảng côn kích động kém chút nhảy dựng lên. Vốn là chiến ý hoàn toàn không có bạch hổ quân đoàn binh sĩ, mắt thấy đại soái bị thiết cốt phái đệ tử bắt giữ, lập tức trở nên càng hỗn loạn. Thỏa thỏa, quân lính tan rã, quân thường thiếu nghĩ toàn diệt đi, dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hắn cho linh đậu binh sĩ truyền lại nhất cái mệnh lệnh, liền nghe bọn hắn cao giọng hô lớn. Tước vũ khí không giết, tước vũ khí không giết, tiếng như hồng trung, chấn nhiếp tâm thần, bạch hổ quân đoàn binh sĩ tinh thần lập tức bị tan rã, bọn hắn nhao nhao đem trong tay binh khí vứt trên mặt đất, hai tay giơ lên cao cao. Linh đậu binh sĩ cũng đình chỉ công kích, bị vây gần 20 vạn đại quân, trong khoảng thời gian ngắn liền tử thương lục 7 vạn. Loại này giết chóc tốc độ thực sự quá nhanh, khó trách nghiêm chỉnh huấn luyện, thân kinh bách chiến bạch hổ quân đoàn binh sĩ chọn đầu hàng. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ đại hoạch toàn thắng, thu hoạch được 2000 điểm điểm cống hiến. Đinh, môn phái điểm cống hiến 3544 phần 5000. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, phát động ẩn tàng ban thưởng, thu hoạch được thánh phẩm tư chất cải tạo dịch nhân một, thu hoạch được trung phẩm trưởng môn cầu nhân một, đã chuyển vận đến không gian giới chỉ. Chiến thắng 30 vạn đại quân, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Đắc ý, ẩn tàng ban thưởng cho thánh phẩm tư chất cải tạo dịch cùng trung phẩm trưởng môn cầu, đồng dạng phi thường thoải mái. Phù phù, thanh dương thành võ đài, dương ngọc hoa đem chói gô bạch thủy hổ nhét vào trên bệ đá. Này danh Tây Nam Dương Châu thập đại danh tướng một trong, xuất 30 vạn đại quân đột kích, cuối cùng không chỉ có chiến bại hoàn biến thành tù binh, so đào nguyên còn muốn thảm đây. Bạch tướng quân, quân thường thiếu đi tới, ngạo nghễ nói, ngươi thua. Quỳ trên mặt đất bạch thủy hổ, từ đầu đến cuối cúi đầu, ánh mắt hiện có phẫn nộ cùng thống khổ. Minh lính quân tác chiến 50 năm, mặc dù cũng từng có đánh bại, nhưng lần này vô tình là bị bại thảm thiết nhất một lần. Coi như bị chuộc về đi, sĩ đồ cũng coi như triệt để kết thúc. Quân trưởng môn, tạ quảng côn nói, này nhân xử lý như thế nào? phốc quân thường thiếu tế ra hàn mang kiếm trực tiếp chém xuống bạch thủy hổ đầu lâu thản nhiên nói đưa đến chân dương quận để kia dã tâm bừng bừng quận trưởng tìm hiểu một chút phạm ta thanh dương quận giả là dạng gì hạ tràng tả quảng côn mộng dựng lên hắn nằm mơ đều không nghĩ tới quân trưởng môn sẽ như vậy quả quyết đem tây nam dương châu một đại danh tướng chém bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 488, trăm bản tọa chinh chiến thiên hạ quét ngang lục hợp bát hoang. Quân thường tiếu hoàn toàn có thể hàng phục bạch Thụy hổ, nhưng vẫn là lựa chọn giết chết. Làm như thế nguyên nhân là, là để chân dương quận quận trưởng minh bạch, thanh dương quận cũng không phải tùy tiện ở giữa liền có thể chiếm đoạt. Không phục, tiếp tục phái binh, ta thiết cốt tranh tranh phái, nhất định phụng bồi tới cùng. Có giã chiến pháo cùng giải binh càn khôn đại quân trưởng môn, hiện tại lực lượng 10 phần, hoàn toàn không sợ thế tục chiến tranh. Nếu như không phải lấy phát triển môn phái làm chủ, rất có thể sẽ xuất quân phản công chân dương quận gia hỏa này thật hung ác a à. trường tôn phương hoa nói lãnh tinh nguyệt thản nhiên nói giết bạch hổ quân đoàn chủ tướng chẳng khác nào triệt để cùng chân dương quận trở mặt trường tôn phương hoa nói chân dương quận còn có tam cái đại quân đoàn đâu nếu quả thật muốn chơi hung ác toàn bộ giết tới nhìn hắn làm sao thủ thanh dương thành hề tịnh tuyền lắc lắc đầu nói chắc quận trưởng là nhất cái có dã tâm chi nhân không phải mãng phu bạch hổ quân đoàn tại thanh dương thành gãy kích khẳng định cho hắn gõ cảnh báo không có trải qua thận trọng cân nhắc, sao lại tùy tiện tái phái quân đánh tới. Nữ nhân này, coi như rất thấu triệt, nàng cũng ủng hộ quân thường tiếu chém giết quân địch chủ tướng, bởi vì dạng này có thể tạo được lực uy hiếp, để chân dương quận minh bạch, thanh dương quận tuy nhỏ nhưng không phải quả hồng mềm. Hề tịnh tuyền vượt dụng tâm linh thấy rõ ràng, vượt đối quân thường tiếu sinh ra mãnh liệt hảo cảm. Xem ra đến bây giờ tới, nàng nói thầm, hiệp trợ hắn, thành công. Trường Tôn Phương Hoa cùng lãnh tinh nguyệt không có hề tịnh tuyền nghĩ như vậy phức tạp, hai người nhất trí cho rằng, thiết cốt phái trưởng môn quá phách lối, vẫn là nhất cái lăng đầu thanh, sớm muộn hội thất bại. Ân, ân, 30 vạn đại quân đột kích, các nàng cho rằng hội thất bại, kết quả còn không phải bị hiện thực đánh mặt. Bạch hổ quân đoàn 30 vạn binh sĩ, tử thương thảm trọng, còn lại hơn 10 vạn binh sĩ toàn bộ đầu hàng, bị tả quảng côn nhốt lại. Chân dương quận đột kích, lấy bại hoàn toàn kết thúc. Không khó tưởng tượng, đường chuyện này truyền đi, khẳng định sẽ ở Tây Nam Dương Châu nhấc lên oanh động to lớn. Quân trưởng môn, Hề tịnh tuyền cười nói, thanh dương thành nguy cơ tạm thời giải trừ, tông môn sự vụ bận rộn, bản cung trước hết mang đệ tử đi về trước. Đa tạ hề cung chủ tương trợ, phần ân tình này quân mỗ khác trong tâm khảm. Quân thường tiếu chắp tay nói, hắn còn muốn xử lý chuyện khắc phục hậu quả, chỉ đưa hề tịnh tuyền đến ngoài thành. Tùy hành rời đi lãnh tinh nguyệt ngừng chân, quay đầu nhìn về phía thành lâu, cùng ngụy lão ánh mắt đối mặt, trong đôi mắt đẹp vẫn có nhàn nhạt hận ý. Ai, ngụy lão thở dài một tiếng, ngụy lão, Quân thường tiếu nói, lãnh trưởng lão phong vận vẫn còn, lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái đại mỹ nhân đi, hai người các ngươi vì sao lại không gương vỡ lại lành. Nếu như nhà mình đường chủ có thể cùng rượu hoa cung trưởng lão có tiến thêm một bước quan hệ, khẳng định là chuyện tốt. Ngụy lão lắc đầu, nói ta chỉ là nhất cái gần đất xa trời lão già họng hẹp, há lại sẽ lại đi liên lụy nàng. Vẫn là bi quan như thế nha, quân thường tiếu im lặng nói. Ngụy lão bỏ qua một bên chủ đề, cười nói, rượu hoa cung cung chủ giống như đối trưởng môn rất có hảo cảm, nếu như chủ động một điểm giữa các người khẳng định có hí quân thường tiếu nói người không đều nói a à, bản tọa muốn phát triển môn phái không được mê luyến tại tình yêu nam nữ ngụy lão nói nếu như đổi lại cô gái khác vậy dĩ nhiên không thể mê luyến nhưng này nữ oa là tứ lưu tông môn chi chủ nếu như lấy về nhà tất nhiên có thể trở thành trưởng môn hiền nội trợ có chút đạo lý quân thường tiếu nâng cầm lên nói nữ nhân này mặc dù mắt có tật nhưng có thể ngồi tại cao vị thượng khẳng định có qua người thủ đoạn cưới trở về đem môn phái giao cho nàng quản lý, mình há không có thể cầm kiếm sông thiên nhai. Hệ thống, cưới cái xinh đẹp muội tử, vậy mà muốn làm vung tay trưởng quỹ, con hàng này nếu như có thể thoát đơn, tuyệt đối là trời xanh không có khai nhãn. Ngụy lão nói, ta cũng bất quá thuận miệng nói một chút, trưởng môn muốn đem nhất cái tứ lưu tông môn chi chủ lấy về nhà, độ khó chỉ sợ so đột phá võ đế hoàn khó khăn. Quân thường tiếu tán đồng, mình rất đẹp trai, rất có nhân cách mị lực, nhưng, người ta há lại sẽ vứt xuống nhất cái lớn như vậy tông môn đến thiết cốt phái tới đâu. Hệ thống nhanh thụ mặc xác cưỡng ép giải thích, hoàn tiện thể đem mình khen một phen, này hắn meo ra mặt sợ là so thanh dương thành tường thành còn dày hơn. Ngoài thành thi thể trải qua quét sạch, mặc dù còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt vết máu, nhưng ít ra không có dọa người như vậy. Tạ thành chủ, quân thường tiếu nói, bị bắt binh sĩ, bản tọa chọn lựa một nhóm mang về thiết cốt phái, còn lại liền giao tất cả cho ngươi xử lý. a à, tả tạ quảng côn trợn tròn mắt, nhiều tù binh như vậy, mình giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào, kia là chuyện của hắn. Quân trưởng môn tại kiểm kê một phen về sau, liền dẫn thiết cốt phái đệ tử trở về môn phái, mang đi tù binh, thuần một sắc tất cả đều là hổ uy quân binh sĩ. Thiết cốt phái còn kém hơn 2.000 tên đệ tử, đã chiêu mộ không đến xuất sắc thiếu niên, lại không thể đi khác quận đào chân tường, vậy cũng chỉ có thể từ những này có đệ tử binh sĩ vào tay. Lựa chọn hổ uy quân binh sĩ, cũng là bởi vì từ đào nguyên một tay huấn luyện, chỉ cần để tên kia tán đồng môn phái, tự nhiên cũng có thể để bọn hắn tán đồng. Quân trưởng môn này tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba vang. Chỉ là, trở lại môn phái về sau, Đào Nguyên vẫn đem mình nhốt ở trong phòng. Bởi vậy có thể thấy được, bị bắt chi về sau, mất đi ký ức gia nhập thiết cốt phái, là hắn nhất cái vô pháp giải khai khúc mắc. Két, cửa phòng đẩy ra, quân thường tiếu đi đến, ngồi trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo nói, Thanh Dương quận 30 vạn đại quân tới công Thanh Dương thành. Mặt hướng vách tường Đào Nguyên mặt không biểu tình, kết quả, Quân thường thiếu nói, lĩnh quân chủ soái Bạch Hủy Hổ bị bản tỏa chém giết, thủ cấp đã mang đến chân dương quật, Bạch Hổ quân đoàn đã không còn tồn tại. Đưa lưng về phía đào nguyên thân hình run nhẹ nhẹ, sơ qua, hắn thật sâu thở dài một hơi, ánh mắt lại không quá nhiều chấn kinh. Ba tháng qua, hắn từ đầu đến cuối tại thiết cốt phái sinh hoạt, không chỉ có biết lang kỵ binh dũng mãnh thiện chiến, cũng mắt thấy trưởng môn vãi đậu thành binh. Mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, nếu như vận dụng trên chiến trường, tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi. Huống chi, Tiết đường chủ đối binh pháp cực kỳ tinh thông, Bạch Thụy Hổ Bạch Hổ quân đoàn tuy có 30 vạn, nhưng tới công thành khẳng định không chiếm được lợi lộc gì. Quân thường tiếu nói, bản tọa không phải tại hướng ngươi khoe khoang, mà là phải nói cho ngươi, chân dương quận dạng này quân đoàn, ta thiết cốt phái có thể đánh bại, còn có cái gì dạng đối thủ không thể chiến thắng. Đào Nguyên trầm mặc, quân thường tiếu lại nói, đại môn nhất trực rộng mở, ngươi bây giờ có thể rời đi, bản tọa sẽ không ép buộc. Đào Nguyên ánh mắt nổi lên vẻ phức tạp, đúng thế, thiết cốt phái đại môn từ đầu đến cuối rộng mở, hắn có thể không chút do so dự rời đi, nhưng là, lại lựa chọn đem mình nhốt ở trong phòng, đó chính là nội tâm tại làm lấy dẫy ruộng. Những này thiên, đào nguyên đối tiết nhân quý sùng bái vạn phần, cũng khát vọng đi thống lĩnh lang kỵ binh. Hắn không muốn đi, hắn muốn giữ lại, nhưng thân là một tên quân nhân tôn nghiêm lại tái trói buộc, để hắn từ đầu đến cuối khó mà làm ra quyết đoán. Quân thường tiếu đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hào khí sông thiên đạo, lưu lại, tùy bản tỏa trinh chiến thiên hạ, quét ngang lục hợp bát hoang, thành lập bất thế công huân đi. Đào nguyên thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt dần dần nổi lên nồng đậm chiến ý. Người huấn luyện binh sĩ bản tọa mang đến, quân thường tiếu nói, bọn hắn có thể tiếp tục đi theo ngươi mà chiến, tương lai, này tinh vẫn đại lục danh tướng chi vị, tất có người đào nguyên một chỗ cắm rùi. Không, hắn chém đinh chặt sắt nói, hẳn là vang vọng thương khung chiến tranh chi thần. Quân trưởng môn lắc lư thần công tuyệt không phải thổi, dù là đứng ở bên ngoài tiết nhân quý, nghe được chiến tranh chi thần, bốn chữ, nguyên bản đã qua nhiệt huyết sôi trào tuổi tác, nhưng cũng lần nữa bị triệt để nhóm lửa. Nhân không có mộng tưởng, cùng không bạo lại thêm cá ướp muối tác giả khác nhau ở chỗ nào. Nguyên cớ, vốn là ở vào lưỡng nan đào nguyên, đằng địa một chút đứng lên, sau đó quay người hướng quân thường tiếu chào quân lễ, tiếng như hồng trung mà nói, đệ tử đào nguyên, muốn đi theo trưởng môn trinh chiến thiên hạ, xây bất thế công huân. Đinh Chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ mê hoặc nhân tâm, thu hoạch được một nghìn điểm cống hiến giá trị. Đinh, Môn phái điểm cống hiến, 4544 phần 5.000 Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 489, nhất bàn tay đánh thức tần hạo nhiên. Chân dương quận chủ thành chân dương thành, có nhất tòa rộng rãi vô cùng, lại tựa như cung điện một dạng khu kiến trúc. Đây là quận trưởng chỗ ở, bí mật bị bách tính xưng là Hoàng Cung. Vẹn vẹn từ kiến trúc đến xem, đã nói lên chân dương quận quận trưởng, là nhất cái phi thường người có dã tâm, nếu không tuyệt sẽ không chế tạo cùng loại hoàng đế ở lại cung điện. Như vậy, cái này quận trưởng dáng dấp ra sao? Đi theo ống kính đi vào tráng lệ đại điện, liền thấy một người tuổi chừng ba bốn mươi tuổi, lại tướng Mạo Uy Vũ Trung Niên nhân ngồi ở vị trí đầu vị. trác siêu quần, chân dương quận quận trưởng, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón, cho người ta một loại phi thường cuồng dã cảm giác, mắt hổ lấp lóe tinh mang, quanh thân phát ra trải qua thượng vị giả khí tức. Hình tượng rất phù hợp, một tên dã tâm bừng bừng kiêu hùng. Chỉ là, tại hạ thủ vị, tướng quân cùng ngưu sĩ nhóm toàn bộ cúi đầu, trong lòng đều tại run lẩy bẩy. Đại điện nội khí phân hơi có vẻ nghiêm túc, ngay tại vừa rồi, bạch thủy hổ trên cổ đầu người, bị đặt ở trong hộp gấm đưa tới. Ba, chắc siêu quân một trường xếp tại trên mặt bàn, tức giận quát, 30 vạn đại quân, không những không có đánh hạ thanh dương thành, hoàn lạc được toàn diệt hạ tràng, bạch thủy hổ muôn lần chết nan từ tội lỗi. Này danh quận trưởng là thật sinh khí, dù sao, bạch hổ quân đoàn là mình tỉ mỉ chế tạo một trong tứ đại quân đoàn, bây giờ nói không có liền không, khẳng định đau lòng a. À. Quận trưởng, một tên lưng hùm vai gấu tướng quân chắp tay nói, mà tướng muốn xuất huyền vũ quân đoàn thảo phạt thanh dương quận, đem kia thiết cốt phái trưởng môn thủ cấp mang về. Ta thanh long quân đoàn xin chiến, ta chu tước quân đoàn xin chiến, bạch hổ quân đoàn hủy diệt, quận trưởng không chỉ có sinh khí, tam đại quân đoàn thống soái cũng rất tức giận. Này tam đại quân đoàn binh lực cộng lại, chỉ ít có trăm vạn, thật tiến công thanh dương thành, quân trưởng môn khẳng định lại muốn áp lực như núi, Chắc siêu quần mặc dù tức giận đến dâu Ria đều đang run rẩy, nhưng tỉnh táo lại nói, gần nhất ta chân dương quận tấp nập xuất trinh, để vài cái quận lớn rất bất mãn, không được lại vì nhất cái tiểu quận tiêu hao binh lực. Thiết cốt phái đóng giữ thanh dương thành, toàn diệt bạch hổ quân đoàn, hoàn đem bạch thủy hổ đầu người đưa tới, rõ ràng là đang cảnh cáo chính mình. Nếu như chỉ là thiết cốt phái, chắc siêu Quân khẳng định hội liều lính cầm xuống. Nhưng bây giờ địch nhân không chỉ một, rất nhiều quận lớn đều tại nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm chân dương quận, hắn không thể không thận trọng cân nhắc uống chi, bạch hổ quân đoàn bị toàn diệt, thiết cốt phái khẳng định có mấy phần thực lực, phái quân đi qua tất nhiên còn có thương vong. Vì cầm xuống nhất cái chỉ là mở rộng địa bàn, lại không bất luận cái gì tài nguyên giá trị cửu đảng quận, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Chắc siêu quần cũng không phải lăng đầu lăng não vô não nhân vật phản diệt, phái tạp ngư cho nhân vật chính đưa kinh nghiệm, ăn phải cái lỗ vốn về sau, khẳng định phải trung thực một đoạn thời gian. Ít nhất phải trước tiên đem bên ngoài nhìn chằm chằm quận lớn xử lý, lo lắng nữa tiến đánh thanh dương quận đây cũng là quân trưởng môn hy vọng, bởi vì, hắn hiện tại liền thiếu thời gian, dù là cho một điểm thở dốc không, để môn phái phát triển phát triển, vậy liền có lực lượng cùng toàn bộ thế giới cứng rắn. Các ngươi nghe nói không, chân dương quận phương diện điều động bạch hổ quân đoàn, tổng cộng 30 vạn binh lực đi tiến đánh thanh dương quận, kết quả tại thanh dương thành ngoài thành toàn bộ gây kích. Chuyện lớn như vậy đã sớm nghe nói, mà lại theo ta được biết, lĩnh quân chủ soái bạch thủy hổ, còn bị chém đầu, đầu người mang đến chân dương quận. Ta thiên, Bạch Hổ quân đoàn thế nhưng là Tây Nam Dương Châu số một số hai tinh nhuệ chi sư, Bạch tướng quân hoàn đứng hàng thập đại danh tướng, vậy mà lại chiến tử tại Thanh Dương thành hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Nam Dương Châu võ tu lần lượt nhận được chiến báo mới nhất, chấn kinh nghị luận. Nhất là khi bọn hắn biết, phụ trách thủ vệ Thanh Dương thành đúng là thiết cốt phái, ánh mắt càng là nổi lên khó có thể tin tới. Chân núi bầy sinh tử lôi đài, đã qua một đoạn thời gian, nhiệt độ bắt đầu dần dần hạ xuống, cũng bởi vì thiết cốt phái tham dự thế tục chiến tranh, diệt đi bạch hổ quân đoàn, lần nữa không hàng nóng lục soát bảng đầu bảng. Gia tộc gì loạn đấu, cái gì ai ai là ai ai đại chiến ba ngày ba đêm. Dù là gần nhất, đại hỏa mỗi đại gia tộc gia chủ tiểu thiếp cùng quản gia cấu kết, đều bị thiết cốt phái che xuống. Vui vẻ nhất thuộc về thanh dương quận bên trong thất cái thành trì chi chủ, ngày đầu tiên thu được tình báo, kém chút nhịn không được kích động nhảy dựng lên. Thanh dương thành là quận bên trong chủ thành, thiết cốt phái thủ xuống tới, không thể nghi ngờ cho mê thất trong bóng tối bọn hắn mang đến ánh dạng đông lục đẳng chân dương quận cũng không phải không thể chiến thắng tin tức thắng lợi tại thanh dương quận truyền lại thành nội trong chấn, trong thôn bách tính đều bôn tẩu bẩm báo khua chiêng gõ trống chúc mừng rất nhiều nhân càng là hướng phía thiết cốt sơn phương vị quỳ lại dập đầu thanh dương quận luân hãm bọn hắn sẽ thành nô lệ là thiết cốt phái là quân trưởng môn ngăn cơn sóng dữ tự nhiên thâm thụ bách tính sùng bái nếu như quân thường tiếu đem môn phái cái kia thành miếu thờ tái mang lên hương hỏa hộp khẳng định hội hấp dẫn không ít khách hành hương Hạo khí môn, đại điện, Tần Hạo Nhiên đạt được chiến báo về sau, nắm vuốt giấy viết thư, ngây ra như phỗng ngồi ở vị trí đầu vị, thật lâu khó mà hoàn hồn. Thiết cốt phái có thể chống lại 30 vạn đại quân. Cái này sao có thể, nếu như không phải giấy trắng mực đen viết rõ ràng, Tần Minh chủ thực sẽ cho là mình đang nằm mơ. Trần Dương quận tiến công Hà Dương quận cùng Hoa Dương quận, hắn đã sớm nhận được tin tức, đương thời từng cùng liên minh đại lão thương nghị, cuối cùng được ra kết luận là Thanh Dương quận chỉ sợ cũng phải bị để mắt tới. Vì thế, hạo khí môn cùng liên minh môn phái thế lực, toàn đóng lại sơn môn, không hỏi thế sự. Thanh Dương quận nguy nan thời khắc, bọn hắn từng cái lựa chọn chỉ lo thân mình, cách làm này coi là thật để nhân khinh thường. Nguyên cớ, quân thường tiếu xuất lĩnh thiết cốt phái đệ tử, thủ hạ Thanh Dương thành, đều xem trọng áp chế chân Dương quận đại quân, không thể nghi ngờ tương đương hướng bọn họ trên mặt hung hăng đánh nhất bàn tay. Lại vang, lại giòn, một tát này cũng đem vờ ngủ tần hạo nhiên đánh thức. Hắn rốt cục ý thức được, cũng rốt cục thừa nhận, Thiết cốt phái đã là mình cùng liên minh có khả năng đi chống lại tồn tại. Khiêu chiến Thánh Tuyền tông, trên lôi đài chiến thí thần điện, bây giờ lại cùng lục đảng quận lớn tinh nhuệ chi sư cứng rắn. Trở lên ba đầu, hắn Tần Hạo Nhiên, hắn Hạo Khí môn, hắn Bách tông mặt có thể làm được kia một điểm. Một chút cũng làm không được, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Trước kia thiết cốt phái tại Tần Hạo Nhiên cùng liên minh đại lão trong mắt, bất quá là chân núi một con run dế. Bây giờ đã hóa thành quái vật khổng lồ để bọn hắn chỉ có thể đi ngước đầu nhìn lên. Ngưỡng vọng còn tại đằng sau, đương đào nguyên tán đồng quân thường tiếu, tán đồng thiết cốt phái, hắn 2472 danh hổ uy quân binh sĩ cũng gia nhập môn phái. Nhân số 5.000 cả, phát động môn phái nhiệm vụ. Làm đệ tử nhóm hoàn thành nhiệm vụ, xem như liền đáng giá đạt tới yêu cầu, môn phái đẳng cấp liền biết tăng lên, thành viên cũng sẽ đạt được mở rộng. Thiết cốt phái cũng sẽ khoảng cách trở thành ngũ lưu tông môn tiến thêm một bước. Vì cái gì? Bởi vì từ môn phái thăng làm tông môn, không chỉ cần phải một vạn danh thành viên, tu vi thượng hoàn nhất định phải có một tên võ vương, 10 tên võ tông, cùng ngàn tên võ sư. Cảnh giới đẳng cấp thiết cốt phái đã hoàn toàn phù hợp, duy chỉ có thiếu khuyết đệ tử, nguyên cớ thành viên mở rộng, chính là trở thành tông môn mấu chốt. Đương nhiên, đệ tử không là vấn đề, bởi vì đào nguyên huấn luyện binh sĩ đều ở tại thiết cốt phái, bởi vì thành viên hạn chế tịnh không có toàn bộ gia nhập môn phái. Chỉ cần quân thường tiếu không quan tâm tư chất, lại một lòng muốn tăng lên, để thiết cốt phái từ môn phái tấn thăng tông môn, vậy sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 490, kiến thiết tăng lên, cấp 6. Đào Nguyên rốt cục nghĩ thông suốt, cũng chân chính đem mình coi như thiết cốt tranh tranh phái một viên. Điều này nói rõ quân trưởng môn tẩy não năng lực vẫn là rất mạnh. Về phần hắn nói tùy bản tọa trinh chiến thiên hạ, quét ngang lục hợp bát hoang, kỳ thật cũng có khoác lác thành phần. Đánh trận là không thể nào, dù sao, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là phát triển môn phái. Đào Nguyên tán đồng về sau, bị bắt hổ uy quân binh sĩ tự nhiên cũng cam tâm tình nguyện gia nhập, thiết cốt phái đệ tử thành viên trong nháy mắt đỉnh đầy. Nhiệm vụ các xuất hiện môn phái nhiệm vụ, các đệ tử bắt đầu tích cực làm. Trong lúc đó, quân thường tiếu đem tân nhập môn binh sĩ phân chia đến lang kỵ đường, bổ nhiệm Đào Nguyên làm phó đường chủ, phụ trách hiệp trợ tiết nhân quý. Nhất cái là ngũ tinh thượng tướng, nhất cái là quân giới tân tú. Lang kỵ đường tại hai người quản lý dưới, tương lai sẽ có cái gì thành tựu, vậy liền rửa mắt mà đợi. Trưởng môn, tiết nhân quý nói, tòa kỵ không đủ nha, đừng nóng vội, đừng nóng vội, quân thường tiếu lạnh nhạt nói, trên núi lũ sói con trưởng thành, liền sẽ phân phối cho lang kỵ đường. Thân ở linh lực rồi rào chi địa, lại có đồ ăn đan cung cấp, ở lại trên núi cụ phong lang bầy, tốc độ phát triển cũng là thật nhanh. Sau đó không lâu, lang kỵ đường mới tới thành viên, tất nhiên sẽ mỗi người cưới một đầu. Quân thường tiếu mặc dù vô tâm tranh bá thiên hạ, nhưng tinh vẫn đại lục đã có giã tâm bừng bừng kiêu hùng, khẳng định cần phòng ngừa chu đáo phát triển phát triển. Chỉ ít chiến tranh tiến đến lúc, có năng lực cẩn thận đọ sức. Cái này thiết cốt phái trưởng môn mặc dù có chút ra, nhưng cũng không phải ngoại trừ xoái bên ngoài, ưu điểm gì đều không có. Tân thu hơn 2.000 tên đệ tử, điểm cống hiến cũng tràn ra. Quân thường tiếu không có đi xem chung giai thương thành, mà là mua không ít tố tạo phòng cùng trung phẩm tư chất cải tạo dịch, dùng tại môn phái cùng đệ tử phát triển bên trên bởi vì chân dương quận đình chỉ tiến công thanh dương quận có thể như thường ngày bình tĩnh trở lại quân trưởng môn cũng khó được thanh tịnh lại tịnh bắt đầu cân nhắc ẩn tàng nhiệm vụ lấy được thánh phẩm tư chất cải tạo dịch cho ai đây thiên thiên tư chất rất mạnh cho nàng cũng không có tác dụng trước hết cho thanh dương đi lý thanh dương vì môn phái nỗ lực cố gắng tất cả mọi người có thể nhìn thấy đem tư chất cải tạo dịch cho hắn tuyệt đối thích hợp nhất tại võ đạo tài nguyên phân phối thượng quân thường tiếu không có bất công ai thích hợp cho ai thực sự không được chọn vậy cũng chỉ có thể theo tới trước tới sau cho. Nguyên cớ, về sau chỉ cần có, tiêu tội kỳ, giả tinh thần bọn người khẳng định cũng không thiếu được. Mua om súng ngắm lúc, quân trưởng môn hoàn mua 5 bình cực phẩm tư chất cải tạo dịch, coi như hiện tại đã cất 7 bình, thế là lại cấp cho cho Lý Ngọc Hoa, làm nguyên tuyết, tống nguyên chu cùng trương vĩ bọn hắn. Hô hô, trong xương phòng, đường Lý Thanh Dương phục dụng cải tạo dịch, tư chất từ cực phẩm tăng lên tới thánh phẩm chính là song quyền nắm thật chặt, ánh mắt nổi lên cực nóng quang trạch. Tự chỉ cải tạo, kéo theo tu vi, để hắn thuận lợi tòng thất phẩm bước vào bát phẩm võ tông. Tại võ tông cấp độ, tu vi cao nhất là giả tinh thần, đã đạt cửu phẩm võ tông. Tiêu tội kỳ cùng tô tiểu mạt bọn người thì là thất phẩm, lòng tử dương chờ sau tiến nhập nội môn đệ tử bình quân tại tứ, ngũ phẩm tả hữu. Dương Ngọc Hoa cùng Lăng Nguyên Tuyết bọn người phục dụng cực phẩm tư chất cải tạo dịch về sau, linh căn tăng lên đến cực điểm phẩm, cũng bởi vì đã từng dùng qua, mặc dù rất phấn khởi, nhưng cũng không có quá nhiều sừng sốt. Ngược lại là Tống Huyền Chu, nội tâm khiếp sợ không thôi. Lý Sư Huynh, hắn khó có thể tin nói, đây rốt cuộc là cái gì tiên đan rượu dược A, à, phục dụng chi sau vậy mà có thể tăng lên linh căn cấp độ. Lý Thanh Dương nói, chớ giật mình, rất phổ biến. Rất phổ biến, Tống Huyền Chu khóe miệng hơi rút, sau đó hưng phấn không thôi đi tu luyện. Đến tận đây, thiết cốt phái nội môn đệ tử, tổng cộng có lưỡng ca thánh phẩm, 14 cực phẩm, ngũ cái thượng phẩm. Chú thích tiền văn thiết cốt phái nội môn đệ tử vì 22 nhân, thật là 21 nhân, ta tính sai. Nhiều như vậy cao tầng thứ linh căn tư chất đệ tử, nhị tam lưu trong tông môn tuyệt đối tìm không thấy, về phần nhất lưu tông môn có hay không, hoàn rất khó nói đâu. Vẫn là câu nói kia, thiết cốt phái tiềm lực to lớn, duy chỉ có thiếu khuyết thời gian trưởng thành. Nhân số đầy về sau, môn phái nhiệm vụ phát động, các đệ tử lần lượt xác nhận. Môn phái thành tựu trị thượng hạn 5.000 điểm, toàn bộ không xong vẻn vẹn hội tràn ra, cũng sẽ tặng 5.000 điểm cống hiến giá trị, nguyên cớ quân thường thiếu chỉ có thể lần nữa kéo ra trung giai thương thành, sớm trước tiêu phí đi. Mua qua giải binh càn khôn đại, không có gì tốt đồ vật, thế là tốn hao 100 điểm cống hiến giá trị tiến hành đổi mới. Ngoả Tào, vừa mới nhìn lướt qua mới xuất hiện thương phẩm, nhìn thấy trung phẩm tụ khí đan phối phương, quân trưởng môn kém chút kích động nhảy dựng lên. Thiên nhiên linh thạch cố nhiên có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng số lượng trung quy có hạn, thiết cốt phái trước mắt chỗ dựa lớn nhất vẫn là tụ khí đan. Sơ phẩm tụ khí đan tại đẳng cấp thấp có hiệu quả, nhưng theo cảnh giới tăng lên, rõ ràng hết sạch sức lực, nguyên cớ liền cần tầng thứ cao hơn tụ khí đan. Ấn mở giới thiệu, này trung phẩm tụ khí đan tại thu lấy linh khí phương diện tốc độ đạt tới 30 lần. Sơ phẩm tụ khí đan cung cấp 10 lần linh lực thu lấy tốc độ, nhưng ở cao hơn cấp bậc dược liệu dưới, có thể đột phá đến 15 lần thậm chí 20 lần. Trung phẩm tụ khí đan nếu như phối hợp phẩm chất cao dược liệu, khẳng định không chỉ 30 lần. Mua, 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 quân thường tiếu không chút do dự cầm xuống trung phẩm tụ khí đan phối phương tự động xứng đôi đến luyện đan các điểm tại đan dược thưởng bày biện ra luyện chế dược liệu cần thiết trùng loại phong phú nhưng cũng không tính quá chân quý hẳn là có thể mua được hoặc trồng ra tới tiếp tục đọc qua quân trưởng môn lại thấy được một loại tên là giải độc đan phối phương giới thiệu đã nói sau khi phục dụng có thể hóa giải mấy trăm chủng kịch độc về sau đệ tử đi ra cửa giã ngoại lịch luyện không thể thiếu phân phối giải độc đan cũng không tệ lại tốn hao một nghìn điểm cống hiến giá trị mua xuống phối phương trong khoảng thời gian này quân trưởng môn thu thập không ít dược liệu, kéo ra luyện đan các, vừa vặn đáng thương luyện chế mấy trăm khỏa, thế là quả quyết nhất kiện luyện chế giải độc đan. Tiếp tục xem thương thành, lại phát hiện lưỡng chủng võ kỹ. Đẳng cấp mặc dù chỉ có thượng phẩm cao giai, nhưng cũng mạnh hơn bạo liệt quyền, quân trưởng môn quả quyết vào tay mua lại. Võ kỹ phương diện thương phẩm chỉ cần đổi mới ra tới, vô luận đẳng cấp cao thấp, hắn đều sẽ mua lại phong phú môn phái võ kỹ kho. Đem võ kỹ riêng phần mình phục chế 5 bổn hậu, 4.996 điểm cống hiến giá trị, bị quân trưởng môn dùng còn thừa lại 796 điểm. Hắn tuyệt không hoảng, bởi vì đệ tử hoàn thành môn phái nhiệm vụ, cũng sẽ chậm rãi đem điểm cống hiến đỉnh đây. Quả nhiên, sau đó 5-6 ngày trong, xác nhận nhiệm vụ đệ tử lần lượt hoàn thành, hệ thống bảng thượng điểm cống hiến cùng thành tựu trị liên tục tăng lên. Quân trưởng môn vì góp cái số nguyên, đem 796 điểm cống hiến giá trị ý nghĩ nghĩ cách toàn tiêu hết. Cho đến ngày thứ 10, nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành. Điểm cống hiến vì 5.000 phần thành tiểu trị vì 7.200 phần 5.000. Có thể thăng cấp, quân thường tiếu xoa xoa tay, sau đó điểm tại môn phái kiến thiết bên trên. Đinh, môn phái kiến thiết tăng lên đến cấp 6. Đinh, môn phái thành viên, điểm cống hiến, thành tựu trị thượng hạn tăng lên. Đinh, môn phái linh uẩn các mở ra, tiếng nhắc nhở vang lên về sau, hệ thống số liệu tổng bảng lập tức phát sinh biến hóa. Môn phái tên, thiết cốt tranh tranh phái. Môn phái trưởng môn, quân thường tiếu. Môn phái đẳng cấp, lục lưu. Môn phái kiến thiết, cấp 6 môn phái công năng, luyện dược các, chú tạo các, phù chú các, linh thú các, linh uẩn các. Môn phái công pháp, dịch cân kinh thần phẩm sơ giai, tung vân bộ thượng phẩm sơ giai, truyền âm thuật trung phẩm cao giai. Môn phái thành viên, 5000 phần 10000, môn phái điểm cống hiến, 5000 phần 10000, môn phái thành tựu trị, 2200 phần 10000. Môn phái nhiệm vụ chính tuyến, 100 năm bên trong. Rốt cục phá vạn, ngay từ đầu, hệ thống các hạng chỉ số thượng hạn 100, bây giờ đạt tới 10000 điểm, để quân thường thiếu kém chút nhịn không được nước mắt băng. Vì môn phái, vì mạnh lên, phát sốt 60 độ còn tại kiên trì phát triển môn phái, các người biết ta có nhiều cố gắng sao. Hệ thống dội nước lạnh nói, khoảng cách nhiệm vụ chính tuyến 10 vạn đệ tử, còn kém 9 vạn danh, túc chủ nhất định phải càng thêm phát sốt, càng thêm cố gắng mới được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 491, Linh ẩn Các Môn phái kiến thiết sau khi tăng lên, nhất làm cho quân trưởng môn động tâm vẫn là chức năng mới linh uẩn các. Từ linh cái chữ này, hắn phỏng đoán khả năng cùng linh khí có quan hệ, từ uẩn chữ lại suy đoán khả năng có uẩn dục công năng. Hẳn là có thể giúp mình uẩn dục linh lực, quân thường thiếu tim đập thình thịch, vội vàng điểm trên linh uẩn các. Bắn ra cỡ nhỏ bảng chung, hoàn toàn như trước đây có cái này dường như máy chiếu 3D không gian, bày ra tựa như lò luyện đan chi vật, phía trên có khắc linh uẩn lô, ba chữ. Bảng phía dưới sắp xếp không ít vật phẩm, đều là đã có đồ vật. Tỷ như sơ phẩm hàn phong kiếm, kiên thiết thuẫn, bá vương thương, nguyễn ti giáp, trung phẩm hàn mang kiếm những vật này. Này tình huống như thế nào? Mang theo nghi vấn quân trưởng môn, điểm tại sơ phẩm hàn phong kiếm bên trên. Vật phẩm, sơ phẩm hàn phong kiếm, linh huần, không phần một thứ. Thỉnh lựa chọn kim linh mộc linh thủy linh hỏa linh thổ linh. Ghi chú, môn phái kiến thiết đẳng cấp đề cao, sẽ mở ra càng nhiều linh huần Quân thường tiếu một mặt mộng bức nói, này ý gì? Hệ thống giải thích nói, túc chủ vừa rồi đoán đúng một nửa, linh ẩn các hoàn toàn chính xác có ẩn dục công năng, nhưng ẩn dục không phải linh lực, mà là ẩn dục khí linh. Ẩn ý khí linh, quân thường tiếu lập tức trừng to mắt, cái gọi là khí linh, chính là vũ khí trung hình thành sinh mệnh. Thanh Long yển nguyệt đao đặc hiệu, liền bị rất nhiều nhân cho rằng có được khí linh, cuối cùng bị ma sát tông để mắt tới. Linh ẩn các công năng, chính là đem hệ thống vũ khí, trí bảo tiến hành cấp độ sâu ẩn dục, từ đó ngưng tụ ra thuộc tính khác nhau khí linh tới tỉ như sơ phẩm hàn phong kiếm, nếu như lựa chọn ẩn dục hỏa linh thượng, hình thành về sau liền biết trở thành một thanh có được hỏa hệ khí linh vũ khí. Nghe được hệ thống giải thích linh ẩn các công năng về sau, quân thường thiếu con mắt lóe sáng. Loại này cho vũ khí thượng ẩn dục khí linh công năng, không phải tương đương với tại trang bị thượng khảm nạm các loại thuộc tính sao. Thử một lần, quân thường thiếu điểm tại hỏa linh cái nút thượng, sau đó bắn ra nhất cái cửa sổ. Có thể dùng số lượng một, phải trang tiếp tục linh ẩn. Ta sát, còn có thể đại lượng ẩn dục này muốn đem đệ tử Hàn Phong kiếm thu hết hồi, nhất kiện luyện chế, từng cái đều có khí linh vũ khí, vậy tuyệt đối lý thượng thiên. Tiếp tục, quân thường cứu điểm tại cái nút bên trên, hô hô, linh huẩn luôn nội lập tức tràn ngập ra nhất cốt cốt nồng đậm hỏa hệ linh khí, tựa hồ đã bắt đầu linh huẩn. Căn cứ quân trưởng môn kinh nghiệm đến xem, càng đi về phía sau mở ra công năng càng hao phí thời gian, nguyên cớ thu hồi hệ thống bảng, bắt đầu cân nhắc một vấn đề khác. Mình tiếp tục thu hổ uy quân binh sĩ, vẫn là chiêu mộ có thiên phú võ tu chỉ cần quân thường thiếu vui lòng, môn phái thành viên có thể tùy tiện đột phá vạn danh, sau đó liền có thể trực tiếp chứng nhận môn phái. Nhưng là, những binh lính này tu vi mặc dù không tệ, nhưng linh căn quá kém cỏi, trưởng thành không gian có hạn. Nếu như thu sạch vào môn hạ, đừng nói một vạn, mười vạn cũng đủ, bởi vì thanh dương thành nội còn có không ít bạch tù binh đây. Nhưng nhân số đạt tới yêu cầu, môn phái về sau nghĩ trở nên càng mạnh cũng đem rất khó khăn. Trước kia thiết cốt phái chỉ có mấy trăm tên đệ tử, quân thường thiếu hoàn cảm giác nhẹ nhõm, đệ tử đột phá 2.000 về sau, tiêu phí tài nguyên thực sự quá to lớn. 10 vạn bình thường đệ tử, khẳng định cần càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng, cái này cũng hội tăng thêm gánh vác, kéo chậm môn phái chỉnh thể phát triển tốc độ. Không thể nhận binh sĩ, vẫn là được đem ánh mắt đặt ở tư chất không tệ võ tu trên thân, chỉ ít có thể tiết kiệm không ít tài nguyên, tăng tốc môn phái trưởng thành. Quân thường thiếu trong lòng có lựa chọn, trăm năm thời hạn, để hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi mà không phải tùy tiện tìm một đám binh lính bình thường tới xung lược. Làm sao thu, còn phải đặt ở ngoại quận bên trên, quân trưởng môn đương nhiên sẽ không quang minh chính đại đi đào chân tường, mà là tính toán, không đi qua thu, để bọn hắn chủ động tới. Như vậy cũng tốt tốt cân nhắc dùng cái gì xáo lộ. Ngày thứ hai, sơ phẩm hàn phong kiếm ẩn dục thành công, quân thường tiếu vội vàng đem tế ra tới. Từ bên ngoài nhìn vào, trải qua ẩn dục hàn phong kiếm không biến hóa, nhưng này sợi hàn lãnh chi khí thì bị cực nóng cho thay thế. Chật chật, quân thường tiếu ngạc nhiên nói, lấy hàn thiết luyện chế vũ khí, Uẩn dục sau lại có hỏa hệ thuộc tính, cái này thực sự không thể tưởng tượng đây. Linh niệm phóng thích, dung nhập kiếm thể, nội bộ mở ra nhất cái cỡ nhỏ không gian, tung bay cùng loại như u linh tiểu Gia hỏa. Đây chính là vừa uẩn dục mà thành hỏa linh, thể trạng mặc dù nhỏ, nhưng lại tràn đầy hỏa hệ chi lực. Hệ thống nói, khí linh ở vào bất lực trạng thái, túc chủ nhất định phải tới ký kết khí ước, mới có thể chân chính nắm giữ. Quân thường thiếu ý niệm tới câu thông, phát hiện tiểu gia hỏa có chút chống đối, bất quá hơi hù dọa một chút, liền thành thành thật thật thần phục. Cùng vừa thành hình khí linh ký kết khế ước, muốn so cùng hung thú ký kết khế ước dễ dàng nhiều, vẻn vẹn nửa canh giờ liền làm xong. Thành công cầm xuống Hàn Phong kiếm hỏa hệ khí linh về sau, Quân Thường Tiếu cảm giác mình cùng vũ khí càng thêm phù hợp. Khí linh nắm giữ vũ khí, hắn cùng khí linh không phân khác biệt, vận dụng lên hội lại thêm ăn ý. Hô hô, Quân Thường Tiếu giữ tại trên chuôi kiếm, cùng nội bộ khí linh câu thông, toàn bộ thân kiếm lập tức bị cực nóng hỏa diễm bao phủ, có thể nói xoáy đến không có bằng hữu như xoa a, quân trưởng môn ánh mắt hưng phấn không thôi, tiếp theo đi vào nội viện diễn vũ tràng, bắt đầu thỏa thích vung tràng. Xoát, 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 từng đạo hỏa diễm kiếm khí, tại hư không tràn ngập, đan dệt ra lóa mắt hỏa diễm dệt lưới. Ta đi, Tô Tiểu mà từ xương phòng đi tới, nhìn xem vậy diễn vũ tràng răng khắp nơi hỏa diễm kiếm khí, trong mắt lập tức trừng lớn. Lý Phi cùng Điền Thất mấy người cũng bị kinh động, đều sùng bái nhìn xem trưởng môn luyện kiếm. Đùa nghịch một hồi, quân thường thiếu thu kiếm, hỏa diễm dần dần tiêu tán, nói có đẹp trai hay không. soái bọn người đồng nói, tô tiểu mạt càng là một mặt sùng bái nói, nếu như có thể cùng trưởng môn giống nhau là hỏa hệ võ tu, vậy liền quá tốt rồi. Hắn cho rằng quân thường tiếu thi triển ra hỏa diễm kiếm khí, cùng tự thân là hỏa tu có quan. Này hoàn không đơn giản, quân thường tiếu tiêu sái nói, đưa ngươi hàn phong kiếm lấy ra, bản tọa để ngươi trở thành hỏa hệ võ tu. Thanh kiếm lấy ra, trở thành hỏa tu, tô tiểu mạt ánh mắt nổi lên không hiểu đến, nhưng vẫn là đem hàn phong kiếm đưa tới nhất định phải hỏa hệ quân thường tiếu nói xác định thân là nam nhi lang tự nhiên thích đại biểu bảo tạc cùng cuồng giã hỏa hệ thuộc tính quân thường tiếu lại nhìn về phía lý phi cùng điền thất bọn người nói đem các ngươi kiếm cũng lấy ra bản tỏa để các ngươi toàn trở thành hỏa hệ võ tu a à, chúng đệ tử trợn tròn mắt bất quá từ đối với trưởng môn tuyệt đối tín nhiệm bọn hắn nhao nhao đem vũ khí đưa tới trưởng môn dương ngọc hoa gãi gãi đầu nói ta càng ưa thích thổ hệ Quân thường tiếu nói, chỉ cần tại ngũ hành bên trong, các người có thể tùy tiện tuyển. Tống huyền chu vội vàng nói, trưởng môn, ta thích kim hệ. Long tử dương đem bá vương thương đưa tới, nói trưởng môn, ta cũng thích kim hệ. Trưởng môn, ta thích mộc hệ. Trưởng môn, ta thích thủy hệ. Chúng đệ tử mặc dù không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì đây, nhưng chỉ cần đem vũ khí giao cho trưởng môn, liền đem mình thích thuộc tính nói ra. Tinh thần, quân thường tiếu nói, người đâu? Dạ tinh thần nói thầm trong lòng nói, bản đế càng ưa thích dùng nắm đấm, Bất quá, trưởng môn đã chủ động hỏi, nhân tiện nói, tùy tiện. Từng cái ghi lại về sau, quân thường tiếu kéo ra linh uẩn các, bắt đầu dựa theo thuộc tính khác nhau, tiến hành từng nhóm luyện chế. Linh uẩn các uẩn dục công năng mặc dù chậm, nhưng nhất cái cùng một đống uẩn dục, tiêu hao thời gian giống nhau, nguyên cớ sáng sớm hôm sau, ẩn chứa khác biệt khí linh hàn phong kiếm ra lò. Kiếm thể nội có khí linh, các người tới ký kết khí ước, liền có thể thi triển ra muốn thuộc tính tới. Phân công xuống dưới về sau, quân thường tiếu không quên dặn dò, khí linh, chúng đệ tử trợn tròn con mắt, càng ưa thích dùng nắm đấm giả dạ đế đại nhân, cũng là ánh mắt nổi lên kinh ngạc, đương tiếp nhận hàn phong kiếm, cảm thụ nội bộ xác thực tồn tại khí linh, chính là khiếp sợ há hốc miệng ra. Cái này, thật là khí linh vũ khí, chờ chút, giả dạ tinh thần sụp đổ nói, trưởng môn, như thế nào là thủy hệ khí linh, ngươi không phải nói tùy tiện sao, quân thường tiếu nói, một khắc này, chúng ta giả dạ đế đại nhân kém chút thổ huyết mà ra. Tùy tiện cho cái hỏa hệ, kim hề cũng được a à, cho nhất cái thủy hệ khí linh, đây là đem mình làm nữ nhân sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 492, Lục Thiên Thiên, một đường bảo trọng. Thu hoạch được trải qua linh quẩn vũ khí về sau, thiết cốt phái đệ tử cấp tốc cùng nội bộ khí linh ký kết khí ước. Chỗ tốt này là, trở thành chuyên môn vũ khí, người khác mặc dù thu hoạch được, bởi vì không chiếm được khí linh ủng hộ, cũng vô pháp phát huy hiệu quả tới. Hàn Phong kiếm cùng bá vương thương, làm hệ thống vũ khí, bản thân liền mạnh phi thường, bây giờ lại có khí linh, sẽ chỉ càng biêu hãn. Xác thực nói, có khí linh ra chỉ vũ khí, có thể phân loại thành trí bảo. Quân thường tiếu là không ít đệ tử ngưng tụ khí linh, chẳng khác nào cho bọn hắn một người nhất cái trí bảo. Cái này rất biêu hãn, cũng làm cho giả dạ tinh thần phi thường chấn kinh, nội bộ có khí linh vũ khí, hắn kiếp trước tự nhiên gặp rồi, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy, trưởng môn vậy mà tùy ý cấp đệ tử. Thượng giới, khẳng định đến từ thượng giới. Hô hô, hô hô hô, ngoại viện lớn như vậy trên diễn võ trường, tô tiểu mặt bọn người nhao nhao câu thông khí linh. Một nháy mắt, hỏa hệ xích hồng, thủy hệ xanh thẳm, mộc hệ xanh nhạt, thổ hệ nâu nhạt, kim hệ bầy da hoàng, sán lạn thuộc tính ngũ hành tràn ngập ra, đan dệt ra hùng vĩ hình tượng. Từ một cái góc độ khác nhìn, thật giống như tất cả đều là khảm nạm các loại thuộc tính thạch đầu trang bị. Thỏa thỏa trò chơi nhân dân tệ người chơi, mới từ tố tạo phòng tu luyện hoàn tất hà vô địch, nhìn thấy tô tiểu mặt bọn người nắm lấy các loại lộng lấy vũ khí, lập tức trừng to mắt, nói cái này. Những vũ khí này toàn có khí linh, quả nhiên là người trong nghề, một chút đã nhìn ra. Tại trong thế giới của hắn, khí linh vũ khí là tiêu chuẩn thấp nhất, không có cũng không tính là cao tay, đi ra ngoài cũng không tiện cùng người ta chào hỏi. Nhưng là, tại phàm trần vị diện võ sư cấp độ có khí linh vũ khí, còn có nhiều như vậy, vậy liền kinh thế hãi tục. Nhất định là thất huyền thánh tôn lưu tại phàm trần thế giới dạ tinh thần cho là những vũ khí này đến từ thượng giới, chân chính làm thượng giới chi nhân hà vô địch, cho rằng là đại năng lưu lại, hiểu lầm kia thật phi thường mỹ diệu. Xoát, xoát, trên diễn võ trường, thuộc tính ngũ hành tấp nập phóng thích mà ra, có thể nói lộng lẫy yêu kiều. Tô tiểu mặt cùng lý phi bọn người là hỏa hệ khí linh, lan tràn ra hỏa diễm, bộc lộ ra một cỗ bạo tạc lực lượng. Long tử dương cùng tống huyền chu là kim hệ khí linh, đầu thương cùng thân kiếm thấu phát vô kiên bất tồi sắc bén chi thế. Dương ngọc hoa linh Huẩn không phải vũ khí, mà là cắt gián độ, bởi vì có thổ hệ khí linh, kích phát về sau lập tức hình thành nặng nề chi thế, phòng ngự cường độ cũng theo đó đề cao. Về phần mộc hệ cùng thủy hệ, càng khuynh hướng phụ trợ, cho nên tương đối thích hợp nữ hài. Khó trách, đạt được thủy hệ khí linh vũ khí giả dạ tinh thần, sẽ có thổ huyết xúc động. Nhìn xem các đệ tử khảo thí lấy vũ khí, đứng ở trước đại điện quân trưởng môn một mặt mỉm cười. Kiến thiết cấp 6 mở ra linh uẩn các, thực sự phi thường ra sức, đệ tử phân phối trên loại vũ khí này, sức chiến đấu khẳng định cũng đề cao không ít. Mà lại, chỉ cần có hệ thống vũ khí, liền có thể lấy tùy thời linh uẩn, hoàn toàn không cần loạn thất bát tao vật liệu. Chỉ tiếc, Hàn Phong kiếm cùng bá vương thương những này sơ phẩm vũ khí, chỉ có thể linh uẩn một lần. Đây là quân trưởng môn không hài lòng địa phương, kéo ra linh uẩn các, điểm trên Hàn mang kiếm, bày biện ra số liệu cùng Hàn Phong kiếm tương tự, bất quá linh uẩn số lần thì là hai thứ, đại biểu có thể linh uẩn ra lưỡng loại khí linh. Ta là hỏa hệ võ tu, lại là kiếm đạo chi vương, lựa chọn hỏa linh cùng kim linh vẫn tương đối khi nào quân thường thiếu nỉ non nói, đúng vào lúc này, lục thiên thiên từ trong viện đi đến, hắn liền mở miệng nói, thiên thiên, đem ngươi hàn mang kiếm lấy ra, bản tỏa giúp ngươi cải tạo cải tạo. Đáng tiếc không có băng hệ khí linh, nếu không khẳng định chọn lựa đầu tiên. Lục thiên thiên đi tới, nhưng không có xuất ra hàn mang kiếm, mà chỉ nói, trưởng môn, đệ tử nghĩ ra bên ngoài lịch luyện. Lúc trước nàng cũng đã nói chuyện này, nhưng bởi vì chân dương quận xâm phạm tạm thời mắc cạn, bây giờ sự tình đạt được tạm thời giải quyết, cũng nên đi Đông Bắc Lô Châu tu hành. Tốt à, quân thường tiếu nói, bản tọa cho phép ngươi xuất ngoại lịch luyện, hắn sẽ không ngăn cản đệ tử ra ngoài. Bất quá, quân thường tiếu nói bổ sung, trước tiên đem hàn mang kiếm lấy ra, đi ra ngoài lịch luyện không có vấn đề, nhưng trước hết đem vũ khí ngưng tụ ra khí linh, chỉ ít có thể tăng lên sức chiến đấu, ở bên ngoài có thể an toàn hơn một điểm. Lục Thiên Thiên đem hàn mang kiếm đưa trước đi, quân thường tiếu cũng không có hỏi thăm nàng cần gì khí linh, mà là lựa chọn hỏa linh cùng thủy linh, bởi vì không có băng linh lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn thủy linh cũng không tệ, về phần hỏa linh thì hy vọng có thể hòa tan hòa tan nàng từ đầu đến cuối băng lãnh trái tim. Ngày thứ hai, quân thường tiếu đem trải qua linh uẩn vũ khí giao cho Lục Thiên Thiên, cũng nói lúc nào xuất phát. Hôm nay, Lục Thiên Thiên đạo, nhanh như vậy, quân thường tiếu làm sơ cân nhắc, nói chuẩn, thiết cốt phái, ngoài sơn môn, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỳ các đệ tử tự thân vì đại sư tỷ tiến đưa. Lục Thiên Thiên mặc dù tính cách băng lãnh, trầm mặc ít nói nhưng trung quy là thiết cốt tranh tranh phái đại đệ tử tự nhiên thâm thụ đồng môn tôn trọng đại sư tỷ liễu huyền thi khóc nói một đường bảo trọng nàng trước kia rất sợ hãi lục thiên thiên dù sao vừa tới thời điểm còn bị dùng kiếm gác ở trên cổ nhưng là về sau trở thành thiết cốt phái đệ tử tại võ học bên trên có cái gì không hiểu đều là sư tỷ chỉ điểm mặc dù người lạnh không nói nhiều thường thường một câu liền có thể vạch thiếu hụt đến để được ích lợi không nhỏ theo từ từ tiếp xúc liễu huyền thi càng thêm ý thức được đại sư tỷ chỉ là tính tình lạnh, người kỳ thật rất tốt. Làm Uyên Tuyết cùng Thiết Cốt phái nữ đệ tử, đưa mắt nhìn đại sư tỷ xuống núi cũng là ảm đạm hao tổn tinh thần. Nhị sư huynh, Tô Tiểu Mạt nói, trưởng môn đâu? Lý Thanh Dương lắc đầu, nói ta cũng không biết. Quân thường tiếu không đến là đại đệ tử tiến đưa, ngồi một mình ở đại điện trên nóc nhà, trong thức hải dâng lên đã từng chuyện cũ. Ta muốn gia nhập Thiết Cốt tranh tranh phái, đây là Lục Thiên Thiên lần đầu đăng chàng nói câu nói đầu tiên. Khi đó, quân đại trưởng môn vừa xuyên qua, ngay cả ăn cơm đều phải dựa vào vương đại thẩm cứu tế, có thể nói nghèo khó thất vọng, vô cùng thê thảm. Ngươi là trưởng môn, ta rút khỏi, đối mặt lục thiên thiên chất vấn, quân trưởng môn sử xuất tất cả vốn liếng đưa nàng lưu lại. Về sau, đi thanh dương thành tham gia bách tông chiêu mộ, môn phái này duy nhất đệ tử không ít ác miệng cũng cho không ít độc giả mượn đề đến phun cơ hội. Mụ chứng, quân thường tiếu lắc đầu, vứt bỏ hết thảy hồi ức, nói cũng không phải một đi không trở lại, làm gì như vậy thương cảm. Hắn đứng lên, nhìn về phía đã biến mất tại trên cầu thang uyển chuyển thân ảnh truyền âm nói lục thiên thiên nhớ kỹ bản tọa người vĩnh viễn là thiết cốt tranh tranh phái đại đệ tử hạ sơn lục thiên thiên nghe được nhưng không có đáp lại ở bên ngoài gặp được phiền phức trước tiên chớ lô máng nhất định phải nghĩ biện pháp đến môn phái cầu viện bản tọa cùng ngươi sư đệ sư muội là phía sau ngươi kiên cường hậu thuẫn quân thường tiếu lại truyền âm nói lục thiên thiên dừng ở chân núi quay đầu nhìn về phía sơn môn một đám sư đệ vẫn vẫy tay mỉm cười vì chính mình tiễn đưa đã từng bị khu trục tông môn không ai an ủi cũng không ai quan tâm bây giờ chỉ là xuất ngoại lịch luyện không có nghĩa là không trở về sư đệ cùng sư muội vẫn đứng ở trước sơn môn tiễn biệt thật lâu không rời đi một khắc này lục thiên thiên tâm cảnh tạo nên gợn sóng nghĩ tâm như chỉ thủy là khó khăn như thế sao nàng ánh mắt nổi lên đắng chát cũng không quay đầu lại rời đi ngày hôm đó thiết cốt tranh tranh phái đại đệ tử xuống núi bắt đầu thuộc về nàng lịch luyện, về phần khi nào trở về cũng là nhất ẩn số. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 493, xin nhận chúng ta cúi đầu. Lục Thiên Thiên rời đi về sau, tràn ngập tại thiết cốt phái cái chủng loại kia nhàn nhạt băng lãnh chỉ ý triệt để tiêu tán. Nhưng là, chúng đệ tử cảm giác phản phất thiếu một chút cái gì, tại thông lệ làm thể dục buổi sáng thời điểm, đều cảm thấy có chút khó. Quân trưởng môn cũng không quen, thể dục buổi sáng kết thúc về sau, ngồi ở trong đại điện, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Kia trong, nàng thường xuyên thình lình nhi xuất hiện, sau đó tựa ở môn xuôi theo đã nói một chút lạnh như băng. Người đều là có cảm tình, dù là loại cảm tình này cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Cùng lục thiên tiên tiếp xúc lâu, mặc dù ngày bình thường cũng không có gì tồn tại cảm, nhưng bây giờ người rời đi, khẳng định hội cảm thấy thiếu đi cái gì. Ai, quân thường thiếu thở dài một hơi, sớm biết như thế, liền không phê chuẩn nàng xuất ngoại lịch luyện vừa đi không bao lâu, Lê Lạc Thu từ bên ngoài đi tới, cười nói trưởng môn liền muốn nàng. Lời này có ý riêng, nhưng ép, a à thể chất quân trưởng môn khẳng định không nghe ra ý ở ngoài lời, mà là có chút yêu thương nói, dù sao cũng là đại đệ tử, bản tỏa có thể không muốn a. À. Lê Lạc Thu nói, đừng suy nghĩ, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì, quân thường tiếu đạo. Lê Lạc Thu cười nói, chân dương quận cùng xích dương quận khai chiến, song phương các phái 50 vạn đại quân. Quân thường tiếu ánh mắt sáng lên nói, đích thật là tin tức tốt. Thanh Dương quận cùng cùng là lục đảng quận lớn đánh nhau, khẳng định không tâm tư đến nhằm vào Thanh Dương quận, mình có thể an an ổn ổn phát triển môn phái. Sư huynh, trên diễn võ trường, Tô Tiểu mà thấp giọng nói, đại sư tỷ không tại, mọi người hình như đều không có tinh thần. Cần thời gian đến thích ứng. Lý Thanh Dương đạo, xoát, đứng dậy vỗ vỗ tay, nói, đều chớ ngẩn ra đó, đi làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ, đi tu luyện tu luyện. Đại sư tỷ không tại, thân là nhị đệ tử hắn, nhất định phải gánh vác khởi gánh tới. Rõ, chúng đệ tử điều chỉnh tâm tình, bắt đầu chuyên chú vào tu luyện. Quân trưởng môn cũng dần dần từ đại đệ tử rời đi mang tới tâm tình tiêu cực chung đi ra, cũng bắt đầu bố trí môn phái phát triển đến tiếp sau kế hoạch. Đầu tiên, xây dựng thêm môn phái, dung nạp 5.000 tên đệ tử về sau, trong ngoài viện liền lộ ra tương đối chật trội, xây dựng thêm rất có tất yếu. Nhận được mệnh lệnh, Lý Thanh Dương xuất ra rất nhiều kiến trúc sơ đồ phác thảo, thậm chí còn lấy ra rất nhiều cỡ nhỏ mô hình tới. Nhìn xem tinh xảo kiến trúc mô hình, quân trưởng môn kinh ngạc nói, ngươi làm. Ừm, Lý Thanh Dương đạo, chật chật, quân thường tiếu khen, người chế tạo những kiến trúc này mô hình, hoàn toàn có thể cùng kiểu dáng lôi so sánh. Kiểu dáng lôi, Lý Thanh Dương mờ mịt nói, Ây, quân thường tiếu cũng không có quá nhiều giải thích, đưa qua không gian giới chỉ, nói, nơi này có 10 triệu lượng, không đủ lại đến cầm. Lý Thanh Dương khóe miệng vi rút, 10 triệu lượng đến xây dựng thêm thiết cốt phái, đây tuyệt đối phi thường xa xỉ. Không có cách nào, quân trưởng môn hiện tại thiếu tu vi thiếu đại lượng cao tư chất đệ tử duy chỉ có không thiếu chính là tiền ngày thứ hai tại lý thanh dương chủ trì dưới thiết cốt phái nội viện xây dựng thêm hừng hực khí thế tiến hành đệ tử khác tiếp tục như thường lệ tu luyện quân trưởng môn thì tại thể dục buổi sáng kết thúc về sau đi một chuyến hồ dương thành mua trung phẩm tụ linh đan phối phương hắn thiếu khuyết luyện chế dược liệu cùng trồng hạt giống quân trưởng môn dược liệu trong tiệm ngải thượng nghế vội vàng tới gặp cũng cảm kích vạn phần nói thủ hạ thanh dương thành chẳng khác nào giữ vững thanh dương quận đây chính là đại ân A. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Quân thường tiếu đạo, ngài thượng nghế khóe miệng vi rút, cứng rắn chân dương quận 30 vạn đại quân, trả đem bạch thủy hổ chém mất, cái này có thể coi là việc nhỏ, vậy là cái gì đại sự A? Ngài gia chủ, quân thường tiếu trở lại chuyện chính nói, bản tọa lần này đến đây, là muốn cầu mua một chút dược liệu cùng hạt giống. Nói, đưa lên liệt tài liệu tốt tờ danh sách, ngài thượng nghế nhìn kỹ một lần nói, quân trưởng môn những dược liệu này, vì cửa hàng hàng có sẵn không nhiều nhưng hạt giống cũng không phải ít muốn hết quân thường tiếu rất thẳng thắn đường có ngụy lão cùng dược đường tại hạt giống giá trị khẳng định cao hơn phổ thông dược liệu ngài thượng nghế hiệu suất làm việc rất nhanh vẻn vẹn nửa canh giờ số lớn luyện chế trung phẩm tụ linh đan dược liệu cùng hạt giống được đưa tới bao nhiêu tiền quân trưởng môn là ta thanh dương quận hóa giải kiếp nạn ngài mỗ cảm kích khôn cùng toàn bộ miễn phí tặng cho cái này quân thường tiếu miễn vi kỳ nan nói vậy được rồi Trước khi đi, hắn lại cho ngài thượng nghế mấy chục khỏa liệu thương đan cùng hơn 10 khỏa tố thể đan. Trên đường phố chính, quân trưởng môn trực tiếp mà đi, thành nội bách tính đều quăng tới cảm kích cùng sùng bái ánh mắt. Lập Nhi, một tên phụ nữ ôm ba tuổi nhiều nam đồng, nói đây chính là thiết cốt tranh tranh phái trưởng môn, là chúng ta thanh dương quận đại ân nhân. Mẹ, hai đồng ánh mắt kiên định nói, ta lớn lên về sau, nhất định phải gia nhập thiết cốt tranh tranh phái. Quân trưởng môn, một tên cao tuổi lão giả quỳ xuống đến, nói xin nhận lão hủ cúi đầu hắn cũng không phải là thanh dương quận bản địa cư dân. Trăm năm trước đi theo thân nhân rời chỗ ở tới, giờ chỗ ở nguyên nhân là quê quán gặp chiến hỏa tẩy lễ. Làm người từng trải, lão giả so với ai khác đều rõ ràng sự tàn khốc của chiến tranh, cũng so với ai khác đều rõ ràng, hòa bình sinh hoạt tầm quan trọng. Cho nên hắn quỳ xuống, chỉ vì cảm kích quân trưởng môn. Viết đoạn này lúc, ta nhớ tới ta bà cố, nàng lão nhân gia trả khỏe mạnh, người đã gần trăm tuổi. Lúc tuổi còn trẻ, chính vào Trung Hoa gặp ngoại địch xâm lấn niên đại, mang theo hãy còn ấu niên tổ phụ gia gia của ta tránh né quỷ tử đạn pháo anh kích chúng ta sinh hoạt tại hòa bình niên đại lại như thế nào đi thể hội sinh ở chiến tranh niên đại những cái kia lão bối người như thế nào kinh sợ sinh hoạt cho nên quốc sĩ không thể quên vô số tiền bối ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết còn tới hôm nay quốc thái dân an người hậu thế càng đương vĩnh ghi tại tâm lão nhân gia mau mau xin đứng lên quân thường tiếu vung tay áo nhu hòa linh năng đem quỷ xuống đất lão giả đỡ dậy nhưng mà vừa đem người nâng đỡ đứng tại trên đường phố bách tính cùng nhau quỳ trên mặt đất. Quân trưởng môn, đám người dập đầu, nói, xin nhận chúng ta cúi đầu. Cái này, quân thường tiếu rất xấu hổ, vội vội vàng vàng rời đi hồ Dương Thành. Nhưng mà, khi hắn vừa đi tới một chỗ xa xôi khu vực, hai đạo hắc ảnh từ chỗ tối bay lượn mà ra, quanh thân bộc phát ra hùng hậu linh năng. Từ khí thức đến xem, tuyệt đối là võ vương, oanh, oanh, quân thường tiếu bỗng nhiên quay người, trực tiếp đem người đánh lén oanh ra ngoài. Đăng, 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 lưỡng cái hắc ảnh rơi xuống đất, lảo đảo lui lại, trong con người nổi lên khó có thể tin tới. Mình ẩn nấp tốt như vậy, lại đột nhiên xuất thủ, hắn vậy mà nhanh như vậy làm ra đánh trả, lực phản ứng cũng quá nhanh đi. Quân thường thiếu thu trưởng, cười lạnh nói, hai vị, cùng bản tọa rất lâu a Đúng thế, tại Hồ Dương Thành liền đi theo, quân trưởng môn, một tên tướng mạo thô cuồng, tuổi chừng ngoài 30 người áo đen, chắp tay nói, thực lực quả nhiên mạnh, huynh đệ của ta hai người bội phục không thôi. Quân Thường Tiếu thì thản nhiên nói, các ngươi là chân dương quận người, không phải ma sát tông người, không phải thí thần điện người, cũng không phải, Quân Thường Tiếu buồn bực, mình cũng liền như thế vài địch nhân, đều không phải là, sẽ là ai phái tới. Quân trưởng môn, người áo đen kia chắp tay nói, huynh đệ của ta hai người không môn không phái, lâu dài lưu lạc thiên nhai, muốn bái nhập Thiết cốt tranh tranh phái môn hạ. Ách, Quân Thường Tiếu mộng, hai tên võ vương chủ động gia nhập Thiết cốt phái, cái này mở ra phương thức có chút không đúng rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 494, Ninh Thị Huynh Đệ, từ chỗ tối xuất thủ hai tên võ vương, tuổi tác cùng tương tự, đều là ngoài 30, dung mạo cũng tương tự, hẳn là thân huynh đệ. Bọn hắn muốn gia nhập thiết cốt phái, để quân thường thiếu lập tức mộng bức. Chỉ là ra chuyến môn, liền có hai tên võ vương muốn gia nhập, cái này cũng quá huyền đi. Vẫn là nói, ca đã đạt tới hổ khu chấn động, các lộ cao thủ tranh nhau chen lấn đến làm tiểu đệ trình độ dưới tình huống bình thường quân trưởng môn khẳng định hoài nghi hai người có phải hay không tới làm nội ứng nhưng gia nhập thiết cốt phái liền sẽ bị hạn chế dám đến bộ lấy tình báo lại hoặc sinh lòng hai ý trực tiếp xóa bỏ ký ức cho nên một chút cũng không lo lắng quân trưởng môn nói hai người các ngươi là võ vương hẳn là trên giang hồ rất có danh vọng a lớn tuổi người áo đen chắp tay nói ta gọi ninh độc tỉnh huynh đệ của ta gọi ninh độc ví bởi vì cơ duyên xảo hợp đột phá võ vương, trên giang hồ không có danh khí gì. Ninh độc tỉnh, ninh độc túy, mọi người đều say, ta độc tỉnh, mọi người đều tỉnh, ta độc say. Danh tự này, khởi thật đúng là cá tính. Ninh độc tỉnh nói, ta hai người nghe nói quân trưởng môn, có can đảm cùng chân dương quận chống lại, là nhất cái đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, cho nên chuyên tới để tìm nơi nương tựa, còn xin thu lưu. Thì ra là như vậy, quân thường tiếu minh bạch, nhưng là, các người nhà tìm tới chạy, không đến mức từ một nơi bí mật gần đó đánh lén A. Kỳ thật cái này hai huynh đệ, vừa rồi đơn giản là thăm dò, linh năng bộc phát tuy mạnh, nhưng cũng không có mang theo mang sát cơ. Xem ở các người danh tự lên, cho phép gia nhập thiết cốt tranh tranh phái. Quân thường tiếu lấy ra mang theo người nhập môn biểu, thiết cốt phái gấp thiếu thiên tư chắc tuyệt võ tu, hai tên võ vương đã tìm tới chạy, khẳng định nhiệt liệt hoan nghênh. Xem ở mình danh tự trên, ninh độc tỉnh cùng ninh độc túy hai mặt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt có chút đặc sắc. Đinh, môn phái thành viên, 5002 phần 10.000. Đinh, môn phái cống hiến trị, 5002 phần 10.000. Nhận lấy hai người về sau, quân thường thiếu nhân tiện nói, đi thôi, theo bản tỏa trở về thiết cốt tranh tranh phái. Rõ, anh em nhà họ Ninh hai người chắp tay nói, từ ngữ khi đến xem, hiển nhiên đã tiến vào thiết cốt phái đệ tử nhân vật chung. Điều này không khỏi làm quân trưởng môn ở trong lòng âm thầm nói thầm, bọn hắn thật sự là thật tâm thực lòng tìm tới dựa vào chính mình đại ca ninh độc tỉnh tính cách tương đối sáng sủa lại giỏi về lời nói huynh đệ ninh độc túy tương đối lạnh lùng từ đầu đến cuối đều chưa nói qua một câu các ngươi cảnh giới gì trên đường quân thường tiếu dò hỏi bẩm trưởng môn ninh độc tỉnh nói hai người chúng ta hiện tại đều là ngũ phẩm võ vương chật chật lưỡng cái không môn không phái tán tu có thể thành tựu võ vương còn có thể đột phá đến ngũ phẩm nhất định có không tầm thường đại cơ duyên đâu nói đến cơ duyên quân trưởng môn nghĩ đến nhậm sơn cái này cá chép có phải hay không đem hắn thu nhập thiết cốt phái, mới có thể mang đến vận khí tốt, để võ vương đều đầu nhập vào rồi. Trưởng môn, đại điện bên trong, Lý Thanh Dương kinh ngạc truyền âm nói, cái này hai tên võ vương. Thật sự là trên đường nhặt, ừm, quân thường tiếu đạo, Lý Thanh Dương khóe miệng co giật, trưởng môn đi một chuyến hồ Dương Thành, trở về nhặt hai võ vương, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Giang tà truyền âm nói, trưởng môn, hai người kia ta nghe nói qua, tựa như là Đông Nam Thủy Châu nhân sĩ, lâu dài tại hành tẩu giang hồ được xưng là ninh thị song đạo quân thường tiếu kinh ngạc nói bọn hắn là cường đạo giang tà nói bọn hắn chuyên làm một chút cướp phú tế bẩn sự tình cho nên được xưng là đạo về sau đắc tội quá nhiều người tại đông nam thủy châu lăn lộn ngoài đời không nổi liền bắt đầu bốn phía phiêu bạt dân chúng xưng là ninh thị song hiệp võ vương vòng tròn cứ như vậy lớn hơi có chút danh khí đồng hành khẳng định cũng biết thì ra là như vậy quân thường tiếu tỉnh ngộ giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch huynh đệ hai người vì sao muốn tìm tới chạy mình? Vì sao? Bởi vì giữ vững thanh dương thành, bảo vệ vô số dân chúng. Hai người này nếu là hành hiệp trượng nghĩa hạng người, khẳng định bị mình sở tác sở vi cảm động, tình nguyện hạ mình nhân hạ, làm một tên thiết cốt phái đệ tử. Ai, quân thường thiếu thầm nghĩ, nếu như trên đời này có nhiều dạng này hiệp nghĩa hạng người, bản tọa lo gì chiêu mộ không đến năng nhân dị sĩ đâu. Suy nghĩ nhiều, hệ thống nói, loại này người tại lấy võ vi tôn tinh vẫn đại lục, tựa như phượng mau lân giác, Quân thường tiếu không để ý nó, mà là phân phó, nói Thanh Dương, hai người này ngươi phụ trách an bài. Vâng, Lý Thanh Dương mang theo Ninh Thị Huynh đệ trước tiên nội viện, cũng đem môn phái công việc từng cái cáo chi. Phó Vương A, chúng ta thiết cốt phái càng ngày càng lợi hại, ngay cả dạng này cường giả đều cam nguyện bái nhập môn hạ. Chúng ta cũng không thể cấp trưởng môn quang gia, còn cần cố gắng tu hành mới được. Thiết cốt phái đệ tử nghe hỏi mà đến, đều nhỏ giọng nghị luận. Tại dĩ vãng, xuất thân phổ thông bọn hắn, chưa từng nghĩ tới, một ngày kia sẽ cùng võ vương cường giả cùng ở tại môn phái, còn có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đâu. Dược viên, theo ngụy lão mở rộng, đã đạt tới thiên mẫu quy mô. Quân thường tiếu đi tới, nhìn xem kia trên không hội tụ linh khí nồng nặc, ánh mắt lập tức dâng lên tự hào. Vốn là chim không thèm ý thiết cốt sơn, tự mình quản lý dưới, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt đối tràn đầy cảm giác thành tựu A. Chờ lấy đi. Quân trưởng môn âm thầm thề nói, ta sẽ đem tên này không chuyển kinh chuyện đỉnh núi, phát triển thành võ đạo thánh địa, làm cho tất cả mọi người bát phương đến bái. Hệ thống nói cái mục tiêu này cùng để môn phái trở thành tinh vẫn đại lục tối cường tông môn đồng dạng khó. Khó, mới có tính khiêu chiến, quân thường tiếu đạo, không phải liền là bắt đầu địa ngục hình thức sao. Lão tử đã lưng đeo dạng này vận mệnh, liền quyết không nói vứt bỏ, quyết không khuất phục. Ngụy lão, quân thường tiếu nói, ta chỗ này có chút cao tầng thứ hạt giống, phân chia một mảnh dược điền trồng xuống. Ừm, Ngụy lão tiếp nhận hạt giống, nhìn kỹ một lần, cần bao lâu có thể thành thục. Quân thường tiếu hỏi, ngụy lão nói, một tháng, một tháng A, cũng không phải quá dài, hoàn toàn có thể đợi nổi. Ngụy lão cũng không có trực tiếp đem hạt giống trùng tại trong dược điền, mà là trước đặt ở hạt giống uẩn dục trong ao trước tiến hành uẩn dục. Quân thường tiếu thì trở về đình viện, lúc này, bên tai truyền đến, đinh, tiếng nhắc nhở. Ngài thượng nghệ cho rất nhiều có sẵn dược liệu, có thể luyện chế trung phẩm tụ khí đan, cho nên trở về môn phái trên đường, hắn cũng đã bắt đầu luyện chế ra. Trong thư phòng, tiểu long long còn tại ngủ say, không có dấu hiệu thức tỉnh. Quân thường tiếu ngồi xuống, từ không gian giới chỉ lấy ra vừa mới luyện chế mà thành trung phẩm tụ linh đan, linh niệm bao phủ trong đó, nỉ non nói, linh khí thật đầy đủ đâu. Ngài thượng nghệ cho dược liệu đều là hàng thông thường, luyện chế ra đan dược cũng rất phổ thông, tăng lên linh lực tốc độ bất quá 30 lần. Những đan dược này, trước hết để nội môn đệ tử phục dụng đi. Ngày thứ hai, quân thường tiếu tâm niệm vừa động, đem luyện chế mà thành mấy trăm khỏa trung phẩm tụ khí đan, toàn bộ chuyển vận đến đan dược cơ bên trong. Diễn võ tràng, giai điệu sống động thần khúc nhớ tới, quân thường tiếu dẫn theo đệ tử nhảy lên múa, mà vừa mới gia nhập thiết cốt phái ninh thị huynh đệ, thì là một mặt xấu hổ, cho đến nhảy xong về sau, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không có cách nào, thể dục buổi sáng khiêu vũ là thiết cốt phái nhất đại đặc sắc, dù là võ vương cũng không thể ngoại lệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 495, Vạn Kiếm Quy Tông. Phó vương loại này cường giả, ở bên trong môn phái làm sao có thể làm đệ tử đâu, cho nên quân trưởng môn bắt đầu cân nhắc, cho bọn hắn an trí nhất cái gì trước vị đâu. Đường chủ, giống như tạm thời cũng không có cái khác đường khẩu, có thể để bọn hắn quản lý. Hệ thống đề nghị, môn phái thiếu trưởng lão, không bằng bổ nhiệm hai người làm trưởng lão đi. Có thể là có thể, quân thường tiếu cũng có cân nhắc, nhưng nâng cầm lên nói, cũng không thể mới nhập môn liền cấp, phải cần hảo hảo khảo sát một phen làm sao khảo sát đâu, càng nghĩ, quyết định trước hết để cho Ninh Thị huynh đệ đi dạy bảo đệ tử. Giang tà nhận được tin tức về sau, lập tức liền vui vẻ. Làm môn phái trước mắt duy nhất trưởng lão, hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ khai đàn giảng bài, vì đệ tử chỉ điểm võ học trên sai lầm. Ngay từ đầu Giang tà không có coi ra gì, thậm chí cho là vẫn là Mỹ xoa sự. Cho đến gặp được thượng quan hâm giao, chính là bi kịch bắt đầu. Cái này võ học tạo nghệ cực cao nữ hài, vấn đề nhiều như thương khung đầy sao, đem giang trưởng lão hỏi đầu đau muốn nứt sống không bằng chết mỗi lần đi giảng võ đường đều muốn ôm lao tới chiến trường một đi không trở lại quyết tâm có thể đem chúng ta giang trưởng lão tra tấn thành dạng này có thể thấy được thượng quan hâm giao không hiểu liền muốn hỏi là khủng bố đến mức nào bây giờ trưởng môn phái hai tên võ vương đến dạy bảo đệ tử võ học mình không phải tương đương với thoát ly khổ hải triệt để giải thoát sao giang ta kém chút kích động tại nhà ăn hét lớn một chàng đến hảo hảo chúc mừng Quân trưởng môn để Ninh thị huynh đệ trước từ dạy bảo đệ tử bắt đầu, khảo sát kỳ một tháng, nếu như biểu hiện không tệ, bổ nhiệm trưởng lão cũng không phải không được. An bài thỏa đáng về sau, hắn bắt đầu đem tâm tư đặt ở tu luyện. Nhưng mà, bởi vì là kiếm võ song vương, không chỉ có muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên, còn phải cần một đoạn thời gian rất dài. Làm từng bước tu luyện, trung quy vẫn là quá chậm. Quân thường tiếu nỉ non nói, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng kinh nghiệm chi phù đến đột phá, đó mới là vương đạo hệ thống nói, sướng chết ngươi đi, quân thường thiếu không để ý hắn, bắt đầu suy nghĩ trong khoảng thời gian này hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, nhìn xem có hay không cùng loại vì dân trừ hại hệ liệt nhiệm vụ. Kết quả, cùng thành nữ có liên quan ẩn tàng nhiệm vụ quá nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không có đầu mối. Hệ thống nói, ẩn tàng nhiệm vụ giảng cứu thuận theo tự nhiên, túc chủ vẫn là đem tâm tư dùng tại chính đổ lên đi. Ai, quân thường thiếu thu hồi không thiết thực ý nghĩ, thuần thục kéo ra trung giai thương thành. Lần trước mua không ít phối phương về sau, bởi vì cống hiến trị không nhiều nguyên nhân, còn không có đều xem xong đâu. Đáng tiếc, đến tiếp sau thương phẩm không có cái gì mua sắm giá trị. Quân thường tiếu tâm niệm vừa động, tốn hao 100 điểm cống hiến trị đổi mới thương thành. Vận khí quá kém, đem mới xuất hiện thương phẩm xem xong, cũng không thấy được ra dáng thương phẩm. Quân trưởng môn thất vọng nói, có 5 điểm may mắn giá trị, làm sao một kiện đồ tốt đều không được đến. Hệ thống nói, may mắn giá trị chỉ là đề cao túc chủ độ may mắn, cũng không phải trăm phần trăm sát xuất soát ra đồ tốt quân thường hạ kéo thương thành, tân thương phẩm sau khi xuất hiện, con mắt lập tức sáng lên. Hàng thứ nhất kiện thứ hai thương phẩm là bản bí tịch, viết từ cái cưng cắp có lực đại tự vạn kiếm quy tông. Kiếm pháp, đây là kiếm pháp, quân thường thiếu vội vàng ấn mở tường tình giới thiệu, vật phẩm, vạn kiếm quy tông, giới thiệu, vị diện nào đó cấm thuật kiếm kỹ, sau khi được thần bí đại năng sửa chữa cùng hoàn thiện, uy lực khó lường. Tác dụng, cùng chia tam trọng cảnh giới, để nhất trọng vạn kiếm quy nhất, để nhị trọng vạn vật là kiếm, để tam trọng ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. ưu điểm, này kỹ trải qua cải tạo hậu uy lực phi phàm, có thể xưng kiếm kỹ chi cực phẩm. Khuyết điểm, khó học khó tinh lại tiêu hao rất lớn, mặc dù lĩnh ngộ có thành, không có kiếm vương trở lên tu vi, chưa có tùy tiện thi triển, nếu không gặp phản phệ, nhẹ thì thụ thương, nặng thì vẫn lạc. Giá cả, 2.000 điểm cống hiến trị, đẳng cấp không không nhìn thấy đẳng cấp giới thiệu, quân thường thiếu lập tức mắt trợn tròn. Từ giới thiệu cùng ưu điểm đến xem, đây nhất định là phi thường châu bò xiên kiếm kỹ, đẳng cấp làm sao lại không có. Hệ thống giải thích nói, vũ trụ minh mông, cường giả như mây, có chút lớn có thể sáng tạo võ kỹ, có lẽ đã vượt ra hệ thống tính toán phạm vi, cho nên không cách nào cho chuẩn xác đẳng cấp phân chia. Quân thường thiếu kinh ngạc nói, liên hệ thống đều tính toán không ra, cái này vạn kiếm quy tông khẳng định siêu cấp như bức. Đinh, túc chủ tiêu phí 2.000 điểm cống hiến trị, thu hoạch được vạn kiếm quy tông nhân một, đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ. Đinh, Môn phái cống hiến trị, 2802 phần 10.000. Mua sắm vạn kiếm quy tông về sau, hệ thống không có tự động xứng đôi đến môn phái công pháp lên, có thể thấy được, loại này kiếm kỹ không thích hợp đệ tử đại lượng tu luyện. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là kiếm đạo võ học, thiết cốt phái đệ tử chung có kiếm đạo tư chất cũng liền chu hồng một người. Xoát, quân trưởng môn vung tay lên, đem thấu phát kiếm thế kiếm kỹ lấy ra, gấp không thể chờ lật xem. Nhưng mà, vẻn vẹn nhìn đệ nhất trọng cảnh vạn kiếm quy nhất, hắn liền có cái hiểu cái không cảm giác, không khỏi cảm thán nói có chút khó a. À. Tại Thương Thành mua võ kỹ, vô luận cấp độ cao bao nhiêu, đều là thông tục dễ hiểu, chỉ có Lăng Kiếm Thần quyết cùng Vạn Kiếm Quy tông là ngoại lệ. Vẫn là nói, kiếm đạo võ học đều cao thâm như vậy khó lường, khó cũng muốn học, sau đó thời gian bên trong, Quân Thường Kiếu đem tâm tư đặt ở lĩnh hội kiếm kỹ lên, thậm chí đều không đi tu luyện. Nhưng mà, Vạn Kiếm Quy tông thực sự quá cao thâm, quân trưởng môn trong phòng tu luyện 5 ngày thời gian, vẻn vẹn lĩnh ngộ một chút xíu. Cái này đạo đề quá khó khăn hắn ôm đầu, ngửa mặt lên trời gào to nói, ta sẽ không làm, sẽ không làm. Đều coi là quân trưởng môn hiện tại yêu nghiệt không được, lại là võ đạo chi vương, lại là kiếm đạo chi vương, thật tình không biết, bị một loại kiếm kỹ cấp làm khó. Như thế cũng nói, thiên hạ võ học nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu cao thâm mặt chắc. Ta chả cũng không tin cái này ta, quân trưởng môn cùng vạn kiếm quy tông tiêu hao, đem môn phái sự tình giao cho Lý Thanh Dương cùng Lê Lạc Thu, đem tâm tư triệt triệt để để đặt ở tìm hiểu thêm. À, không nên a, à, cái này đạo đề thế nào cứ như vậy khó. Mỗi cách một đoạn thời gian, làm đệ tử từ đình viện đi ngang qua, thỉnh thoảng nghe đến sụp đổ thanh âm, liền không khỏi nói thầm trưởng môn đây là làm sao rồi. Thời gian cực nhanh, thoáng qua đã qua một tháng, luyện chế trung phẩm tụ khí đan dược liệu, tại ngụy lão cùng dược đường thành viên cố gắng bồi dưỡng ra thành thục. Quân trưởng môn vẫn buồn bực trong phòng không có ra qua. Nhị sư huynh, liễu huyền thi như thường lệ đem đồ ăn đưa qua, gánh thầm nghĩ, trưởng môn trả tự ra mình ở trong phòng, mấy ngày chưa ăn cơm, có phải hay không thân mắc bệnh nặng? Lý Thanh Dương kém chút ngã quỷ, tiểu nha đầu này, nói chuyện vẫn là như thế đồng ngôn vô kỵ. Ai, Lý Thanh Dương lắc đầu nói, không nghĩ tới, đại sư tỷ rời đi sẽ cho trưởng môn mang đến như thế đại đả kích. Quân thường tiếu nếu như nghe được, khẳng định nhất cái phi cước đi qua. Thất thường em gái ngươi a, bản tọa là tại lĩnh ngộ cao thâm kiếm kỹ, không phải là bởi vì lục thiên thiên. Sư huynh, tô tiểu mặt nói, chúng ta đi khuyên ngủ trưởng môn đi, đừng để hắn quá tưởng niệm đại sư tỷ tốt à, lý thanh dương mang chúng đệ tử được hướng đình viện vừa mới đi tới cửa liền nghe được trong phòng truyền đến ha 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 tiếng cười to liễu huyền thi khẩn trương nói trưởng môn hắn không phải điên rồi sao bành đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra một cỗ lạnh lùng kiếm thế phát ra thổi đám người hắc phát bay loạn đạp quân thường tiếu bước dài ra ngửa mặt lên trời cười to nói cái này đạo đề ta đã hiểu lý thanh dương các đệ tử trợn mắt hốc mồm một tháng không gặp trưởng môn tóc rối tung, lôi tha lôi thôi, thật giống như đầu đường tên ăn mày. Trưởng môn, tô tiểu mạt yếu ớt nói, ngươi, ngươi không sao chứ, quân thường tiếu đẩy ra che mắt loạn phát, cười to nói, bản tòa hôm nay để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là vạn kiếm quy nhất. Xoát, thả người nhảy một cái, bay về phía trên đại điện. Kết quả vừa rước ở phía trên, dưới chân một tá trượt, trực tiếp ngược lại cắm xuống tới. Phù phù, ai nha, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 496, lực lượng cơm chiên, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. 6-7 ngày chưa có ăn quân trưởng môn, đang chuẩn bị tại đệ tử trước mặt trang bức, kết quả vừa dứt tại trên đại điện, thân thể một trận hư thoát, liền từ phía trên ngã xuống. Trang bức không thành còn mất nắm gạo, buồn hồ ai tai. Trong phòng ăn, đầu mang một cái bao lớn quân thường tiếu, chính ăn như hổ đói ăn, bên cạnh đã thả mấy cái đĩa trưởng môn ngươi ăn từ từ, chớ nghẹn lại nha. Liễu huyền thi lo lắng nói, hô, lại ăn mấy bản đồ ăn cùng hai bát cơm về sau, quân thường thiếu để đũa xuống, dùng khăn giấy chùi miệng nói, đô đô, tải nấu nướng của ngươi càng ngày càng tốt. Không phải chủ nghệ tốt, là hắn đói quá lâu, coi như một bát cải trắng hầm thủy, cũng có thể ăn suốt sơn chân hải vị tới. Trưởng môn, Liễu huyền thi mở chừng hai mắt nói, Tây Nam Dương Châu chủ nghệ thi đấu còn một tháng nữa lại bắt đầu. Ách, quân thường thiếu gái gái đầu, có chút lúng túng nói, người nếu không sách, bản tọa đều quên. Trong khoảng thời gian này kinh lịch quá nhiều chuyện, hắn sao có thể nhớ kỹ. Liễu huyền thi ánh mắt nổi lên u oán, huệ oải nói ta liền biết trưởng môn không có coi ra gì. Yên tâm đi, quân thường thiếu tới nhất cái sở đầu giết, ôn nhu cười nói, bản tọa hội mang ngươi tham gia, để thế nhân biết cái gì gọi là chủ thần. Trước kia hứa hẹn qua, khẳng định hội mang liễu huyền thi đi. Huống chi, chân dương quận sự tình giải quyết, cũng không có chuyện gì vừa cùng có thể chống đi thời gian đi ra ngoài một chuyến, có lẽ cơ duyên xảo hợp, lại nhặt 4.988 danh tư chất yêu nghiệt võ vương đâu. ba Ngay tại quân thường tiếu nằm mơ lúc, Liễu Huyền Thi đem một bát cơm chiên đặt ở trước bàn, cười nói, đây là ta tân nghiên chế cơm chiên, ăn về sau có thể tăng lên lực lượng, trưởng môn mời nếm thử. Quân thường tiếu lập tức khẩn trương lên, đã từng nếm qua tiểu nha đầu làm lực lượng đồ ăn, kết quả bị mang lên dược đường cấp cứu. Tuyệt đối bóng ma tâm lý A, à, Liễu huyền thi mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc nói, trưởng môn, đệ tử hiện tại đối rất nhiều dược liệu rõ như lòng bàn tay, lần này nghiên chế đồ ăn, khẳng định không có cái gì độc tính, mời lớn mật yên tâm dùng ăn. Quân thường tiếu vẫn là không yên lòng, nhưng nhìn thấy tiểu nha đầu một mặt chờ mong, lại không nhận cự tuyệt, đành phải bưng lên cơm chiên, sau đó. Đi ra nhà ăn, đem bên ngoài đá bóng tô tiểu mặt gọi, nói, đem cơm chiên ăn sạch sẽ. Mình không dám, để đệ tử tới, đây là thật giảng cứu, trưởng môn tô tiểu mạt nói đệ tử vừa ăn xong cơm vẫn chưa đói a à. để ngươi ăn thì ăn đừng nói nhảm nha tô tiểu mạt tiếp nhận cơm chiên vừa muốn chuẩn bị nạp kỳ đũa ăn liền nghe liễu huyển thi cười nói sư huynh đây là tan nghiên chế lực lượng đồ ăn ăn về sau có thể tăng lên lực lượng nha a à, tô tiểu mạt lập tức mộng trưởng môn miệng sùi bọt mép toàn thân run rẩy bị mang tới dược đường hình tượng lập tức hiển hiện trước mắt trưởng môn hắn nhanh khóc nói đệ tử có thể không ăn sao nhất định phải ăn, quân thường tiếu xuất ra một viên đan dược nói, đây là giải độc đan, nếu như phát hiện không đúng, có thể lập tức phục dụng. Giải độc đan đều chuẩn bị xong, ta hôm nay nhất định phải ôm hẳn phải chết quyết tâm đến lấy thân thử độc A. Trưởng môn, tô tiểu mạt bưng cơm chiên, ánh mắt nổi lên kiên quyết nói, đệ tử đời sau trả làm thiết cốt tranh tranh phái đệ tử. Nói, dứt khoát kiên quyết nuốt vào một ngụm, thời gian dần qua, tô tiểu mạt sắc mặt xảy ra biến hóa, cơ bắp bắt đầu vặn, cho người ta cảm giác tựa như, Chúng độc, quân trưởng môn vội vàng liền muốn hướng trong miệng hắn nhét giải độc đan. Nhưng mà, tô tiểu mặt lại là cầm đúa, bẹp bẹp, đem cơm chiên ăn xong, sau đó mừng rỡ như điên nói, trưởng môn, cái này cơm chiên không chỉ có ăn ngon, thật đúng là có thể tăng lên lực lượng. Giát, quân thường tiếu sừng sốt, bành, tô tiểu mặt một quyền đánh vào máy khảo nghiệm lên, lực lượng trị số là 40 vạn cân. Quân trưởng môn lĩnh hội kiếm đạo một tháng này, hắn cảnh giới tòng lục phẩm đột phá đến thất phẩm võ tông, khảo nghiệm lực lượng trị giá là 37 vạn cân. Nói cách khác, ăn liếu huyền thi cơm chiên, lực lượng tăng lên 3 vạn cân. Có người khả năng nói, cũng không nhiều a à. Phải biết, cái này vẻn vẹn một bát cơm chiên, không phải đan dược, cũng không phải lực tăng chi phù. Nếm qua hậu để võ tông tăng lên 3 vạn cân nhiều lực lượng, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Bàn tỏa thử một chút, quân thường tiếu mệnh liếu huyền thi lại làm một bát lực lượng cơm chiên, một quyền đánh vào máy khảo nghiệm lên, lực lượng biểu hiện là 440 vạn cân. So trước kia tăng lên 40 vạn cân. Hệ thống nói tiểu nha đầu này làm cơm chiên, ẩn chứa rất nhiều loại thiên địa linh khí, có thể vì túc chủ cung cấp 10% lực lượng. Cùng lực tăng chi phù mấy lần tăng phúc so ra, liễu huyền thi làm lực lượng cơm chiên khẳng định không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng làm cho quân thường thiếu mừng rỡ không thôi. Đồ ăn tùy tiện cũng có thể làm ra, cũng không hao phí dược liệu gì, ăn một bữa liền tăng lên 10% sức chiến đấu, đây tuyệt đối là vô cùng thoải mái sự tình a. À. Có thể tiếp tục bao lâu, quân thường tiếu đạo, trải qua phân tích về sau, hệ thống nói, lấy túc chủ thể nội đồ ăn năng lượng tiêu hao đến xem, hẳn là có thể tiếp tục 2 giờ. Cũng không tệ, quân thường tiếu nhìn về phía liễu huyền thi, nói, đô đô, người lực lượng này cơm chiên thực sự quá thần kỳ. Hi hi, đạt được trưởng môn tán dương, liễu huyền thi sán lạn cười lên. Quân thường tiếu nói, nếu như có thể đại lượng sản xuất, không chỉ có thể lấy ra đỡ đói, còn có thể tăng lên lực lượng, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Ta đã nắm giữ yếu lĩnh, sao vài nồi lớn đến không là vấn đề. Liễu huyền thi đạo, Vậy còn chờ gì, quân thường tiếu thúc giục nói, nhanh xào, có thể xào nhiều ít xào bao nhiêu. Liễu huyền thi lực lượng cơm chiên coi là thật phi thường huyền diệu. Bất quá, cũng có thiếu hụt, nhất định phải muốn thịnh đến đầy đủ lượng, cũng toàn bộ ăn sạch sẽ mới có thể đạt tới gia tăng lực lượng hiệu quả. Nếu như ăn một miếng, liền có thể tăng lên lực lượng, vậy thì càng tốt hơn. Quân thường tiếu đạo, liễu huyền thi nói, trưởng môn, ta có thể cải tiến nha. Cùng ngụy lão học được không ít dược liệu chi thức. Để nàng có thể đem ra không chút kiêng kỵ làm thí nghiệm." Quân Thường Tiếu nói, "Vậy liền nỗ lực a, à, tranh thủ làm ra chỉ ăn một ngụm nhỏ, liền có thể tăng lên lực lượng cơm chiên đến." "Ừm," Liễu Huyền Thi trọng trọng gật đầu nói, "Ta biết, vừa xào ra vài nồi lớn cơm, Quân Thường Tiếu phân phát cho đệ tử, để bọn hắn một người thịnh nhất chén lớn, cất giữ trong trong không gian giới chỉ." "Khác võ tu, trong giới chỉ hoặc là chứa đan dược, tinh hạch, ngân phiếu cùng các loại võ đạo tài nguyên, thiết cốt phái đệ tử thả cơm chiên." Cái này không chỉ có rất kỳ hoa, còn muốn đem thật là thơm quán triệt đến cùng a. À. Bởi vì ngã một phát, quân trưởng môn cũng không hứng thú đi trang bước thi triển vạn kiếm quy tông, mà là hỏi thăm Ninh thị huynh đệ một tháng này dạy bảo đệ tử tình huống. Ân, biểu hiện rất không tệ, đệ tử đạt được rất lớn được lợi. Xét thấy hai người biểu hiện, quân trưởng môn trước mặt mọi người tuyên bố, bổ nhiệm Ninh thị huynh đệ làm trưởng lão. Đến tận đây, thiết cốt phái có ba tên trưởng lão, tu vi tất cả đều là võ vương. ngũ Lưu tông môn cũng không sánh nổi. Bổ nhiệm về sau, quân thường thiếu đi vào dược đường, nhận lấy các loại dược liệu. Trải qua hạt giống uẩn dục trị ẩn dục, lại có ngụy lão tỉ mỉ vun trồng, vừa thành thuộc dược liệu linh khí phi thường sung túc. Đinh, đinh, trung phẩm tụ khí đan không ngừng luyện chế ra tới. Quân thường thiếu phục dụng một viên về sau, liền đánh giá ra, loại này cao linh lực dược liệu luyện chế đan dược, có thể đạt tới 50 lần hấp thu tốc độ. Ta thiết cốt phái lại có càng nhanh tăng cao tu vi tài nguyên, cái này muốn mạnh không nổi, thực sự không có thiên lý. Trưởng môn, nửa tháng sau, Liễu Huyền Thi nói, chủ nghệ thi đấu sắp bắt đầu, chúng ta lúc nào đi nha. Liền ngày mai đi, quân thường thiếu đạo, tốt, ngày thứ hai, Liễu Huyền Thi là trưởng môn cùng mình làm phong phú lên đường cơm, hai người nếm qua về sau, thanh thản ổn định lên đường. Chỗ đi địa phương, thiên dụ vương thành, xuyên qua đến dị giới không sai biệt lắm nhanh hai năm, quân thường thiếu lần đầu tiến về Tây Nam Dương châu cảnh nội lớn nhất thành trì, cho nên cũng phi thường chờ mong, cái này vương thành đến cùng có cái gì không giống bình thường địa phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 497, Liễu Uyển thi thân phận. Khoảng cách Tây Nam Dương Châu chủ nghệ đại bỉ, còn có nửa tháng, quân thường tiếu mang theo Liễu Uyển thi lên đường rời đi. Không mang đệ tử khác cùng đi, cũng là hy vọng bọn họ có thể mau chóng tăng cao tu vi. Về phần luyện chế mà thành mấy ngàn quả trung phẩm tụ khí đan, cũng đã phân phối đến đan dược cơ bên trong, đệ tử có thể tại cố định thời gian nhận lấy. Theo môn phái phát triển, quân trưởng môn đều nhanh có thể ủy trị. Nếu như lại có nhất cái cùng không gian giới chỉ lẫn nhau hỗ thông thiết bị, dù là không tại môn phái, cũng có thể luyện chế đan cược, các loại vũ khí vật phẩm, nhất khóa phân phối đến từng cái máy móc bên trên. Quân thường tiếu thầm nghĩ, hệ thống nói có, bất quá cần xem vận khí soát ra. Thật sao, quân thường tiếu mắt sáng rực lên, người tại tinh vẫn đại lục du sơn ngoạn thủy, đệ tử thiếu khuyết đan cược làm sao bây giờ. Đơn giản, ngụy lão đem trồng ra dược liệu đưa đến thiết bị trong, truyền tống đến không gian giới chỉ, trải qua luyện chế về sau, lại cho đến đan dược cơ tiếp tế. Nghĩ đến tận đây, quân thường thiếu càng mong đợi, nói trở lại, hắn làm sao chẳng phải mời một ít đảm nhiệm đan dược sư, đến luyện chế đan cược. Hệ thống đan dược các, hoàn toàn có thể nhất khóa hóa, đơn giản hóa luyện đan, mà lại luyện chế đan cược trả tạc như bức, cần gì phải đi mời đan dược sư. Quân trưởng môn tuy chỉ là một người, nhưng có thể làm đa dạng công việc, đan cược, vũ khí, phù chú, thậm chí linh hồn vũ khí đều có thể mình đến, tuyệt đối siêu cấp toàn năng. Càng tao chính là, trả lại hắn meo không tự mình động thủ, có thể nói bất lo lại dùng ít sức. À, đứng ở sơn thanh thủy tú dã ngoại, quân thường tiếu triển khai hai tay, người người kia say lòng người tim gan cỏ xanh khí tức, cảm khái nói, ra giải sầu một chút, cũng là không sai. Liễu huyền thi ngồi tại trên tảng đá, tay nâng lấy má, trên mặt viết đầy xoắn suýt. Nghĩ gì thế, quân thường tiếu đạo, ây, không có gì, liễu huyền thi bối rối đạo, quân thường tiếu ngồi xuống, nói, rời đi môn phái về sau, ngươi liền sầu mi khổ kiểm, có phải là có tâm sự gì hay không? Không có, Liễu Huyền Thi nói, không có nha, không tâm sự. Quân thường tiếu im lặng, tâm sự toàn viết trên mặt, mình muốn nhìn không ra, chẳng phải là mắt mù. Để bản tọa đoán xem ngươi có tâm sự gì, quân thường tiếu làm sơ cân nhắc, nói có thể làm gia tăng lên lực lượng cơm chiên, ngươi hẳn là có không bình thường thân phận A. Ta có thể có cái gì không bình thường thân phận A. Liễu Huyền Thi đang nói này thoại lúc, hai cái mắt to một mực tại lắc. Quân thường tiếu nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói, cơ bản tỏa biết, Tây Nam Dương Châu cũng có nhất cái lấy nấu nướng làm chủ gia chủ, làm ra đồ ăn có thể tăng lên võ đạo thực lực. Liễu huyền thi nói, trưởng môn nói là thiên dụ vương thành Âu Dương gia A. Không sai, quân thường tiếu đạo, Liễu huyền thi nói, trưởng môn cho là ta là Âu Dương gia người. Một người bình thường có thể làm gia tăng lên lực lượng cơm chiên, bản tỏa rất khó tin tưởng. Quân thường tiếu đạo, này thoại đại biểu, hắn càng tin tưởng tiểu nha đầu là Âu Dương ra người, nếu không, làm sao có thể nghiên cứu ra thần kỳ như vậy đồ ăn đến đâu. Tốt a, à, Liễu Huyền Thi nói, ta thẳng thắn, ta cùng Âu Dương ra có quan hệ. Quân thường tiếu cũng cũng không ngoài ý muốn, năm đó thu lưu cô gái này về sau, Lục Thiên Thiên đã từng hoài nghi tới, hắn mặc dù không có coi ra gì, nhưng khẳng định nhàm chán thời điểm cũng sẽ suy nghĩ một chút. Không chỉ Liễu Huyền Thi, rất nhiều đệ tử, quân trưởng môn đều có nghĩ qua. Nghĩ nhiều nhất là Lục Thiên Thiên, bởi vì trực giác nói với mình, cái này đệ tử phía sau cố sự khẳng định không đơn giản. Cho đến hiện tại, quân thường tiếu trả cho là, như thế thiên tư chắc tuyệt nữ nhân gia nhập thiết cốt phái, có thể là vì tránh né cửu gia truy sát. Cho nên lục thiên thiên xuất ngoại lịch luyện thời điểm, mới có thể nói vô luận gặp được nguy hiểm gì, môn phái đều là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn. Lão tử mặc kệ cửu gia là ai, cũng mặc kệ mạnh bao nhiêu. Nếu như dám làm tổn thương đệ tử của mình, chắc chắn dốc hết môn phái chi lực, cùng hắn giết cái không chết không thôi quân trưởng môn tính cách chính là bao che cho con. Từ đệ tử tại tử vong cốc bị hoa dương quận tà phái khi dễ, liền trực tiếp toàn diệt cũng có thể nhìn ra. Vẹn vẹn có quan hệ, quân thường tiếu đạo, liễu huyền thi cúi đầu xuống, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm ở cùng một chỗ, thấp giọng nói trưởng môn, ta. Ta nhưng thật ra là Âu Dương ra con gái tư sinh. Cuối cùng ba chữ nói ra, nàng không biết dùng bao lớn dũng khí, liền ngay cả thân thể cũng lại hơi run rẩy Thật sao, quân thường tiếu lên tiếng, hắn suy đoán liễu huyền thi cùng âu dương ra có quan hệ không nghĩ tới sẽ là con gái tư sinh tại đã từng thế giới con riêng nữ vốn là không dễ nghe sẽ còn lọt vào người khác chỉ trỏ tại dị giới khẳng định có qua mà không bằng mẫu thân của ta là một người bình thường liễu huyền thi nói gặp được tên hỗn đản kia sau đó liền có ta cái này hỗn đản nhất định là phụ thân hắn về sau mẫu thân của ta thân nhiễm bệnh nặng qua đời chỉ còn lại lẻ lo hiu quạnh ta bị cái kia hỗn đản tìm tới mang về âu dương ra Liễu Huyền Thi càng nói, trong mắt hận ý càng giận, bởi vì tiến vào Âu Dương gia là nàng cơn ác mộng bắt đầu. Quân Thường Tiếu cũng có thể phán đoán ra, nhất cái con gái tư sinh tiến vào đại gia tộc, khẳng định không thể thiếu bị đồng tộc nhầm vào. Đúng thế, Liễu Huyền Thi không ít bị đồng tộc khi dễ, bị chửi con hoang cũng là thường thấy nhất. Bởi vì xuất thân quan hệ, Tiểu La lị có thể nhịn để. Nhưng càng là nhường nhịn, đổi lấy lại càng là làm tầm trọng thêm, cái này khiến nàng không thể nhịn được nữa, ngày nào đó lặng lẽ rời đi Âu Dương gia, vì không bị tìm tới, liễu huyền thi đi vào hẻo lánh nhất thanh dương quận, lúc này mới có cùng quân thường tiếu tại thanh dương thành gặp nhau một màn. nàng từ đầu đến cuối đi theo họ mẹ, âu dương cái này họ, mặc dù đại biểu vinh dự, nàng lại một điểm không muốn. nếu như có thể lựa chọn, liễu huyền thi thậm chí muốn đem chảy xuôi âu dương ra huyết cũng cho bỏ qua đi, dù là làm nhất nghèo khó người bình thường, nhưng mà huyết mạch bẩm sinh, làm sao có thể nói không cần là không cần? liễu huyền thi mẫu thân rất phổ thông nhưng nàng lại kế thừa phụ thân chủ nghệ thiên phú, tại Âu Dương gia mặc dù chỉ ở lại hơn một năm, nhưng lại có phi phàm lý giải. Trên đời này, thật sự có thiên phú dị bẩm chi nhân. Liễu huyền thi chính là, nàng mặc dù chưa đi đến nhập qua Âu Dương gia phòng bếp, nhưng chỉ dựa vào vụng trộm quan sát, liền có thể tự học thành tài. Nếu như trải qua chuyên nghiệp dạy bảo, chủ nghệ khẳng định sẽ có bước tiến dài. Chỉ tiếc, bởi vì là con gái tư sinh duyên cớ, chú định không có tư cách đi học tập Âu Dương gia tổ truyền chủ nghệ. Các ngươi không cho ta học, ta trả lười nhắc học đâu. Liễu huyền thi liền bắt đầu mình mù suy nghĩ, chỉ dựa vào lấy tự thân thiên phú, liền thành công nghiên cứu ra có thể tăng lên lực lượng cơm chiên. Vấn đề này, nếu như bị Âu Dương ra biết được, khẳng định sẽ khiến không nhỏ oanh động. Dù sao, không có học qua Âu Dương ra thực đơn, lại có thể nghiên cứu ra tăng lên võ đạo thực lực đồ ăn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhớ tới đã từng nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, Liễu huyền thi cảm xúc xa suốt. Nàng không có lòng tử dương loại kia, bị ủy khuất, nhất định phải đi chứng minh khi dễ người nhìn, vẻn vẹn chỉ muốn cùng Âu Dương gia vĩnh viễn phủi sạch quan hệ. Thế nhưng là, chủ nghệ đại bỉ tại Thiên Dụ Vương thành tổ chức, Âu Dương gia khẳng định lại phái dòng chính tham chiến, mình lại nên làm cái gì? Quân Thường tiếu sờ lên đầu của nàng, cười nói, lần này đi Thiên Dụ Vương thành, Âu Dương gia nếu như dám khi dễ ngươi, bản tọa sẽ để cho bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lập Flex, xem ra, đi Thiên Dụ Vương thành lại chính là trận trang bức hành trình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 498, bản tọa giết hắn, người có ý kiến gì không? Thời gian trả rất sung túc, quân thường tiếu mang theo liễu uyển thi không nhanh không chậm tiến lên, đi ngang qua thành trấn đi vào thể hội một chút dị giới phong thổ. Nhưng không thấy được mặt tốt, chỉ có thấy được hắc ám nhất mặt. Thôn xóm còn tốt, dân phong thuần phác, hơi lớn hơn một chút thị trấn, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy một chút có cảnh giới võ tu tại lấy mạnh hiếp yếu khi nam phách nữ ở trong đó lấy một vài gia tộc nghiêm trọng nhất bọn hắn nuôi tay chân người hầu hành tẩu giữa đường chính là không chút kiêng kỵ ác bá tinh vẫn đại lục cũng có quan phủ tổ chức vẻn vẹn dùng để ước thúc phổ thông bách tính đối với đại gia tộc đại môn phiệt chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt quân thường tiếu chứng kiến hết thảy liền khắc sâu ý thức được thanh dương quận mặc dù nhỏ nhưng bát vị thành chủ trì ít còn có hành động thế giới bên ngoài nguyên lai như thế tàn khốc Bành, mỗ thị trấn lên, một tên hung thần ác sát phó giả, đem hát xong lão giả đá ra đi, nói công tử nhà ta coi trọng ngươi nữ nhi, là phúc phận của ngươi, kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Cha, một tên 15-16 tuổi nữ hài kêu khóc, bên người vây quanh mấy tên ác hán, trên mặt rào rạt mỉm cười. Những người này là chân ra dưỡng tay chân, đứng ở bên cạnh, kia tướng mạo coi như chịu đựng thiếu niên mặc áo gấm, chính là công tử nhà họ chân, nhất cái 10 phần ăn chơi thiếu ra. Trên đường phố người qua đường đều âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, cô bé này hôm nay tai kiếp khó thoát. Cô nương, chân công tử cười nói, đi theo bản thiếu, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, đi qua, ánh mắt lấp lóe hạ lưu quang trạch. Nữ hài dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng bởi vì chung quanh có tay chân ngăn đón, căn bản lui không thể lui. Trưởng môn, đúng lúc này, thanh âm thanh thúy chuyển đến, đây coi là không tính quang thiên hóa phía dưới, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng A. Tính, có người nói, chân công tử chân mày hơi nhíu lại, hắn thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trên đường phố đi tới một nam một nữ, nam tuổi chừng 18-19, nữ Hải ước chừng 11-12 tuổi. A, à, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu nữ Hải, chân công tử con mắt lập tức phát sáng lên, làm xấu cười nói, tốt một cái mỹ nhân bại hoại a. À. Trưởng môn, nữ Hải lông mày hơi nhíu nói, ra hỏa này ánh mắt thật đáng ghét. Bản tọa giúp ngươi đánh hắn, nam tử nói, đánh ta, chân công tử nở nụ cười, vây quanh thiếu nữ đám kia đám tay chân cũng cười, bành tiếng quyền thình lình nhi vang lên chân ra dưỡng đám kia tay chân nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết bởi vì nhìn như yếu đuối thiếu niên đã đứng tại công tử trước mặt nắm đấm đánh vào công tử trên ngực tốc độ nhanh chóng căn bản không thấy được đau không thiếu niên hiển ra quyền hình một mặt người vật vô hại đạo chân công tử mặc dù chả đứng ở nguyên địa sắc mặt cũng đã dần dần dữ tợn nói đau đau chả không bay ra ngoài a à, chân công tử cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó hướng về sau mặt bạo bay rơi xuống tại hơn 30 mét có hơn, ôm ngực phát ra như là kêu thảm như heo bị làm thịt. Trên đường phố Bách Tính Mộng, một quyền đánh tới, nửa ngày tài bay ra ngoài, cái này. Đây là cái gì thao tác, cao thủ, ẩn vào trong đám người võ tu nhóm âm thầm cả kinh nói. Theo bọn hắn nghĩ, có thể như vậy đem chân công tử đánh bay ra ngoài, khẳng định đối lực lượng có cực cao trưởng khống. Chỉ là, kia là chân gia thiếu gia, tại người ta địa bàn đem người đánh, sợ là rất khó toàn thân trở lui. Quả nhiên, chân ra đám tay chân lấy lại tinh thần, phẫn nộ vọt lên cũng đem thiếu niên vây quanh, từng cái trợn mắt nhìn, phảng phất muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Dám đánh ta ra công tử, ngươi là sống. Một tên võ tu nói còn chưa dứt lời, lạnh lùng bàn tay chính là bay thẳng tới. Ba, thiếu niên nhất bàn tay đánh vào trên mặt hắn, sau đó một cái tay khác huy động, tinh chuẩn vô cùng đánh quanh mình võ tu trên mặt. Ba, 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 trong khoảnh khắc, chân ra lục bảy tên tay chân bạo bay ra ngoài. Trên đường phố trên đường triệt để trợn tròn mắt, thiếu niên kia rõ ràng cùng chân ra tay chân bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng trong lúc xuất thủ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác tựa như gần trong gang tấc. Cao thủ cao cao thủ, đám tán tu trong lòng cả kinh nói, từ dưới đất bò dậy chân công tử che ngực, muốn rách cả mí mất nói, tên ghê tởm, cấp bản thiếu trở lấy. Vội vàng xoay người chật vật mà chạy, hắn muốn về nhà cầu viện, muốn đem ra tộc tay toàn gọi qua, đem ra hỏa này chém thành muôn mảnh. Cha, chân ra, ngay tại trong đại sảnh cùng một tên tân khách trò chuyện chân gia chủ, nghe được nhi tử mang theo tiếng khóc nức nở la lên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống cha chân công tử lảo đảo chạy vào con mắt ngậm lấy nước mắt nói ta ở bên ngoài bị người đánh ba chân gia chủ vỗ bàn một cái cả giận nói ai sao mà to gan như vậy ta bên ngoài truyền đến thanh âm chân công tử khẽ giật mình vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy đánh mình thiếu niên vậy mà cùng theo vào liền nghiến răng nghiến lợi nói cha chính là hắn chân gia chủ nhanh chân đi ra ánh mắt nổi lên sát ý Nói tiểu tử, ngươi là thế nào tiến đến? Đi tới, thiếu niên nói, chân gia chủ sắc mặt dị thường khó coi, đại môn thủ vệ là ngớ ngẩn sao, để một ngoại nhân không kiêng nể gì cả đi tới. Là ngớ ngẩn, bởi vì, đều bị đánh thành ngớ ngẩn, cùng nhau nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy đâu. Tiểu tử, tới chơi khách nhân cũng đi ra, gác tay mà đứng, Thản nhiên nói, đánh chân công tử, lại tự tiện xông vào chân gia phủ đệ, ngươi lá gan thật không nhỏ a. À. Chân gia chủ, hắn nói, liền từ tôn mỗ thay xuất thủ giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng bé con. Chân gia chủ đạo, làm phiền, đây chính là ngũ lưu tông môn một tên võ tông cấp trưởng lão A, có thể vì nhà mình tự mình xuất thủ, truyền đi khẳng định lần có mặt mũi. Tiểu tử, tôn trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, nhanh quỳ xuống đến, hướng chân ra chủ bồi cái không phải, còn có thể lưu một cái mạng, nếu không. Nói đến đây, thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn dư quang quét đến thiếu niên bên hông treo lệnh bài lên, phía trên khắc lấy bốn chữ, là thiết cốt tranh tranh tôn trưởng lão sắc mặt xôn xao đại biến cả kinh nói ngươi ngươi là thiết cốt tranh tranh phái đệ tử thiết cốt tranh tranh phái chân gia chủ thần sắc khẽ giật mình gần nhất danh tiếng đang thịnh môn phái hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói nhắc tới cũng xảo hai người mới vừa rồi còn đang nói thiết cốt phái đàm trưởng môn mang đệ tử đi hoa dương quận diệt tứ cái tả phái sự tình đâu soát thiếu niên xuất hiện tại tôn trưởng lão trước mặt một quyền oanh tới bành phần bụng lọt vào trọng kích tôn trưởng lão sắc mặt đột nhiên dữ tợn tiếp theo như bãi bùn nhão ngã xuống. Rát, chân gia chủ lập tức ngây ra như phóng. Gia hỏa này sao, làm sao qua được? Ba, thiếu niên nhô ra tay, chụp tại chân gia chủ trên cổ, nhìn về phía ngã xuống đất tôn trưởng lão, nói bản tọa giết hắn, người có ý kiến gì không? Bản tọa, hẳn là hắn là, quân thường tiếu, tôn trưởng lão cố nén thống khổ, vội vã vội nói, không có ý kiến. Không có ý kiến, nhìn về phía chân gia chủ, thiếu niên thản nhiên nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, người cũng không phải kẻ tốt lành gì. Sang giác, năm ngón tay dùng sức, chân gia chủ ngay cả mở miệng nói chuyện cơ hội đều không, đầu chính là trực tiếp lệch ra xuống tới. Cha, chân công tử hoảng sợ không thôi, thiếu niên đem thi thể tiện tay ném một cái, đi đến trước mặt hắn, nói, đời sau đừng có lại hố cha. Hưu, kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất, thị trấn triệt để vỡ tổ, bởi vì, chân gia gia chủ cùng hắn việc ác bất tận nhi tử, đầu lâu treo ở cửa thành lên, trên tường càng lưu lại tứ cái chữ bằng máu thiết cốt tranh tranh. Thiết cốt tranh tranh, là thanh dương quận thiết cốt tranh tranh phái sao? Hoa dương quận bị diệt tứ cái tả phái, cũng có cùng loại chữ viết lưu lại, nhất định là. Đám người nghị luận lúc, mang nữ hải rời đi thiếu niên, vang lên bên tai thanh thúy thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ trừng phạt ác trừ gian ngũ thu hoạch được cống hiến trị 500 điểm. Đinh, môn phái cống hiến trị 4802 phần 10.000. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành trừng phạt ác trừ gian hệ liệt nhiệm vụ, thu hoạch được cống hiến trị 2 điểm, cũng tặng cho hiệp nghĩa chi quang xương hào. Đinh, môn phái cống hiến trị, 6802 phần 10.000. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 499, truyền thừa thượng cổ, bảo vật trấn phái. Trước khi đến thiên dụ vương thành trên đường, quân thường tiếu từng đụng phải một đám du côn vô lại đang khi dễ kẻ yếu, đều nhanh đem người đánh chết, Cuối cùng tại Liễu Huyền Thi khẩn cầu hạ xuất thủ cho Trừng trị. Kết quả lại ngoài ý muốn hoàn thành Trừng ác trừ gian nhị ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này lần thứ nhất xuất hiện là diệt hắc ưng đường, bây giờ lần nữa hoàn thành, liền để quân trưởng môn ý thức được, cùng vì dân trừ hại giống nhau là cái hệ liệt nhiệm vụ đâu. Kết quả là, quân trưởng môn xử lý không liên quan đến mình treo lên thật cao, biến thành cầm kiếm đi thiên nha hiệp sĩ. Chỉ cần đi ngang qua thành trì, đụng phải khi nam phách nữ chi nhân, khẳng định hội thu thập một trận đối với cùng hung cực ác chi đồ, chính là không lưu tình chút nào sát chi. Hệ thống từng dạng này nói ra, không có nhiệm vụ như vậy, người chắc chắn sẽ không làm việc tốt. Nói nhảm, quân thường tiếu nói, tại này hiểm ác dị giới, nếu như không có gì hồi báo, khẳng định không thể đi làm việc tốt. Mấy ngày qua, hắn giáo huấn không ít ác bá, cũng thu thập không ít du côn. Trừng ác trừ gian nhiệm vụ liên tiếp hoàn thành, mỗi lần đều cho 500 điểm cống hiến giá trị, có thể nói sảng khoái. Vì càng tìm thật kỹ hơn tìm mục tiêu, quân thường tiếu một bên đi đường, một bên nghe ngóng, biết được đồng lăng trấn công tử nhà họ chân là cái việc ác bất tận hoàn khố, thế là khóa chặt mục tiêu, mang liễu huyển thi chạy tới. Truyền ngôn không giả, mới vừa tiến vào thị trấn, liền thấy chân công tử dẫn người tại khi nam phách nữ. Nhất là kẻ này phụ thân tại biết được nhi tử bị khi phụ, đầy giấy sát cơ tung hoành, rõ ràng cũng không phải cái gì thiện nhân. Quân trưởng môn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tính cả hai cha con cùng một chỗ giải quyết. Như thế, trừng ác trừ gian hệ liệt nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, chung lấy được 4.000 điểm cống hiến giá trị, hoàn đưa nhất cái hiệp nghĩa chi quang xương hào. Dễ chịu, đi trên đường quân trưởng môn, kéo ra hệ thống bảng, đem tân xương hào đeo lên, may mắn giá trị từ mới đầu 5 điểm tăng lên đến 10 điểm. Trưởng môn, Liễu Huyền Thi liền nói, đem người giết lưu lại thiết cốt tranh tranh, người khác sẽ biết là chúng ta làm A. Quân thường tiếu nói, bản tọa chính là muốn để người khác biết. Hệ thống im lặng nói, liền không sợ gây phiền toái sợ, quân thường tiếu nói, hệ thống sụp đổ nói, đã sợ, còn để lại manh mối, túc chủ tại hoa thức tìm đường chết. quân thường tiếu nói, chân ra nếu như muốn báo thù, lại tìm không thấy hung thủ, có thể hay không dẫn lây sang được ta cứu nhân. cái này, hệ thống trầm mặc sơ qua, nói hội, nguyên cớ ta muốn để bọn hắn biết, nhân là ai giết, lại nên tìm ai báo thù. quân thường tiếu nhún nhún vai nói, nguyên lai như thế cân nhắc, mà lại, quân thường tiếu nói, giết chết những này gian tà hạng người không thể nghi ngờ là vì dân trừ hại, để thế nhân biết là ta thiết cốt tranh tranh phái gây nên, không phải cũng có thể tăng lên rất huy vọng sao. Thật đúng là, đồng lăng chấn giờ phút này tất cả nghị luận thiết cốt tranh tranh phái, trong lòng có thật sâu kính nể. Chân công tử tại thị trấn thượng, làm mưa làm gió không phải một ngày hai ngày, bị hắn hỏa hại phụ nữ đàng hoàng nhiều không kể xiết, bây giờ bị thiết cốt phái giết chết, có thể nói đại khoái nhân tâm. Nếu như hệ thống có độ danh vọng, ta lần này hành hiệp trượng nghĩa, nhất định có thể thêm không ít. Quân thường tiếu nói hệ thống dội nước lạnh nói cũng tương tự hội mang đến phiền toái không cần thiết. Lăng Diệu Tông, tại chân ra bị thương tôn trưởng lão, sắc mặt tái nhợt đi vào đại điện. Tôn trưởng lão, một tên trưởng lão kinh ngạc nói, người thế nào? Tôn trưởng lão nói, bị đánh đả thương. Người kia lập tức cả giận nói, là ai ăn hùng tâm báo tử đảm. Đừng nói nữa, tôn trưởng lão sắc mặt khó coi nói, kém chút mất mạng trở về. Xoát, nhưng vào lúc này, Lăng Diệu Tông Tông chủ đi đến, thần sắc lạnh lùng nói, người nào gây nên. Môn hạ trưởng lão bị đánh tổn thương, làm tự nhiên không thể thiện thôi thôi. Các trưởng lão khác cũng đi đến, bọn hắn ánh mắt nổi lên lửa giận, trận thế kia giống như muốn toàn thể xuất động, đi tìm người hành hung báo thù. Tông chủ, tôn trưởng lão nói, là quân thường tiếu. Quân thường tiếu, một tên trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đây là ai, làm sao không nghe nói. Chờ chút, quân thường tiếu, giống như có chút quen tai. Lăng diệu tông tông chủ thì cả kinh nói, thiết cốt tranh tranh phái trưởng môn. Không sai, tôn trưởng lão nói, chính là hắn. Tất cả trưởng lão sắc mặt đại biến, này gần nhất danh tiếng đang thịnh thiết cốt phái trưởng môn, lăng diệu tông tự nhiên nghe nói qua. Nhất là, tại thanh dương thành ngoại, lấy cường thế tu vi đánh bại chân dương quận ba tên võ vương, tức thì bị quảng vì truyền chi. Không nghĩ tới, đả thương tôn trưởng lão sẽ là hắn. Khục, lăng diệu tông tông chủ lửa giận lập tức tiêu tán, nói tam trưởng lão, gần nhất đệ tử tu luyện tình huống như thế nào. bẩm tông chủ, tam trưởng lão nói, tu luyện cũng không tệ lắm, không ít đệ tử đều có đột phá. Lửa giận ngút trời các trưởng lão khác cũng trong nháy mắt tỉnh táo, nhao nhao tế thanh tế khí nói chuyện với nhau, hoàn toàn không nhớ rõ Tôn trưởng lão bị nhân đả thương. Hoa Anh quận tứ cái tà phái bị diệt, thí thần điện đỉnh phong võ vương đều bị hù chạy. Thiết cốt tranh tranh phái, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trừng ác trừ gian hệ liệt nhiệm vụ sau khi hoàn thành, quân trưởng môn không tại lựa chọn đi đại lộ, mà là đi đường nhỏ. Có chỗ tốt lúc là hiệp nghĩa chi sĩ, không có chỗ tốt liền quyền đương nhìn không thấy. Con hàng này thật hiện thực, thu hoạch được không ít điểm cống hiến, để quân thường thiếu có dũng khí lần nữa kéo ra trung giai thương thành. Chỉ tiếc, lần trước đổi mới, chỉ cấp nhất cái vạn kiếm quy tông, liền tái không có gì có giá trị thương phẩm, chỉ có thể tốn hao 100 điểm cống hiến giá trị tiếp tục đổi mới. Ừm, mới xuất hiện thương phẩm chung, có một dạng hấp dẫn quân trưởng muôn ánh mắt, đó chính là Trung Hoa thực đơn. Trong thương thành còn có cái đồ chơi này, chỉ có người nghĩ không ra, không có đổi mới không ra được. Điểm tại giới thiệu thượng biết được này Trung Hoa thực đơn ghi lại bát đại tự điển món ăn, phân biệt là lỗ thái, món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông, tô thái, chiết thái, mân thái, tương thái, huy thái. Giá cả là 1.000 điểm cống hiến giá trị, có thể mua được để đô đô tới học tập, để Trung Hoa Mỹ thực đi hướng thế giới, đi hướng thế giới khác. Quân thường tiếu thầm nghĩ, Đinh, túc chủ tiêu phí 1.000 điểm cống hiến giá trị, thu hoạch được Trung Hoa thực đơn nhân một đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ. Đinh, môn phái điểm cống hiến, 5.702 phần 10.000. Đô đô, quân thường tiếu đem thực đơn lấy ra, nói ta chỗ này có một bản thực đơn, người có thể cầm đi nghiên cứu một chút. Thực đơn, Liễu Huyền Thi chỉ chỉ đầu, cười nói, trưởng môn, ta nơi này trang tất cả đều là thực đơn đây. a à, tiểu nhi tử vẫn rất tự tin, quân thường tiếu nói, ta cái này thực đơn, thế nhưng là quần anh hội tụ đây. Thật sao, Liễu Huyền Thi có chút hồ nghi đem Trung Hoa thực đơn nhận lấy, sau đó tùy ý lật xem quan sát, sau đó không thể tự kiềm chế đắm chìm trong trong đó. sau một hồi, tiểu nha đầu sợ hãi than nói, trưởng môn, thức ăn này phổ trong rất nhiều thái, ta nghe đều chưa nghe nói qua nha. thực đơn truyền thừa thượng cổ là ta thiết cốt phái bảo vật chấn phái. quân thường tiếu nói, hôm nay bản tọa liền đưa nó giao cho ngươi, hy vọng có thể phát dương quang đại. truyền thừa thượng cổ bảo vật chấn phái, liễu huyền thi trợn tròn trong mắt, trợt ôm thật chặt trung hoa thực đơn, khuôn mặt nhỏ vô cùng chân thành nói, đệ tử cần tôn trưởng môn chi mệnh nhất định đem thực đơn phát dương quang đại hệ thống nói không biết xấu hổ bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé